Xin chào tất cả các anh chị em. Hôm nay Dinh sẽ trở lại cái phần livestream của mình. Hôm nay là thứ bảy rồi phải không? Thì hiện tại ở bên Na Uy đó anh chị là ngày 13 giờ 27 phút rồi. Và ở Việt Nam thì chắc có lẽ cũng là 1 giờ 27 phút, thì ở Việt Nam là 6 giờ rưỡi chiều rồi phải không? Chào tất cả các anh chị. Ngày hôm nay mình nói cái đề tài nhẹ nhẹ thôi anh chị ha, mình không có nói cái gì nó quá căng thẳng. Tại vì dù sao hôm nay cũng là thứ bảy cuối tuần rồi, thì Dương sẽ làm một cái đề tài nó khác hơn, hài hước hơn, vui vẻ hơn và tương tác với anh chị em ở trên đây ha. Ê, tại sao tiền rơi? Dương chào Khanh Quốc Lê nè, Dương chào Ngô Tâm nè, Dương chào Liêm Đăng nè, Gia Bảo Phạm, Nguyễn Nhật, Long Phạm Hoàng, rồi Trinh Đô Vân, và một số anh chị em. Hello mọi người, hello anh chị. Hôm nay thứ bảy rồi, anh chị có đi đâu chơi không? Có những cái sinh hoạt gì vui không nào? Dương thì không, Dương thì chỉ ở nhà thôi, không đi đâu cả. Tại vì mặc dù rằng là thời tiết ở Na Uy vào xuân và rất là đẹp rồi, và cái số người mà hàng ngày anh chị mà xác định lây nhiễm nó đã giảm rất là nhiều luôn. Ở tại Na Uy cái tin vui là ngày hôm nay đó, khi mà cái nhiệt độ nó có vẻ ấm hơn, nó ấm lên rồi thì số người mà bị nhiễm nó cũng giảm đi đó anh chị. Và cái trường hợp tử vong thì nó cũng không còn nhiều nữa. Có nghĩa là ngày hôm nay thì không có trường hợp tử vong, và số người nhiễm thì nó cũng không có quá nhiều, không có quá đáng báo động nữa. Nhưng mà Dương vẫn chưa có đi ra khỏi nhà. Chào tất cả các anh chị ha. Hôm nay cái đề tài Dương sẽ nói là gì? Mày sinh năm 1000, mày đó sinh sau năm 1975, mày biết cái gì mà nói? Thì hôm nay mình sẽ nói cái đề tài này, và thậm chí là mình nói những cái đề tài khác nó vui vui hơn xíu ha. Và Dương biết rằng là anh chị sẽ rất là thích nhìn Dương vui, nhìn Dương cười, nhìn Dương hài hước khi làm livestream hơn là thấy Dương căng thẳng và Dương nghiêm nghị, đúng không? Thì hôm nay Dương sẽ làm như vậy anh chị ha. Chào chị Jenny Phan nè. Rồi chào Mạnh Cường nè. Hello mọi người. Vào ngày hôm nay thì là ngày 25 tháng 4 rồi. Tháng 4 là cái tháng mà đối với nhiều người, khi mà nhận ra rồi á, và hiểu biết lịch sử rồi á, thì trong cái tư tưởng của họ, những cái thời gian này không phải là cái ngày ăn mừng, mà những cái ngày này là những cái ngày nhắc nhớ về cái biến cố 30 tháng 4, 30 tháng 4 đen, đúng không? Đó. Còn ở Việt Nam á, thì những cái lớp trẻ á, sinh sau và đẻ muộn á, thì họ lại cho rằng á, đây là những ngày giải phóng. Thật sự ra á, cái lỗi không phải là cái lỗi của họ, mà cái lỗi là do cái phe thắng cuộc đó. Họ viết lịch sử và họ tuyên truyền, và họ sử dụng truyền thông liên tục kể từ ngày mà họ đi vào họ cướp được cái chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đó anh chị. Cho nên trong cái tư tưởng của họ, họ ví dụ như Dương đi, Dương sinh năm 1985 đi, đến nay Dương mới có 35 tuổi thôi, nhưng mà cái sự tuyên truyền nó đã kéo dài từ khi mà Cộng sản Bắc Việt đó, nó đi vào Nam và nó đã cướp được cái chính quyền Nam Việt Nam Cộng Hòa ha. Cho nên chúng ta không có khó để mà hiểu tại sao cái lớp trẻ ngày hôm nay lại cuồng đảng, cuồng hồ như vậy. Làm sao không cuồng được? Họ đâu có được học cái gì khác ngoài Cộng sản đâu. Họ đâu có học cái gì khác ngoài tư tưởng Hồ Chí Minh đâu. Họ đâu có được nhìn ra thế giới đâu. Có nhiều bạn trẻ nói rằng là Việt Nam ngày hôm nay rất là được tự do. Tin tức gì người trẻ trong nước cũng đọc được hết. Không có đâu. Đến thời điểm này luôn đó, anh chị nào mà nói rằng là Việt Nam đọc được hết tin tức đó mà các bạn không tin á, các bạn thử gõ một cái bài hoặc là cái lên trên Google đó, các bạn tìm những bài viết mà gõ ví dụ như RFA nè, VOA nè, BBC nè, thử coi anh chị có mở xem được không. Chúng ta chỉ sử dụng Google và chúng đi thẳng vào trong đó thử coi mở coi được không ha. Thì bởi như vậy cho nên á, là một bộ phận giới trẻ trong Việt Nam á, họ không có thông tin đa chiều, họ chỉ có thông tin một chiều mà thôi ha anh chị. Mà ngộ lắm anh chị, mỗi lần mà dư luận viên vào trong cái Facebook của Dương đó anh chị, cái Dương nhấn nút Dương block nó một cái là Dương nhìn lên cái lượt follow của mình, Dương mất hết một lượt follow. Mỗi lần mà Dương viết bài đó anh chị, mà Dương nó vô đông quá đó anh chị, mà Dương block 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 block, lát hồi lượt follow nó mất tiêu hết trơn à.
Trời ơi buồn lắm anh chị, buồn lắm cơ. Những cái người mà làm livestream, làm truyền thông đồ này kia nọ đó anh chị, thì họ rất là cần lượt follow đúng không? Mỗi lần mà Dương làm livestream hay là Dương viết bài, cái nó vô nó comment, cái nó chửi mình. Nó chửi thì mình block, 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 block. Một người, hai người, ba người, bắt đầu cái lượt follow nó giảm xuống 89.900, 89.899, 89.889, nó giảm xuống từ từ, buồn lắm cơ. Nói nghe nè mấy bé dư luận viên, chị block tụi em á, chị mới vui gì hết trơn á. Tại vì khi chị block em á là cái lượt follow của chị nó bị mất, nó bị giảm xuống buồn lắm. Nhưng mà thật sự ra chị không block không được. Tại vì chị biết á, tụi em ở Việt Nam hoặc là tụi em đang ngồi ở nước ngoài, tụi em rảnh dữ lắm. Và thậm chí là nhất là ở Việt Nam đó, ngày hôm nay tôi xài có một cái sim điện thoại thôi à, tôi chỉ xài có một cái sim điện thoại thôi, tôi không có thời gian để tôi tạo nhiều cái Gmail, phải không? Và tôi biết á, mấy em ở Việt Nam mấy em rất là rảnh, và thậm chí là mấy em được mua sim nữa, mấy em làm việc cho nhà nước mà, phải không? Mấy em làm việc cho ban tuyên giáo mà, cho nên việc mua sim các em không có tốn tiền. Tại vì sao anh chị, lên Google đi, mỗi người như vậy mua được nhiều sim lắm, rất là nhiều sim. Và mỗi một cái sim như vậy, trời ơi, tạo được 6 cái tài khoản Gmail, mà 6 cái tài khoản Gmail như vậy là tạo được 6 cái tài khoản Facebook. Cho nên mình cứ ngồi mình lít vô mình block thôi chị. Và thậm chí là có một ngày hôm qua hôm kia Dương thấy là một đứa thôi anh chị, một đứa dư luận viên thôi đó nha, tại nó có ban tuyên truyền, ban tuyên giáo mà, một đứa thôi nó ngồi trước mấy chục cái máy tính, nó ngồi trước mấy chục cái điện thoại, nó để từng tầng luôn anh chị, điện thoại mà làm tầng 1, tầng 2, tầng 3, nó để điện thoại một một mấy kệ vậy đó anh chị, hình dung nổi không? Nó để một kệ như thế này là mấy cái điện thoại, bắt đầu nó chỉ có một mình nó thôi anh chị, một mình nó thôi là nó đứng lên, nó chạy qua điện thoại này nó comment, nó chạy qua điện thoại kia nó comment. Ví dụ cái điện thoại này bị block rồi thì nó chạy qua cái điện thoại kế bên, đi cái điện thoại kế bên mà cái tài khoản nó bị block, nó chạy qua cái điện thoại kế bên, cho nên nó hoạt động liên tục. Lúc trước vô không hiểu, nói ủa tại sao vậy ta, sao mà tụi nó làm liên tục như vậy. Và cái Facebook của mình nó theo dõi dữ lắm anh chị, và mỗi lần mà Dương có đăng bài hoặc là Dương livestream là nó có mặt trên từng cái số. Giờ nó có nữa nè anh chị, thấy không? Khổ lắm, nó đeo bám theo mình dữ lắm. Trời ơi buồn lắm anh chị ơi, chứ không phải vui vẻ gì hết. Không, ngày hôm nay anh chị thấy Dương là đánh giặc, Dương đâu có cầm súng đạn gì đâu, phải không? Đâu có ra thao trường gì đâu, không có thao trường gì hết. Anh chị nghĩ không đổ mồ hôi hả? Đổ mồ hôi đó anh chị, chứ không phải giỡn đâu nha, đổ mồ hôi hột luôn á. Chị block tụi em, chị buồn lắm cơ, buồn lắm. Tại vì cái lượt follow của chị đó nó giảm xuống, buồn dữ lắm. Ok anh chị, thì anh chị biết không, khi mà Dương là một cái người trẻ mà anh chị, có nghĩa là Dương nói rồi, không có một ngày tháng phút giây nào mà Dương sống trong thể chế Việt Nam Cộng Hòa hết. Và Dương sinh ra khi thể chế Việt Nam Cộng Hòa không còn tồn tại, không còn tồn tại. Và cái môi trường sống của Dương xung quanh đó không có ai mà mình biết là họ là Việt Nam Cộng Hòa, thậm chí mình không biết Việt Nam Cộng Hòa là cái gì nữa. Có nghĩa là giai đoạn của Dương sinh năm 1985 anh chị, là xung quanh đó có nghĩa là mọi vết tích về thể chế cũ đó là không còn nữa. Rồi cái từ Việt Nam Cộng Hòa đó là cái gì mình còn không biết nữa. Và cái lá cờ vàng ba sọc đỏ, trời, chứ nói thiệt với anh chị, đừng nói mà thấy ở Việt Nam, không bao giờ thấy hình ảnh lá cờ đó đâu. Và đã không thấy hình ảnh lá cờ đó rồi còn bị tuyên truyền rằng Việt Nam Cộng Hòa là tay sai cho Mỹ, đúng không? Rồi mình còn bị nghe nghe rằng là những cái người đi lính đó, mình ngày xưa mình còn nhỏ quá mà anh chị, mình đâu có biết cái gì về lính rồi Việt Nam Cộng Hòa này kia nọ đâu. Rồi Ngô Đình Diệm rồi Nguyễn Văn Thiệu, mấy người này là mình sinh ra mình đâu có thấy đâu, mình hoàn toàn không thấy. Cho nên khi mà mình lớn lên anh chị, mình được học lịch sử thì mình chỉ học có một chiều thôi. Ngày xưa internet đâu có, điện thoại không có, mình chỉ học sách sách lịch sử thôi. Nhưng mà cái tài của thằng cộng sản là nó biết cái cách để làm sao thay đổi cái ý thức của người ta, nó làm sao để nó làm cho những cái lớp trẻ sau này tin vào nó một cách chầm chầm, mặc mặc dù rằng nó không có sự thật, và nó viết lịch sử lại. Và khi mà nó viết lịch sử lại thì những cái lớp trẻ như Dương anh chị buộc phải học, và không có cái sự lựa chọn nào khác, tại vì thông tin internet bên ngoài đâu có đâu. Mặc dù rằng là cái lớp người Việt của mình á, lớp người Việt Việt Nam Cộng Hòa đã vượt biển rồi, đang sống lưu vong tại nước ngoài rồi, nhiều lắm, lực lượng này đông lắm, đông vô cùng luôn, mà thành phần trí thức ở nước ngoài rất là đông, nhưng mà người Việt ở trong nước anh chị đâu có cái cơ hội nào mà giơ tay ra để nắm được những người Việt ở nước ngoài đâu. Những cái thành phần mà tinh tú, những thành phần mà ưu tú anh chị, những thành phần hiểu biết về cái tội ác cộng sản là họ đã tìm cách họ đi rồi. Và thậm chí là những người lính Việt Nam Cộng Hòa đó, và khi bị tù cộng sản đó và họ được thả ra rồi, họ cũng tìm cách họ đi luôn.
họ đi rồi họ đưa gia đình họ, bà con của họ, người thân của họ đi hết, thì anh chị nghĩ coi xung quanh Dương còn ai đâu, không còn ai hết trơn á, không còn ai nữa. Mà khi mà ví dụ như cha của Dương đi, cha của Dương là lính Việt Nam Cộng Hòa, là lính nghĩa quân thôi, lính trong xã đó thôi, thì khi mà cha Dương chia sẻ thì mình không có tin. Và Dương khi Dương viết bài, Dương thấy có nhiều bạn đồng tình với Dương lắm, rất là nhiều người đồng tình với Dương là cha nè, ông nội, thậm chí là gia đình luôn anh chị, ông nội, ông ngoại, bà nội, bà ngoại, cha chú bác đi lính Việt Nam Cộng Hòa luôn. Nhưng mà những cái người lớn đó họ tạo ra mình, họ sinh ra mình, nhưng mà khi họ kể về những cái gì nó trong quá khứ, mình mới tin. Mình là con nít mình mới tin. Tại vì sao mình không tin chị biết không? Tại vì sao những cái lớp trẻ như Dương không có tin những người lớn nó kể? Tại vì sao Dương không nghe, ví dụ như những người bạn cùng trang lứa với Dương không nghe ông bà kể, không nghe cha mẹ kể, trong đó có Dương nữa. Dương không tin cha mình, Dương không hề tin cha mình, mặc dù là cha mình là người sinh ra mình và cha mình lựa chọn Việt Nam Cộng Hòa, mà mình không tin ông kể, mình không nghe lời ông luôn, và mình không không tôn trọng ông, mình không, có nghĩa là không chấp nhận những cái suy nghĩ của ông. Tại vì sao? Tại vì sao anh chị? Là bởi vì á, mình đi vô trong cái mái nhà trường xã hội chủ nghĩa, là bởi vì mình đi vô trong trường mình học, học nó, cái cách dạy của họ nó hoàn toàn khác hết tất cả những gì mà ông bà cha mẹ mình nói với mình. Và ông bà cha mẹ mình bây giờ đã là những cái người thua cuộc rồi, họ thấy họ chứng kiến hết, nhưng mà họ đâu có quyền, họ là những người dân thường thôi, họ đâu có quyền để mà họ 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 la làng lên. Và la làng lên như vậy thì họ sẽ bị liệt vào những thành phần gọi là có âm mưu chống phá lật đổ chính quyền. Cho nên thôi, bây giờ xong hết rồi, mọi chuyện xong hết rồi, thể chế cũ hay là mới bây giờ cũng xong hết rồi, thôi im, cứ đi làm kiếm tiền rồi cho con đi học. Và họ vẫn biết rằng là cái sự thật nó không đúng như những gì cộng sản nó dạy con mình. Nhưng mà bây giờ họ làm sao họ thay đổi được anh chị? Bây giờ nói con cũng đâu nghe đâu. Mình trong cái hoàn cảnh ở Việt Nam đó, có lựa chọn nào khác đâu, đâu có lựa chọn nào khác đâu anh chị, buộc là phải đưa con vào trong trường học thôi. Và trong trường học có nghĩa là họ cắn răng luôn, họ cắn răng để cho nhà trường tuyên truyền và nhồi nhét. Và thời gian cái thế hệ này qua thế hệ kia, và nó cứ học như vậy, và mọi người cảm thấy bình thường. Nhưng mà không biết rằng là cái sự nhồi nhét của cộng sản là thành công, phải không? Dương là bất hiếu hả? Thì cho là Dương bất hiếu chứ anh chị thấy đi, nhìn bây giờ cái xã hội Việt Nam bây giờ anh chị nhìn đi. Ngày hôm qua hôm kia Dương coi là khi mà cái người cha mà không chia tài sản cho con á, là người con cầm dao đánh cho người cha, chém cho người cha bao nhiêu nhát trên đầu mai đó. Cái xã hội Việt Nam nó như vậy. Bất hiếu là chuyện bình thường, tại vì mình đi vào trong trường mình đã nói gọi là giáo dục mà anh chị, đúng không? Mình đã nói là giáo dục là mình tin, có giáo dục là nói về đạo đức, về nhân cách. Những người làm cái nghề giáo, cái bộ giáo dục, anh chị hình dung ra được cái từ giáo dục ở Việt Nam không? Có ai nghĩ mình bước vô trong nhà trường đó là mình học những cái sự tuyên truyền dối trá đâu? Có ai nghĩ như vậy đâu? Và thậm chí ngày hôm nay cái hệ thống giáo dục vẫn còn tuyên truyền. Và thậm chí anh chị thấy là nói xa xôi chi, bây giờ ở bên Mỹ ví dụ như qua cái mùa dịch Corona này là người Mỹ đã nhận được mỗi người 1.200 gói cứu trợ rồi, đúng không? Nhưng mà ở Việt Nam 62 tỷ, 62 tỷ đến ngày hôm nay là Dương nghe là nhiều người chưa nhận được. Và thậm chí là bây giờ mỗi một người được nhận 1 triệu đồng, nhưng mà tới tay người dân là có người nhận có 500 mà. Và nhân viên xã đó họ đi tới từng nhà họ phát luôn anh chị. Họ phát mà phát được, người dân nhận được có 500 ngàn thôi, 500 ngàn Việt Nam đồng. Có nghĩa là sao anh chị? Cái sự tuyên truyền đó đó, cái sự giáo dục, cái từ giáo dục nghe nó có vẻ giống như là nó dùng mình nghĩ, nghĩ sao, có nghĩa là không có sai. Giáo dục là phải phải đúng, giáo dục là bộ giáo dục là nơi hình thành dạy nên cái tính cách của con người, giúp cho người ta trở thành công dân tốt, công dân gương mẫu mà. Nhưng mà bao nhiêu người ở Việt Nam biết được rằng cái giáo dục ở Việt Nam là một cái công cụ, bao nhiêu người biết đâu? Dương đâu biết anh chị, Dương không hề biết. Dương không hề biết rằng là giáo dục ở Việt Nam là một cái công cụ tuyên truyền. Ngày hôm nay bạn bè của Dương cũng vậy, họ cũng đã học xong rồi, họ cũng làm giáo viên nè, họ làm công an nè, họ làm hải quan nè, họ làm nhiều trong cái chính phủ lắm, mà họ vẫn không biết được là họ học trong một cái môi trường giáo dục mà đó họ tuyên truyền. Thì những cái thông tin về lịch sử anh chị, tụi Dương đâu có được biết đâu, tại vì họ viết lại sai hết rồi, họ sửa sai hết rồi. Và thậm chí như vậy nữa nè, thậm chí như vậy nữa này ha, những người Việt Nam của mình á, những người mà đi vượt biển rồi đó,
Rồi sau này họ quay về đó, họ đón người thân của họ đi qua nước ngoài, qua Mỹ, qua Na Uy, qua Úc tùm lum hết. Nhưng mà những người con của những người đó không biết gì về lịch sử hết. Đừng nói là Dương ha, đừng nói là những người sinh ra và lớn lên trong cái môi trường Việt Nam Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ha. Những đứa con của những người đi vượt biên luôn, những đứa con mà thậm chí cái tuổi thơ của họ đó, khi họ lên tàu đó, họ thấy được cái chết cận kề với họ, họ thấy được em của họ chết, họ thấy được cha của họ chết, họ thấy xác người quăng dưới biển, tại vì đi trên tàu đó, đi qua nhiều cái thời gian không có đủ lương thực để mà ăn, không có nước để mà uống, thì dẫn đến có những người sức khỏe không có, họ bệnh và họ chết. Và thậm chí là, và anh chị cũng đã nghe rằng là người ta phải uống máu lẫn nhau để người ta sống. Tại có nước nước biển sao anh chị uống được? Nước biển anh chị đâu có uống được. Rồi lên trên đó đồ ăn đâu đang đi trên biển lênh đênh như vậy, đồ ăn đâu ăn. Không có gì ăn hết, lương thực cạn hết rồi, nước cũng cạn hết rồi. Thì buộc họ phải gì? Xẻ thịt của những người đang bệnh hoặc là những người đã chuẩn bị chết hoặc là những người chết để họ ăn thịt người để họ sống. Rất là nhiều cái câu chuyện như vậy, nhưng mà khi họ đã được đến bến bờ tự do rồi đó, thì họ sống ở đó, họ làm việc, thời gian nó nguôi ngoai đó anh chị, nó làm cho gì? Nó làm cho người ta quên đi những cái gì nó đã xảy ra trong quá khứ, những cái gì họ đã thấy, thời gian nó quên đi và họ chỉ khao khát là gì vậy? Dĩ nhiên rồi anh chị, tại vì sống ở nước ngoài nè, họ hàng không có, mình sống trong một cái cộng đồng mà ở đó đâu phải là người Việt Nam nhiều. Ví dụ như Dương ở Na Uy đi, Dương đang sống ở một cái môi trường xung quanh Dương chỉ toàn là người nước ngoài thôi, đâu có người Việt Nam nhiều. Thì mình luôn mong muốn rằng là một ngày nào đó đó mình sẽ đi về lại Việt Nam, một ngày nào đó đó Dương sẽ ở trong một cái gia đình mà họ hàng chú bác quây quần bên nhau, thích không anh chị? Họ muốn chứ, tại vì họ sống nhiều năm nhiều tháng ở nước ngoài rồi, họ cần quê hương, họ cần nguồn cội của họ, họ về. Và khi họ về á, một số người á, thì không có nghĩa là họ không biết gì về cộng sản hết. Đừng nói những cái người sinh năm trước năm 75, ví dụ như là sinh năm 70, 71, 72, 73, 74, 75, anh chị hiểu, họ hiểu lịch sử nhà nổ. Có những người 50 tuổi, 60 tuổi vẫn không biết về cộng sản nha. Chứ anh chị đừng nói là trách vào những cái lớp trẻ như tụi Dương, không có đâu. Thậm chí khi mà Dương lên truyền thông, Dương nói như vậy, những cái người mà thậm chí sáu, anh chị tưởng tượng lên những người sinh năm 1965 đó, 65 tới năm 75 là họ mới có 10 tuổi thôi. Rồi bây giờ những người sinh đúng năm 1975, 76 trở về sau cái giai đoạn đó là Việt Nam Cộng hòa mất nước rồi. Và họ bắt đầu khi họ lớn lên 6 tuổi, Dương lấy cái mốc thời điểm là năm 75 đi anh chị. Thì khi 75 đó họ 6 tuổi là họ đi vào lớp 1, đúng không? 6 tuổi vào lớp 1 thì có nghĩa là năm 1975, 6 là 1981. Là năm 1981 họ mới có 6 tuổi thôi. Họ làm gì họ biết được? Sinh ra họ đâu không thấy gì rồi. Họ chỉ biết được rằng họ sống trong cái giai đoạn bao cấp mà họ đâu có hiểu tại sao bao cấp đâu. Bản thân Dương nè, nhiều anh chị em nói rằng đó là Dương có biết ăn biết cái giai đoạn mà Dương sinh ra đó là người dân của mình ăn bo bo không? Dương nói thiệt với anh chị, Dương không có biết cái củ bo bo nó ra làm sao. Dương nói thiệt, mặc dù là Dương lên làm livestream đó, nhưng mà nhiều người nói ăn bo bo nè, rồi cái gì nữa, có nhiều anh chị comment rất là vui, rồi ăn gạo Hòa Lan gì đó mà không có tên, chỉ có tên thôi mà thực sự không phải như vậy. Dương đâu có biết việc bo bo đâu anh chị. Ví dụ như hoặc là quần áo mà may bằng bao bố chẳng hạn, Dương đâu có biết, Dương không hề biết. Và khi Dương lên làm truyền thông như vậy, Dương nhờ là gì, là anh chị em tương tác với mình, và có rất là nhiều cái comment của từ cô chú anh chị em là nạn nhân đó, hoặc là có người thân cung cấp phụ, chứ Dương đâu có biết bo bo là gì đâu. Dương không có biết bo bo là sao nữa anh chị. Dương nói thiệt mà. Rồi bao bố, Dương biết cái bao bố, nhưng mà Dương thì Dương không có mặc cái bao bố đó. Rồi còn nhiều nữa, ví dụ còn nói về đổi tiền chẳng hạn, Dương đâu có biết đổi tiền là gì đâu. Và cho đến khi năm 2012 Dương sử dụng mạng Facebook, Dương cũng không biết là cái bo bo nó ra làm sao, và Dương cũng không biết cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa nó ra làm sao. Dương không hề biết cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa ở Việt Nam nghe anh chị. Thời bây giờ đó là nhiều anh chị em ở Việt Nam nhìn được, thấy được hình dạng của lá cờ vàng ba sọc đỏ nó ra làm sao, chứ Dương nói thiệt với anh chị, sống ở trong Việt Nam Dương không biết cái lá cờ đó nữa, không biết nó màu sắc ra làm sao nữa. Thậm chí nhiều người Việt ở Việt Nam nhìn cờ đỏ sao vàng không, mà nhìn thấy lá cờ vàng ba sọc đỏ chạy, tao nói chạy xanh mặt xanh mày luôn, thấy là không dám đứng gần. Tại vì sao? Cái nỗi tuyên truyền, cái sự sợ hãi, bởi vì tuyên truyền mà anh chị, tại vì cái cờ vàng ba sọc đỏ là một một đại diện cho một cái lực lượng mà nó đã chết rồi, nó xấu xa, nó bán nước, bây giờ là nó không tồn tại nữa, nó tiếp tay cho Mỹ, không anh chị, có nghĩa là làm tay sai cho Mỹ, nó nhiều lắm, rất là nhiều đó anh chị. Dương thấy có rất là nhiều anh chị em comment vô nè, là ba chị mặc áo bao bố nè,
rồi ăn bo bo nè, rất là nhiều luôn. Anh chị đọc vô, anh chị comment, anh chị coi những cái comment của những anh chị em khác thì anh chị sẽ thấy cái vấn đề ở đây Dương nói với anh chị là gì. Cái tuổi trẻ của tụi Dương á, và khi hiểu ra được lịch sử đó anh chị, mình biết trong cái trạng thái mơ hồ. Mơ hồ là gì? Mình không hiểu được thực sự ra nó như thế nào. Cho nên khi mà mình nói về lịch sử á, nó khó khăn để mà mình trình bày nó một cách nó rõ ràng lắm. Mà nếu mà nói để cho người lớn tuổi mà họ làm truyền thông á anh chị thì nó lại khó nữa. Tại vì cái lớp trẻ nó có nghĩa là những cái thế hệ khác nhau rồi, và khi mà họ sử dụng truyền thông thì nó không hiệu quả. Tại vì khi mà những cái người mà sống trong cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa đó, ngày hôm nay họ lên họ kể thì những cái lớp trẻ ở Việt Nam họ sẽ nói gì? Họ sẽ nói rằng là ừ, có sự hận thù. Bởi vì có sự hận thù cho nên là bởi vì thất bại là bên thua cuộc, cho nên ngày hôm nay là oán hận tức tối, cho nên là muốn lên để giống như là phục họ, phục quốc, phục hận này, đủ thứ chuyện hết. Nó rất là khó. Nhưng mà chính những cái lớp người này đó, họ mới hiểu đúng được những cái gì nó đã xảy ra, và họ có thể trình bày một cách nó chính xác về những gì đã xảy ra trong cái giai đoạn trước. Còn như Dương mà biểu Dương kể ăn bo bo nó ra làm sao, sao Dương kể được? Có biết cái hạt bo bo nó ra làm sao đâu kể? Phải không anh chị? Rồi ăn, ví dụ như Dương đã ăn bo bo rồi, Dương có thể diễn tả được. Ừ, ăn bo bo nuốt trợn tròng con mắt lên, mắt nghẹn tới đây nè, Dương có thể Dương diễn tả được. Còn Dương là không biết cái đó anh chị. Dương chỉ biết là ừ, cái giai đoạn của Dương sinh ra đó là Dương Trang nước dừa. Anh chị biết ngoại Dương là quê ở Tiền Giang mà, Tiền Giang đó anh chị, thì xung quanh đó dừa rất là nhiều, rất là nhiều dừa. Thì cái giai đoạn nó nghèo lắm, anh chị tưởng tượng coi. Dương sinh năm 85 mà Dương ở với ngoại Dương là cho đến năm 87, 88, 89, 90 thì lúc đó Dương mới có 5 tuổi à. Thì họ còn nhỏ là chặt cái dừa ra, nó quần quần bên bà ngoại đó, chặt dừa ra và lấy cái nước dừa đó anh chị, và nạo luôn cái cơm dừa, nạo luôn cái cơm dừa bỏ vô cái chén cơm để mà ăn. Trời ơi, nhưng mà thực sự lúc đó mình nhỏ quá để mà mình có thể nhận thức được rằng là cái sự nghèo khổ, cái sự mà không có đồ ăn nó từ đâu mà ra, mình không có hiểu được. Không có hiểu được vì sao. Và ông bà cũng đâu có nói, ví dụ ông bà mà mình còn nhỏ quá làm sao ông bà dạy mình được, làm sao ông bà có thể nói cái sự nghèo khổ này là do Cộng sản. Dương không hề nghe đó anh chị, Dương không hề nghe ông bà mình nói như vậy luôn á. Rồi thậm chí là Dương phải múc đường anh chị, múc đường cát bỏ vô cơm trộn lên ăn đó. Có anh chị nào mà ăn giống Dương không? Bây giờ một số anh chị em đã ăn bo bo rồi, mặc áo bo bố, mặc quần bo bố rồi đó. Dương thấy có nhiều người nói rồi đó, khoai môn này kia nọ, khoai mì rồi đó. Rồi bây giờ những cái người mà thuộc cái lớp người giống như Dương nè, thuộc cái thế hệ như Dương nè, có ai mà ăn cơm chan với nước dừa không? Có ăn cơm mà gọi là nạo dừa ra chan với cơm ăn không? Rồi có ai ăn cơm mà gọi là đâm muối tiêu trộn vô ăn? Ăn vậy đó anh chị, có nghĩa là tiêu với muối đâm với nhau trộn vô ăn. Rồi gì nữa? Rồi bỏ đường vô trộn cơm lên ăn, có không? Trời ơi, nhiều lắm anh chị. Nhưng mà thật sự ra để mà hiểu được cái sự nghèo khổ đó từ đâu là mình không thể nào mà mình nói là cái thời giai đoạn đó mình nói ừ, tại sao mình khổ như thế này, tại sao mình ăn uống cơ cực thế này. Là mình chỉ nói là tại vì chắc có lẽ là do ông bà ngoại của mình đó không có đi làm, không có tiền mua lương thực, thực phẩm này kia nọ thì mình nghèo thôi. Có mình chị, cơm chan nước lạnh luôn này chị. Nó thì sau này khi Dương đi qua bên ngoài đó thì Dương mới hỏi lại. Cái phải vì ví dụ như Dương sinh năm 85 đi, năm 90, 91 Dương còn bé, Dương ăn uống như vậy thì Dương mới hỏi lại những lớp người đã đi vượt biên đó, thì trong cái giai đoạn mà họ sống ở nước ngoài như vậy anh chị thì họ ăn uống ra làm sao. Anh chị hiểu cái cách Dương, con người của Dương mà phải không? Có nhiều người hiểu tính Dương mà. Thì Dương sẽ hỏi là ở Việt Nam trong giai đoạn đó đó, con ăn uống còn sống như vậy, nhưng mà cho con biết rằng là quý vị, cô chú anh chị hãy cho Dương biết rằng là trong cái giai đoạn mà cô chú anh chị đã vượt biên rồi đó, ví dụ năm 90, 91 thì ở nước ngoài này cô chú ăn uống làm sao? Thì lúc này mình họ chia sẻ cho mình, họ kể cho mình nghe thì mình mới biết được là cái cuộc sống của họ khi mà họ vượt biên họ đâu có khổ. Phải không? Mình cứ ở Việt Nam là nghe tuyên truyền là người Việt của mình ở nước ngoài là đi làm việc cực khổ, làm nhất là đi làm ô sin, lau nhà, lau cửa, làm những công việc nặng nhọc này kia nọ, thì mình nghĩ rằng họ sống rất là khổ. Nhưng mà khi mà họ kể cho mình là khi mà họ đã ra khỏi Việt Nam rồi, họ sống ở những cái quốc gia bên ngoài rồi, trời ơi, họ ăn đồ hộp, họ ăn trái cây, họ uống sữa, họ ăn bánh mì trong những giai đoạn đó rất là nhiều. Còn mình á, mình ăn cơm chan nước dừa, mình ăn cơm chan đường, ăn cơm trộn đường, ăn cơm trộn muối tiêu, rồi thậm chí múc nước lạnh nữa. Dương cũng có múc nước lạnh đó anh chị, thậm chí múc nước lạnh đổ nước mắm vô làm nó mặn mặn ăn nữa.
Mà trong khi những cái lớp trẻ bằng tuổi giống như Dương là họ được cái cơ hội mà họ đi ra nước ngoài hoặc là họ được sinh ra nước ngoài thì họ đâu có khổ như mình. Nó thì khi mà mình phát hiện ra được những cái gì á mà mình học tại Việt Nam đó nó không đúng như thế. Và cái sự thật nó đang nằm ở đằng sau một cái bức màn nhung. Mình đang ở Việt Nam đó, mình đang ở trước, mình đang ở phía trước một cái bức màn. Mà bức bức màn đó là một cái bức màn nhung, mình nhìn vào có nghĩa là mình cảm giác được á là cái môi trường sống của mình đang rất là tốt. Tốt vô cùng luôn, tại vì mình đâu có được phép vén vào cái bức màn nhung đó, vén đâu có được, anh chị đâu có được vén bức màn nhung đó. Bây giờ lên trên mạng gõ vô những cái link ở nước ngoài coi có mở được không, không có mở được, tại vì sao, cái bức màn đó đã bị khóa chặt rồi, nó khóa chặt luôn rồi, nó không cho ai được phép mở ngoài nó mà thôi. Và nó biết được những gì nó xảy ra ở bên ở trong Việt Nam thì nó khóa lại, nó làm cái nó chặn lại, nó không cho người ta nhìn ra thế giới bên ngoài. Rồi ở bên ngoài á, bắt đầu ở trong nó tuyên truyền, nó nói rằng ở bên ngoài kia một cái thế lực rất là xấu, thế lực ở bên ngoài á, là không tốt cho người dân Việt Nam, họ không thương người dân Việt Nam, họ đối xử rất là tệ. Và ngày hôm nay họ không sống ở Việt Nam bởi vì những cái thành phần này là họ bán nước, cho nên họ mới chạy ra nước ngoài, họ là những người không tốt cho nên họ mới bỏ quê hương. Họ tuyên truyền đủ đường á anh chị, cho nên bản thân Dương nè, khi mà Dương học trong đó, Dương có cái nhìn không tốt về người Việt ở nước ngoài. Tại vì sao anh chị, mình đâu có nhìn được, mình đâu có tiếp cận được những cái lớp người này đâu mà mình biết, không có cơ hội, làm sao có cơ hội được. Dòng họ bà con nội ngoại của mình không có ai đi vượt biên hết, làm gì mà mình nghe được những câu chuyện kể. Rồi hàng xóm dòng họ bà con mình xung quanh không có ai, có nghĩa là nhiều người ta im lặng luôn, người ta giữ luôn, người ta khóa chặt luôn, làm sao mình biết được cái sự thật. Và khi mà Dương biết được cái sự thật, Dương sử dụng mạng xã hội, Dương nói anh chị, thì anh chị biết cái câu mà Dương luôn luôn được nhận lại là cái gì không? Mày sinh sau năm 1975, mày đâu có sống trước thời Việt Nam Cộng Hòa đâu, mày đâu có sống thời trước đó đâu, mày biết cái quần gì mà mày nói. Nó nói Dương vậy đó anh chị. Thử thử anh chị mà đặt trường hợp vô Dương, anh chị có khổ tâm không? Rất là khổ. Tại vì mình không có nắm được, không có nắm được, mà thông tin là mình chỉ đi hỏi thôi à. Dương đi hỏi người này, Dương đi hỏi người kia, Dương lên trên YouTube, Dương coi video clip, Dương lên trên Google, mà Google là Google ở nước ngoài nha. Tìm tin tức là ở ngoài Việt Nam nha. Còn ở ngày xưa trong Việt Nam anh chị có biết vượt tường lửa là cái gì đâu. Ủa mà làm sao mà nói về Việt Nam tự do mà phải có cái chuyện vượt tường lửa nữa. Ngộ anh chị, có bao giờ anh chị hỏi là ở Việt Nam mà khi mà coi tin tức mà nói về Việt Nam tự do ngôn luận, tự do báo chí mà phải vượt tường lửa không? Có bao giờ anh chị nghe câu vượt tường lửa không? Ở Việt Nam anh chị phải vượt tường lửa, mà vượt tường lửa là tường gì? Tường lửa là anh chị, khi mà chúng ta nói tới tường lửa là chúng ta biết được cái bức tường này rất là nguy hiểm, tại nó là lửa mà anh chị, mà là bức tường nữa, mà leo qua cái bức tường này nó đâu có dễ anh chị, nó khó vô cùng. Nhưng mà ở Việt Nam á, muốn coi được tin tức á, là phải vượt cái bức tường lửa đó, là có những cái apps mà và cái người đó phải giỏi lắm. Thì có nghĩa là những người nào có trình độ, có trí thức, có hiểu biết và rành về công nghệ đó thì họ mới biết được cái sự thật. Mà cái dân mà nghèo nghèo, dân hai lúa như Dương là kể như điếc luôn anh chị, biết đâu mà vượt tường lửa, đâu có biết đâu. Tại vì để mà vượt được cái tường lửa phải vô nghiên cứu làm sao bước 1, bước 2, bước 3, bước 4, làm vậy. Cái dân nghèo ở ở Việt Nam giống như Dương nè anh chị, lo đi làm kiếm tiền không, rảnh đâu, có không coi được thì coi, không được thì thôi, bỏ qua một bên coi tin tức khác. Nó đó là cái tình trạng của Dương. Khi mà Dương còn ở Việt Nam, Dương tập tành, Dương chơi Facebook á, thì có Dương thấy có nhiều anh chị em, Dương cũng giống như nhiều nhiều bạn bè mà đang ngồi trước màn hình của Dương nè, ngồi nghe thôi chứ không like, không comment, không có cái gì hết, ngồi nghe thôi à. Tại vì không có tiện, vì nhiều nguyên nhân không có tiện để mà like hoặc là comment vào, ngồi nghe thôi. Nhưng mà cũng âm thầm, tại vì Dương hiểu, Dương cũng âm thầm khi mà anh chị nào đó share link lên, Dương cũng vào, Dương click, Dương mở lên, mà mở không có được, coi không có được. Mà lúc đó mình đâu có hiểu tại sao mà mình không coi được đâu. Tại vì một số link á, khi Dương mở vào thì nó cho, mà khi những cái link này á, mình mở vào á, thì nó nói một chiều không à. Nhưng mà lúc đó mình đâu có biết gì là một chiều. Ừ, thông tin nó viết vậy là vậy. Ồ, vậy mình đọc thông tin này, mình vô cái link kia mình mở cũng không được nữa, thì thôi mình đi qua cái chỗ khác mình mở anh chị, mình coi cái link khác. Ờ, link này nó viết như vậy, là mình đọc cái link này, mình đọc cái nội dung này. Vậy là hôm nay Dương nắm được những thông tin như vậy. Lúc đó Dương cũng không hề biết được rằng là Dương đang đọc thông tin một chiều nữa. Tại vì mình chỉ nghĩ rằng là ờ, nó lóc cái này, hoặc là cái tăng này không tồn tại, hoặc là vì lý do gì nó không tồn tại, chứ mình đâu có biết là mình bị chặn đâu. Mình đâu có biết rằng là những cái tin đó là về Việt Nam nó đã kiểm duyệt và nó chặn từ ở Việt Nam đâu. Đâu có biết. Rồi cái bước bắt đầu, ok, đang có thời gian rảnh mà không cho thôi, đi kiếm cái tin tức khác đọc.
Rồi cũng quay qua VN Express đọc, báo Tuổi Trẻ đọc, báo Nhân Dân đọc. Bắt đầu cũng quay quần quanh quẩn, nó cũng trở lại cái báo chí Việt Nam đọc thôi, chứ còn gì đâu đọc, anh chị đâu còn gì nó đâu đọc. Rồi họ hàng của mình thì cũng có nhiêu đó thôi, thậm chí họ hàng mình cũng đâu quan tâm tới tụi báo chí này kia nọ tin tức đâu. Ừ rảnh này kênh lên tivi coi, thậm chí tivi cũng không coi nữa, coi ba chớp ba nhán. Đi ra ruộng mà làm từ sáng cho tới chiều mà anh chị, từ sáng cho tới chiều luôn, làm từ sáng tới chiều về mệt mà gần chết, mệt thi bà nội, mệt thi bà ngoại luôn. Về nằm mà mở tin tức lên VTV coi lúc 7 giờ coi chút ngủ rồi. Ở Việt Nam mà miền nông thôn mà anh chị, nó vùng nông thôn mà lên ngủ sớm lắm, đi ngủ rất là sớm. Rồi tin tức bắt đầu khỏi cần luôn anh chị. Đó, ráng ngủ sớm đi, sáng từ 5 giờ, 5 giờ sáng vậy là có cái lo rồi, cái lo nói mình nghe rồi, thôi vừa dặm lúa vừa nghe. Anh chị thấy ngầu không? Vừa dặm lúa vừa nghe, vừa hả rải rải phân đó. Vừa rải phân nha anh chị, rồi rải lúa đó, chiu 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 rải lúa rồi đó, thì vừa rải vừa nghe. Ở Việt Nam mà anh chị, trâu nó dậy nó đi cày từ rất là sớm, giờ có máy cày chứ ngày xưa thời của Dương anh chị trâu cày rần rần luôn, 3-4 giờ sáng là ngoài ruộng rần 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 trâu, tiếng trâu tiếng người, rồi bắt đầu 5 giờ sáng mới tiếng loa, rồi bây giờ cứ chiều về là có tiếng loa nữa rồi, đâu cần đâu anh chị, lên tối về làm việc mệt mỏi quá có tivi mở một chút thôi nghe rồi, vậy là rốt cuộc sáng cũng nghe tuyên truyền, chiều nghe tuyên truyền rồi nghe vô, có nghĩa là thông tin một chiều. Còn những cái tuổi trẻ giống như Dương nào quan tâm tới chính trị đâu có cơ hội, không có sự lựa chọn, đúng không? Đó, ngày hôm nay Dương làm mà nó vẫn vô, nó Dương nó xạo kìa, vẫn còn tồn tại ở trong đó, mà bây giờ mình nói nó vẫn nói mình nó xạo. Thì khi Dương lên Dương làm livestream, Dương làm truyền thông và Dương mời một số nhân vật lên, ngày ngày trước ấy, trên Facebook nó có cái tính năng mời livestream cả hai, thì khi Dương lên chị mà mời những người lên thì bắt đầu họ tấn công Dương, bắt đầu họ xong rồi họ tấn công cái người bên kia luôn, là những cái thành phần đó, là những cái thành phần gọi là nuôi sự hận thù. Đó, nuôi sự hận thù, ai mà nuôi hận thù, làm gì mà nuôi hận thù, không có nuôi hận thù. Mà cái vấn đề ở đây là cái sự thật lịch sử phải trả về cho sự thật. Rốt cuộc thì ngày hôm nay anh chị thấy không, cái công hàm đó, mấy năm về trước Dương cũng đã nói về cái công hàm của ông Phạm Văn Đồng đó, 1958 đó. Trời ơi, vô nó chửi không còn một cái gì chửi luôn. Nó ngay hôm nay là Trung Quốc nó đưa ra ngoài, ngoài Liên Hiệp Quốc nó nói về là ông Phạm Văn Đồng, nó Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã ký dân 12 hải lý cho Trung Cộng. Đó, mà vẫn nó vẫn tuyên truyền rằng là gì, người Việt ở nước ngoài đó là những cái thành phần lưu vong. Lưu vong mà nó đâu có nói là tại sao người ta lưu vong đâu anh chị. Và cái người Việt ở trong nước cũng đâu có hiểu đâu, bản thân Dương cũng đâu có hiểu tại sao người Việt ở nước ngoài là lưu vong đâu. Bây giờ trả lời giùm tôi coi. Trả lời giùm tôi coi tại sao người Việt ở nước ngoài mà bị gọi là lưu vong vậy? Anh chị các bạn, tại sao người Việt ở nước ngoài mà trong tư tưởng của các bạn cho gọi là lưu vong vậy? Trả lời tôi nghe coi. Trong giai đoạn này luôn rồi đó nha, mặc dù là mỗi một năm như vậy là chỉ tiêu của nhà nước á, của gọi là giống như của Cộng sản Việt Nam đó, của Việt Cộng đó, là nó phải đưa ra 100.000 người lượng anh chị đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Để cho tôi hỏi rằng ngày hôm nay là tại sao mà có lớp người Việt ở nước ngoài lưu vong vậy? Nói dùm cho tôi nghe coi, tại sao có cái lớp người này ở nước ngoài vậy? Comment đợi không chị ha. Bữa hôm nay là Dương nói là mình làm đỡ căng thẳng một chút xíu, nhẹ nhàng, từ tốn, không có căng thẳng, không có stress. Hỏi trả lời, tôi hỏi và đồng bào trả lời. Nói tới tụi nó là nói cả ngày không hết. Dương nói thiệt với anh chị á, làm livestream ở Dương nói 5 tiếng cũng chưa hết. Nói ngày này qua ngày kia, mỗi ngày dùng 5 tiếng cũng chưa hết. Nhưng mà không có hết chuyện cộng sản, nhưng mà mình hết giờ của mình, hết giờ của mình và hết sức khỏe của mình. Còn nói về cộng sản là không bao giờ hết, không bao giờ hết. Tại sao vậy? Tại sao có cái lớp người Việt mà đang ở nước ngoài này gọi là bị lưu vong vậy? Tại sao họ phải lưu vong vậy? Trả lời giùm coi, tôi đợi hoài không thấy ai comment, chửi tôi hoài. Tập trung vô câu hỏi đi. Mình đi vô trong trường đó, đúng không? Mình học toán, mình học văn học, mình học lịch sử gì cũng vậy. Người ta hỏi câu hỏi như thế nào thì trả lời đúng cái câu hỏi của người ta đi. Trả lời trật lất à, người ta cô giáo viên sẽ chấm bài là lạc. Trả lời sai, trả lời không đúng. Đúng không? Hỏi một đường mà trả lời một nẻo là trả lời sai. Hỏi bây giờ là tại sao có cái lớp người Việt ở nước ngoài mà để cộng sản tuyên truyền rằng là lớp người là lưu vong vậy, không có trả lời, vô chửi tôi không à. Chửi cái gì đâu không mà không liên quan tới câu hỏi. Vậy đâu có vui. Trời ơi, không, anh chị không trả lời được, không trả lời được luôn. Anh chị đọc comment không ai trả lời được hết trơn, chửi không à.
Bây giờ Thiêu hỏi lại một lần nữa cho thời gian 2 phút nha. Tại sao có một cái lớp người ngày hôm nay là theo cái thống kê Dương đọc được là có khoảng hơn là 7 triệu người Việt đang sống ở nước ngoài đó, và trong đó phần đông là những cái người này là những người tị nạn cộng sản mà bị cho là lưu vong, tại sao vậy? Không trả lời luôn, chửi hoài. Trong khi Dương hỏi nên chị có nói chửi Dương nè. Đâu rồi? Đâu rồi? Ôi nãy giờ quá trời comment luôn mà Dương không kéo lên. Đợi Dương một chút xíu. Nó chửi Dương nè. Mày hôm nay không khóc nữa hả? Đâu liên quan tới câu hỏi của tôi. Không, không liên quan một cái. Còn gì nữa? Đó. Lưu vong là lũ ngụy, lô phải đu càng chạy tục cả quần đấy, đâu liên quan tới câu hỏi của tôi đâu, không liên quan một chút nào luôn á. Nói gì nữa? Đu càng gọi là lưu vong, nhưng mà tại sao lưu vong? Tôi hỏi mà Dương, tôi đang hỏi là tại sao, lý do. Rồi đừng không hiểu câu hỏi của tôi luôn nghe. Tại sao có cái lớp người này ở nước ngoài? Tôi hỏi cái câu đó thì tại vì, bởi vì chứ tự nhiên trả lời gì kỳ vậy trời đất, cứ buồn quá luôn. Sống bao nhiêu năm trong thiên đường xã hội chủ nghĩa rồi, hỏi câu hỏi đơn giản vậy đó mà trả lời không có được nữa. Trời, vậy mà tự hào rằng là Việt Nam là một trong những quốc gia có nền giáo dục hiện đại nhất trên thế giới. Hiện đại cái gì, hỏi một đường trả lời một nẻo. Ôi trời ơi, giống như là đại biểu quốc hội Việt Nam cũng vậy, giao thế giới hỏi một đường, hỏi một đằng trả lời một nẻo, trả lời chết quốc hả? Rồi ôi chết rồi. Rồi có nhiều người anh chị em nói là tại vì sao? Tại vì họ không sống được với cộng sản cho nên họ họ đi. Và khi họ đi như vậy thì họ bị gọi là gì? Những thành phần phản động và lưu vong. Nó nghe, nhưng nó thiệt với anh chị là người ta ra nước ngoài rồi, người ta không có giảng đâu. Thực sự ra nên nước ngoài người ta phải học là cái ngôn ngữ. Tại vì ra Mỹ, ra Na Uy hoặc là ra Úc đấy, người ta không có thời gian. Ví dụ như Dương này, Dương ở Na Uy đấy, mà Dương biết nói tiếng Việt, tiếng Bắc vậy đúng không nữa. Ra Na Uy đấy, mình đâu phải là mình dùng tiếng Việt đâu các bạn. Đó, mình phải 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 học cái ngôn ngữ khác. Học ngôn ngữ khác đâu phải học một một tháng, 2 tháng, 3 tháng là mình nói được cái ngôn ngữ của người ta. Đâu có thời gian. Đó, cho nên là Dương phải bỏ ra mấy năm trời, Dương đi học muốn chết. Để mà có thể, tôi mua cái áo này giá bao nhiêu vậy? Tôi mua cái áo kia giá bao nhiêu vậy? Tôi đi khám bệnh, sức khỏe của tôi ngày hôm nay tôi ho nói làm sao? Học mắc dịch, mắc tôi. Chứ đâu phải mà đi ra bệnh viện cái nói, hôm nay tôi bị sốt, hôm nay tôi bị cảm, bác sĩ làm ơn kiểm tra coi vì sao vậy. Đâu có nói tiếng Việt. Nhưng ở Việt Nam người ta phải học một cái ngôn ngữ khác rồi sao nữa. Người ta có con, người ta phải đi làm kiếm tiền, người ta xây dựng nhà cửa, kiếm tiền cho con, lo cho con, lo xây dựng cuộc sống gia đình. Đã vậy không ha, người ta còn phải kiếm tiền để gửi về. Con gửi về cho cha dăm ba gói thuốc gì đó, không lẽ giờ ngồi hát cái bài đó có gì. Con hát cuộc đời cho gỡ mòn, những bài hát mà gọi là một chút quà cho quê hương đó. Đó có nghĩa là gì? Không phải là người ta chỉ là đi làm kiếm tiền để lo cuộc sống của người ta ở bên đó không, người ta còn nguyên một cái gia đình, người ta còn ở lại Việt Nam chưa đi được nữa kìa, đúng không? Vậy đó mà bị chửi. Mà tại vì sao mà người ta phải đi ra nước ngoài? Không trả lời được. Tại vì cộng sản chứ tại ai. Tự nhiên nhà người ta đang ở ngon lành. Bây giờ hỏi Dương là tại sao Dương ra nước ngoài, Dương trả lời cho họ nghe. Nó tại 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 sao Dương ra nước ngoài? Tại sao Dương ra nước ngoài vậy anh chị? Đấy, comment từ từ ha anh chị. Nó bắt đầu vô nè, 1 2 3 4 bắt đầu block nè, cái lượt follow xuống nè. Tại sao Dương phải ra nước ngoài ở, và tại sao ngày hôm nay Dương phải trở thành một con phản động? Tại sao vậy anh chị? Tại vì nó biết được cái sự thật lịch sử, nó không phải là những gì nó đã học mấy chục năm. Từ lớp 1 cho tới lớp 12, từ lớp 12 học lên đại học bao nhiêu năm trời, nó biết không đúng như vậy. Đó, rồi thêm một cái nữa là tại giờ Việt Nam đi làm thu nhập không có đủ sống. Cái nữa là gì? Nó cảm thấy tương lai bất an. Ok, thu nhập không đủ sống không có phải là vấn đề. Ok, nhưng mà cái tuổi già của nó không ổn.
nó nhìn thấy ở xã hội Việt Nam bây giờ không có một cái chính sách phúc lợi nào cho người già hết, làm quần quật từ hồi còn trẻ đến khi về già nằm bệnh một cái, nó đã chứng kiến quá nhiều cái chuyện xảy ra ở Việt Nam rồi. Trời ơi, làm cho lắm tắm cũng ở trường, làm cho điên cuồng cũng ở trường đi tắm. Nó là như vậy. Bệnh tật một cái đi vô bệnh viện, ủa cái quỷ gì vậy? Tôi đi làm hồi tôi còn trẻ, cho đến khi tôi về già tôi bệnh một cái, hết chồng con nghỉ việc đi vô nuôi, hết chị em nghỉ việc đi vô nuôi, tao nó nằm lổn nga lổn ngổn trong cái bệnh viện á, nằm tao nó nằm như cá mồi ở trong bệnh viện. Đã vô trong bệnh viện là xong ha, đâu có đâu, nằm vô trong đó bệnh tật rồi mà còn yên ha? Không yên, đâu có yên đâu anh chị. Vô trong đó nằm tao nó ngủ mà lỡ ngủ quên một cái thức dậy mất tiêu đồ hết trơn, tiền cũng mất, túi xách cũng mất, trang sức đồ nó lột sạch hết trơn, quần lót phơi cũng mất nữa. Chịu đời cho nổi không? Có chịu đời cho nổi không? Đã bệnh tật rồi, đã vô bệnh viện rồi, người ta làm hồi còn trẻ rồi, tới khi về già vô bệnh viện ta nói ông này bà nọ đi vô thăm nuôi, mà lỡ người ta không nghĩ được là kể như cái bà đó mệt luôn. Ủa gì kỳ vậy? Bây giờ tôi không nói lịch sử mà tôi nói những cái chuyện mà nó xảy ra như vậy. Vô bệnh viện bây giờ thừa nhận không? Đi vô mà ngủ quên một cái dậy mất tiền, mất sạch. Trời, cái bệnh viện đó mà anh chị tưởng tượng coi, cửa nẻo rần rần. Ủa tại sao mà bệnh viện ở bên ngoài đây nè, người ta bệnh mà vô không có mất mát cái gì hết trơn, ta đi bệnh vô bệnh viện ta đâu có mang tiền theo. Dương nói là anh chị, dư luận viên đang chửi Dương chứ không phải là Dương kiêu ngạo nha. Ở bên nước ngoài này người ta đi vô bệnh viện ta mang tiền theo tế ông nội người ta làm chi. Ví dụ bên Na Uy nè, Dương đi Dương mang có cái thẻ này thôi à. Mà nếu mà Dương đi khám bệnh rồi không cần mang thẻ luôn nữa nè, thẻ ngân hàng nè. Khi nào á mà Dương đi khám bệnh bình thường á thì Dương mang cái thẻ theo cả một khoảng nhỏ xíu à. Còn khi nào mà Dương bệnh như bệnh viện điều trị mà nằm trong đó cần điều trị rồi, đâu có cần mang thẻ theo làm gì. Không cần mang thẻ theo gì cho mới nằm bệnh thôi. Ở Việt Nam một cái là ta nói vô trong đó là mất quần lót mà còn mất nữa thì anh chị tưởng tượng coi nó cỡ nào. Có không, trong đây có ai mà đi thăm người thân của mình á mà đi vô bệnh viện mất quần lót mất áo ngực không? Kể Dương nghe cho, anh chị đừng nói không có nha, anh chị đừng nói không có là nói dối đấy. Đừng nói nha anh chị, Dương đã từng đi vào bệnh viện này rồi. Ôi tao nói để quần áo mà trong cái giỏ đó mà quay qua bây là cẩn thận nha, bỏ vô cờ bỏ vô tủ khóa đàng hoàng chứ mất đấy, mất đấy. Ôi rồi ôi, không cho nói luôn. Có không? Tức quá trời tức anh chị. Nói chuyện xưa chửi, nói chuyện xưa chửi mày biết cái đéo gì, mày biết cái đéo gì mà mày nói. Mày có sinh ra trước năm 1975 đâu, thời đó mày còn chưa ra nữa, mày còn chui ra nữa, mày biết cái đéo gì mà mày nói. Mày nói láo quá, chửi anh chị, chửi không có một cái gì mà. Đó, anh chị nghe giọng Dương dễ thương không? Anh chị thích nghe giọng Dương mà giọng Bắc hay là anh chị thích nghe giọng Dương giọng miền Nam? Trời ơi, mày thích cái đéo gì, mày biết cái đéo gì? À, mày ba sọc ba que, mày thù hận này kia nọ, mày sống lưu vong đi, mày chết dục sắc ở nước ngoài đi. Ok, tôi chết dục sắc ở nước ngoài cũng được nữa, mà tôi vô bệnh viện tôi không sợ mất quần lót. Trời ơi, cái quần lót mà cũng mất. Đi vô bệnh viện là buộc phải về đóng viện phí trước, giống như đặt cọc vậy á. Xong rồi vậy ha, vô nằm tao nói hả, vô trong cái nhà tắm anh chị, trời đất ơi nó dơ không tưởng tượng nổi. Mà muốn nó sạch thì phải cho tiền cái người tạp vụ à. Xong mà nằm ngủ là giống như bệnh, đã mình bệnh là mình mệt trong người rồi, mệt muốn chết rồi. Vô trong đó phải ôm, có nghĩa là dàn dòng, có nghĩa là làm sao đó anh chị, để làm sao mà đừng có ngủ quên. Có nghĩa là cái người bệnh người ta cần phải có giấc ngủ sâu. Và cái người chăm bệnh anh chị ở Việt Nam mà tao nói, bởi vậy cho nên nhiều khi nó nghịch lý lắm, nó mệt lắm anh chị. Anh chị không hình dung nổi đâu. Tại vì ở Việt Nam anh chị thấy là hàng xóm của mình á, ai bệnh là mình vô bệnh viện mình nằm dài ở trong đó mình chăm sóc. Cái người này nó kéo nhau cái người kia và mình mặc định nó là đúng. Không có hết. Ở bên nước ngoài không có như vậy đâu. Ở bên nước ngoài ví dụ Dương bệnh đi, là Dương trong đó có bác sĩ y tá người ta lo rồi. Anh chị ở những quốc gia khác có vậy không? Anh chị comment vô là anh chị ở Đức cũng vậy, anh chị ở Úc cũng vậy, anh chị ở Mỹ cũng vậy, dùm Dương. Ở bên đây là khi mà mình bệnh mình vô trong đó anh chị có bác sĩ y tá người ta lo rồi, người ta mới có, người ta hiểu được cái cách chăm sóc cho người bệnh ra làm sao, người ta phải làm gì và giờ giấc nào để họ đưa thuốc men, rồi họ những cái người bệnh đó họ cần ăn cái gì. Và ví dụ như họ thực hiện cái ca mổ đó xong là những cái người bệnh đó họ ăn cái gì, được ăn cái gì,
thì họ để sẵn đồ ăn trong đó rồi, chứ còn người nhà họ biết gì đâu. Người nhà chỉ có nhiệm vụ là gì, đi làm nè, đóng thuế nè, rồi về nhà chăm lo dọn dẹp nhà cửa, còn biết bao nhiêu chuyện ở trong nhà của người ta nữa. Một người bệnh thôi kéo theo cả họ hàng, còn Việt Nam một người bệnh là kéo theo cả dòng họ đi theo chăm sóc, rồi tiền bạc nữa không cho nói đâu. Nó đó là những cái vấn đề bất cập tại Việt Nam, nó lịch sự không cho mày biết cái gì mày nói ok. Nếu thôi uống miếng nước cái con chị nói là nó chửi Dương, để đọc comment cho nó vui. Nếu không cho tôi nói về lịch sử tôi nói hiện tại được không? Bấm cho tôi nói lịch sử tôi nói hiện tại, hiện tại những cái vấn đề hiện tại cho tôi nói không được không? Khổ lắm cơ, khổ lắm mà. Nó chửi Mạnh Cường nè, chửi vui không? Vì sao vậy? Tại vì á, đi vào miền Nam á, đi vào Việt Nam Cộng Hòa đó, đi vào cái nước Việt Nam Cộng Hòa, Dung nói là các bạn trẻ nha, khi hiệp định mà Geneva chia đó là Việt Nam làm hai quốc gia nha anh chị, chứ không phải miền nữa, không phải miền Bắc với miền Nam nữa, là hai quốc gia luôn. Dung đọc lại một lần nữa nha, là ở ngoài vĩ tuyến 17 trở ra ngoài đó, đó là thuộc về Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đó là đã chia ra rồi. Trong 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 Nam Việt Nam lúc này là không có cờ đỏ nha, từ năm 1954 mà chia ra rồi đó, là ở trong Nam Việt Nam, Việt Nam Cộng Hòa không có cờ đỏ nha anh chị, không có cờ đỏ nha. Thì cái vĩ tuyến 17 ngoài đó, khi mà chia ra rồi trở ra ngoài kia thì nó thuộc nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, là do Hồ Chí Minh làm chủ tịch ở ngoài đó. Và sau sau cái hiệp định đó, và từ vĩ tuyến 17 trở đi vào trong đây là của Việt Nam Cộng Hòa. Về cái lá cờ vàng ba sọc đỏ là từ đó cho tới cái giai đoạn mà 30 tháng 4 năm 1975 mà Cộng sản nó đi từ miền Bắc nó đi vào miền Nam á, nó đi vào nó cướp chính quyền Nam Việt Nam Cộng Hòa đó, là nó mới đổi cái ngày 30 tháng 4 đó 1975 đó, nó mới dựng cái lá cờ Việt Nam, lá cờ Cộng sản lên. Chứ còn trước đó nữa, cái giai đoạn mà nó hình thành lên cái mặt trận giải phóng dân tộc miền Nam Việt Nam đó, nó hình thành cái mặt trận này thì nó dùng cái lá cờ là nửa đỏ nửa xanh, nó đỏ ngôi sao vàng. Đó là những cái thông tin lịch sử mà Dương học, Dương chỉ muốn cho các bạn trẻ ở Việt Nam biết mà thôi. Vì sao? Tại vì anh chị đã chia nước ra làm hai rồi, chia Việt Nam ra làm hai quốc gia riêng biệt rồi, thì không có, họ không được phép, có nghĩa là Cộng sản Bắc Việt không được phép xâm nhập vào nước khác. Mình thấy rằng họ dùng cái lý do rằng là họ đi vào trong Nam để giải phóng người anh em, để gọi là thực hiện Nam Bắc thống nhất. Mà cái việc mà chia ra đó không hề, chủ trương nó không hề nằm trong Việt Nam Cộng Hòa, không hề nằm ở chỗ là cố tổng thống đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm, ông không hề có chủ trương đề xuất cái này ra, ông không mong muốn. Tại vì trước đó Việt Nam là một, trước năm 1954 Việt Nam là một, trước ngày xưa tới giờ luôn Việt Nam Bắc Nam là một. Tự nhiên sau cái này thì bắt đầu chia, mà cái chủ trương mà đề xuất ra chia thì mai mốt Dương sẽ hỏi rồi Dương sẽ nói sau. Và khi chia như vậy anh chị, Cộng sản Bắc Việt là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đứng đầu là ông Hồ Chí Minh đó, ông lấy cái lý do gì để ông đi vào ông chiếm Việt Nam Cộng Hòa? Tại vì trong đây Việt Nam Cộng Hòa lúc đó là có thủ tướng gì, Ngô Đình Diệm. Năm 1954 là lúc này, năm 3, năm 4 là có thủ tướng Ngô Đình Diệm rồi. Ở ngoài kia cũng có vua, trong đây cũng có vua rồi, mắc gì lấy cái lý do gì mà đi vào trong đây để mà cướp? Họ đâu, họ đi vào cướp Việt Nam Cộng Hòa anh chị. Anh chị đâu có nghe được tại sao mà Cộng sản nó đi vào Nam mà không phải là người Việt Nam, người Việt Nam Cộng Hòa đi ra ngoài Bắc? Tại sao vậy? Qua cái chỗ này á, mình cũng phải suy nghĩ một chút là tại sao Việt Nam Cộng Hòa không đi ngược ra Bắc để giải phóng người anh em, trong khi Việt Nam Cộng Hòa sống tốt hơn. Việt Nam Cộng Hòa là văn minh hơn nè, môi trường sống sạch sẽ hơn nè, sản xuất được xe hơi nè, sản xuất được xe cộ, gì xà bông nè, kem đánh răng nè, rồi cái gì nữa anh chị, sản xuất phim nè, và những cái quốc gia khác ví dụ như Nhật nè, Hàn Quốc nè, đi qua Nam Việt Nam để làm việc nè, qua nước Việt Nam Cộng Hòa để làm việc nè, làm công nhân cho Nam Việt Nam nè, Việt Nam Cộng Hòa nè. Còn ở miền Bắc ai, đâu có ai đâu. Nhưng mà tại vì sao mà họ phải đi từ cái vị tuyến 17 đó đi vào trong đây hả? Tại sao vậy? Tại sao phải đi từ cái ngoài đã chia ra rồi? Bây giờ ví dụ đi, tôi mua cái nhà này thuộc quyền sở hữu của tôi. Anh có cái quyền sở hữu của anh bên cái nhà bên kia, anh lấy cái tư cách gì anh bước vô nhà của tôi, anh nói rằng cái nhà này là nhà của anh? Anh lấy cái tư cách gì? Luật pháp mà nếu nó có, anh lấy cái tư cách gì? Nhưng chẳng qua là anh đi vô nhà của tôi, anh đi trong nhà của tôi, anh giết người nhà của tôi,
anh ẩn núp trong cái người nhà của tôi và anh giết người nhà của tôi, và khi anh giết được rồi bắt đầu anh quay quanh cướp nhà của tôi, mà anh nói là giải phóng. Anh giải phóng là anh phải có cái nghĩa cử, có cái hành vi cao đẹp chứ. Còn anh đi vô trong tự nhiên nhà của tôi đang ở, phân chia rõ ràng rồi, về mặt luật pháp trên quốc tế là đã thừa nhận rồi, đây là hai quốc gia riêng biệt rồi. Nó cho nên ngày hôm nay mà khi mà nói Phạm Văn Đồng mà đưa cái liên gọi là Trung Quốc, nó đưa cái công hàm của Phạm Văn Đồng ra, ai cũng nói là phải phục hoạt lại cái chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, phải phục hoạt là Việt Nam Cộng Hòa, phải thừa nhận cái tính chính danh của Việt Nam Cộng Hòa. Làm sao? Tại vì Việt Nam Cộng Hòa là một cái chính thể, Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia và tên của một quốc gia luôn, từ vị tuyến 17 trở vào trong đây thì Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia. Tự nhiên đi vô cướp nhà của người ta xong rồi nó đi giải phóng. Trời ơi, đi giải phóng, bữa hôm qua Dương quên lấy cái hình lưu lại, để Dương biết lưu hình lại không? Để Dương coi coi. Hy vọng là có đi. Nè. Trời ơi, nói đi. Nè, đi giải phóng nè. Chuyển cái màn hình cho nó sáng, nó tối tối một xíu cho anh chị thấy. Sáng không thấy. Nè, đi giải phóng nè. Đó, đi giải phóng đó anh chị, ghê không? Giải phóng đó anh chị, ghê không? Ở ngoài miền Bắc kể cho Dương nghe là Cộng sản Bắc Việt nó đi vào Nam bằng cách nào. Tôi biết là nói cái điều này đó các bạn khó nghe lắm, nhưng mà từ từ kiên nhẫn tôi nói cho nghe. Này thấy hình ảnh này gì không? Bộ đội mà đi vào trong bộ đội á, gọi là giống như Việt Cộng đó, bộ đội đó đi từ miền Bắc đi vô Nam bằng gì? Vượt rừng Trường Sơn, xẻ núi đi vào Nam. À, ghê không anh chị? Comment vô vui lắm. Dương thấy có anh Trương, anh Sơn Tây, anh Trương Phạm nè, comment vô anh. Đọc comment của anh cười bể bụng. Này lấy gì đây nè? Hình ảnh gì đây? Nón cói nè, ta coi dép gì đây? Đó. Trời ơi, chỗ thấy ham luôn. Trời ơi, tao nói ba lô, đồ đạc ở đằng sau thấy ham luôn anh chị. Này lấy gì đây? Này lấy gì anh chị? Cho Dương biết coi nè. Rồi thậm chí mấy chú mấy bác ở ngoài miền Bắc nói, Dương xin lỗi con phải nói về Việt Nam Cộng sản, con không có chỉ trích Bắc Nam gì hết, nhưng mà con đang nói Cộng sản Bắc Việt, con nói về cái sự dối trá của nó, cho nên là con không có, con phải nói là phải đụng chạm thôi. Cho nên khi mà Dương nói như điều này, cô chú bác ở ngoài miền Bắc có nghe được á, cũng giận con, nhưng mà thông cảm dùm cho con nói cái sự thật dùm một chút. Tại vì tụi con đã bị học cái lịch sử sai rồi, và cái sự dối trá của Cộng sản Bắc Việt nó làm ảnh hưởng tới con, và chính họ cũng nguyên nhân là họ phân biệt vùng miền. Có gì người Bắc có nghĩa là phải, khi mà làm cái gì mà đến vấn đề mà chính trị lý luận á, thì phải là người Bắc có lý luận, là không phải con là người phân biệt mà giọng nói hay vùng miền đâu, mà do lãnh đạo quốc gia chứ không phải con phải nói. Đó. Và khi Dương học á, là Dương biết làm gì ngoài miền Bắc giai đoạn này mà có xe cái kiểu này mà chạy đi vô trong miền Nam. Đâu có cần, nếu mà có xe cái kiểu này thì đâu có cần phải tốn nhiều thời gian như vậy, đâu có cần phải mất nhiều năm nhiều tháng, từ năm 54 cho đến năm 1975. 54-75 nhiêu năm? 54-60 là 6 năm. 70 là 16 năm, 21 năm trời. 21 năm trời có xe máy đi vậy, liệu có mất thời gian 21 năm không? Có mất 21 năm để đi không? Đâu có mất đâu. Đó, đi vô rồi thì sao anh chị? Ừ? Cổng xe nè, thậm chí anh chị cột điện cổng luôn mà. Cổng xe nè, cột điện cổng chở xe, tao nói tại vì trong Việt Nam Cộng Hòa là họ cho cái dân chủ hóa, có nghĩa là họ cho cái người dân đó họ được quyền tự do trong vấn đề kinh doanh. Cho nên là những cái người mà làm nông dân này, anh chị ngày xưa tại sao mà mình có nghe cái từ gì đồn điền rồi địa chủ rồi này kia nọ, là những cái người có đất đai nhiều, máy móc người ta có đất đai nhiều đó. Ở bên Nam Quy này cũng vậy nè anh chị, ai mà có đất đai nhiều là máy móc trang thiết bị đầy đủ hết, xe cộ đầy đủ hết. Thì khi mà họ có mua xe, mua này kia nọ để mà họ thực hiện việc kinh doanh đó anh chị, thì bắt đầu lấy những cái chiếc xe đó hoặc chiếc xe của Việt Nam Cộng Hòa để lại đó, tha đồ, tao nói tha láng hết mà, tha sạch hết mà, nhà nó còn cướp mà, đừng nói anh chi. Máy, cho nên anh chị có nghe những cái câu nói gì mà người ta nói gì mà mình gọi là Cộng sản Bắc Việt mà nó đi vô trong Việt Nam Cộng Hòa, mà nó nhìn thấy cái bồn cầu mà nó tưởng đâu là cái bồn rửa rau đó. Dù không có hiểu, bồn cầu là cái hình thành cái bồn rửa rau, rồi cái bồn cầu nó tưởng đâu là cái chỗ mà để đựng cá đó. Cái này là Dương nói thiệt nha, Dương không phải là tuyên truyền hoặc là Dương không phải căm thù thù hận gì hết đó, mà là nhiều cô chú anh chị Việt Nam của mình á, bây giờ họ đã đi ra khỏi Cộng sản. Tại sao họ đi? Là bởi vì cái Cộng sản nó ngu, nó ác, nó ngu mà nó ác, chứ không phải là nó khôn mà nó ác, không nói, nó ngu mà nó ác.
thì khi á, mà nó đi vào trong 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 Nam Việt Nam Cộng Hòa thì có nhiều cái nó sử dụng nó mất rất là mắc cười. Ví dụ như là người ta có cái quạt trần á thì nó nói rằng cái máy chém tôi quạt du 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 vậy nè anh chị, thậm chí là mình nằm ở dưới mình nhìn lên cái quạt mình cũng sợ nữa, lỡ mà nó rớt xuống một cái nó chém mình thiệt thì nó nghĩ ra ngay tới cái máy chém, nghĩ ra cái máy chém đúng không? À rồi cái gì, cái phim pha cà phê Dung đâu có biết mấy cái này đâu anh chị, là do những người chú những người cô đã từng sống những giai đoạn kinh hoàng á, với cộng sản đó thì người ta mới kể lại chứ làm gì Dương biết. Dương biết là ngày hôm nay là do người lớn kể lại chứ sao Dương biết được, mà không cho mày biết cái gì mà mày kể. Rồi lấy cái gì, lấy cái phim pha cà phê thì nói lấy cái nồi ngồi trên cái cốc, trời ơi cái phim pha cà phê đó anh chị, thì anh chị tưởng tượng coi cái đầu óc như vậy mà đi vô mà nắm cướp được cái chính quyền Việt Nam Cộng Hòa rồi mà làm giáo dục thì kể như là điếc điếc đuôi luôn, đúng rồi. Mà trong khi là người trong trong Nam Việt Nam, Việt Nam Cộng Hòa nó đã phát triển tới đâu luôn rồi, thậm chí là anh chị phát triển đến mức độ mà Nhật đó anh chị và người Hàn Quốc đó họ đi vào trong Việt Nam Cộng Hòa để họ làm việc, và cái người Hàn Quốc ngày xưa đó là công nhân của Việt Nam Cộng Hòa, có nghĩa là công nhân chứ không phải nói công dân nha anh chị, họ đi vào Việt Nam Cộng Hòa, đi vào nước Việt Nam Cộng Hòa để họ lao động, họ kiếm tiền. Và phim ảnh đó của Việt Nam Cộng Hòa, trời ơi anh chị lúc đó là xuất sang cái những cái quốc gia Đông Đông Nam Á luôn, xuất sang những người bạn láng giềng đi qua Hồng Kông này kia nọ. Trời ơi, nó khủng khiếp luôn, mà khi mà Dương coi lại Dương mới thấy được đó, anh chị. Ở Việt Nam bây giờ diễn viên này kia nọ quá trời, Dương nói thiệt với anh chị, so ra với những cái diễn viên thời trước không có xi nhê gì hết. Người ta nói được tiếng Anh nè, ha. Cái phim của người ta rất là tự nhiên, tại vì nó được tạo ra trong một cái thể chế tự do. Cho nên đó là họ được tự do, họ đưa ra cái ý tưởng của mình không có kìm kẹp. Tại vì nó tự do, nó không có che đậy, nó không có giấu cái gì hết. Và khi con người ta được tự do rồi đó thì người ta làm những cái phim rất là hay, hoặc là người ta có những cái tác phẩm nghệ thuật, người ta có những cái sáng những cái tác phẩm văn chương, hoặc là những cái âm nhạc rất là hay. Tại vì nó lột hết, nó thể hiện hết luôn, nó không có cần phải quay qua trái đụng cái sự kiểm duyệt này, quay qua phải đụng cái kiểm duyệt kia. Cho nên khi họ họ sống trong một cái thể chế tự do đó, cái con người ta được tự do và đâm ra nó tạo ra những cái sản phẩm có giá trị. Cho nên về âm nhạc, về phim ảnh, Dương nói thiệt với anh chị, thậm chí bây giờ một số nhân vật mà diễn viên hoặc là những cái người nổi tiếng ngày xưa họ ra nước ngoài, họ đóng phim Hollywood là chuyện bình thường, họ tham gia vào những cái hãng phim lớn trên quốc tế là chuyện bình thường. Không có chuyện gì là khó khăn, nhưng mà bây giờ mình nhìn lại cái phim ảnh ở Việt Nam, nhìn về âm nhạc ở Việt Nam coi, anh chị có sáng tác tự do không? Ngày hôm nay á, là anh chị có một số tác phẩm mà của Việt Nam Cộng Hòa sáng tác nhưng thấy đâu có gì đâu, cũng bị kiểm duyệt và những bài hát cũng bị cấm hát nữa. Thì làm sao những cái người sống trong cái xã hội ngày hôm nay họ có thể được tự do sáng tác, họ có thể tự do làm những gì mà họ thích được? Đâu có được. Quay qua quay lại đụng tùm lum anh chị, đụng lộ sao? Lộ cái xấu của Cộng sản ra sao? Cho nên anh chị thấy tại sao có cái sự kiểm duyệt? Tại sao mà sáng tác rồi khi phải đưa lên bộ bộ truyền thông, bộ thông tin kiểm duyệt? Tại sao phải kiểm duyệt? Tại sao vậy? Có bao giờ đặt câu hỏi này không? Tại sao anh chị biết rằng cái xã hội Việt Nam á nó như vậy mà người Việt Nam ở Việt Nam không nói nhiều, không có nhiều thành phần giống như Dương? Không phải không có nhiều thành phần giống như Dương đâu, có nhiều lắm. Nhưng mà tại sao anh chị? Có nhiều người nói trời ơi, nhiều người khen Dương nức nở luôn, chị khen mà Dương nở cái lỗ mũi luôn, anh chị thấy không? Ngày hôm nay nổ một lỗ mũi Dương bự nè, to đùng luôn, bự không? Bự lắm, khen quá mà anh chị. Tại vì Dương là một trong những cái người mà rất là đặc biệt mà khi sử dụng truyền thông này nói những cái điều vấn nạn của xã hội cộng sản. Nhưng mà không phải đâu, ở Việt Nam á, có nhiều người trẻ yêu thương Việt Nam, có kiến thức hiểu biết và trình bày hay hơn Dương nữa kìa. Nhưng mà họ đâu hết trơn rồi, họ đâu hết trơn rồi anh chị. Họ yêu dân tộc Việt Nam bằng cái trái tim chân chính của họ, họ chấp nhận hy sinh luôn cái tuổi trẻ của họ luôn anh chị, nhiều lắm, rất là nhiều, mà họ đau hết trơn rồi, đau hết rồi, họ đau hết rồi, bị bắt hết rồi chứ đâu, nó bắt hết rồi, nó chúng thấy có anh Toàn Nguyễn nói là nó bắt hết trơn rồi. Ủa mà sao bắt người ta làm chi vậy? Ủa mà tại sao bắt người ta làm chi vậy? Tại vì sợ nó nói ra, sợ những cái người này nè nói ra cái sự thật, sợ những cái người này làm dấy lên một cái phong trào đấu tranh chống lại cái sự bất công, sợ là những cái con người này sẽ hình thành ra những cái lực lượng lớn hơn lật đổ cái chế độ cộng sản. Mà cái chế độ cộng sản này nó đã ủ mưu rồi, nó đã ủ mưu, nó cướp chính quyền Việt Nam Cộng Hòa từ mấy chục năm trời rồi, nay nó đâu có dễ
mà nó nhả con mồi nó ra sướng quá chứ còn gì. Phải không chị? Đi vào trong Nam cõng đồ cõng đạt, đi từ ở trong Nam đi ra ngoài miền Bắc, đen cũng cõng, nhựa đường cũng cõng, cái gì cũng cõng hết. Giờ tự nhiên sống sung sướng vậy cái bị lật đổ, bị phát hiện ra nó cõng là gì, cõng là tới nước ngoài luôn. À, dân miền Tây á, thì nghèo khổ, đường xá thì chật hẹp, cái mật độ dân số người ta ở Sài Gòn rất là đông nó, và cái nguồn kinh tế thu được ở trong Sài Gòn rất là lớn. Mà nhìn đi anh chị, nhìn nhìn đường xá ở trong trong Sài Gòn đi, nó tí tẹo tèo tèo, mà cứ mỗi lần mà Tết đến xuân về một cái ta nói đường nào cũng kẹt, đường nào cũng chật. Ta nói mỗi lần Tết đến xuân về mà đi về quê một cái ta nói trời ơi, nó hết khói hết bụi chết cha luôn. Nó đến ngày hôm nay rồi, cái xe lửa nữa, trời đất ơi, không đủ, không đủ để chở người ta về. Mỗi lần Tết tới xuân về một cái là xe máy được đèo nhau đi về miền Tây, kẻ hết cả đường. Còn ngoài nó nói đụng chạm cái chủ nghĩa cộng sản này, nó gây ra sự chia rẽ nè. Cái chủ nghĩa cộng sản này nó làm phân biệt vùng miền nè, chúng ai hết trơn, chứ không phải Dương tự nhiên hay không. Nó đàng hoàng, Dương đâu có nói đã vậy rồi á, Dương dính líu gì tới Việt Nam Cộng Hòa đâu, Dương không có dính líu gì tới Việt Nam Cộng Hòa hết. Chứng minh đi, chứng minh cho tôi dính líu tới Việt Nam Cộng Hòa đi. Không chứng minh được, chỉ có cha tôi mà cho tôi chết rồi, mà thậm chí là đâu liên quan tới tôi. Khi mà cha tôi chết rồi, những cái gì liên quan tới ông tôi đâu có nắm được đâu. Tôi học trong cái máy trường xã hội chủ nghĩa mà dính gì tới Việt Nam Cộng Hòa, không có dính. Nhưng mà tại sao hôm nay tôi lên tôi nói, tại vì nó không có sự thật. Quay qua quay lại là tại vì nó không có sự thật. Anh chị biết không, trong khi ở Việt Nam á, là nó nói là cái 62 tỷ đó sẽ hỗ trợ cho người dân trong cái mùa dịch này. Đến ngày hôm nay luôn là một số người nhận được, một số người chưa. Có người nói là nhận được 500 ngàn, còn một số người chưa. Ở bên Mỹ đó, người ta nhận được tiền, người ta ăn tới gì rồi đó. Còn ở Việt Nam thì chưa luôn. Tại sao mà cứ liên tục cho người ta ăn bánh vẽ năm này qua năm kia vậy? Các bạn có bao giờ đặt câu hỏi không? Cái chủ nghĩa cộng sản nó tốt vậy? Nó vẽ từ hồi xưa tới bây giờ, nó vẽ đủ đường hết á. Khi mà chúng ta tuổi trẻ đó, mà chúng ta tìm hiểu đó, chúng ta sẽ thấy nó vẽ cái gì. Ủa, Dương nói với anh chị là tại sao mà ngày xưa nó cướp được chính quyền miền Nam Việt Nam vậy? Sao nó cướp được chính quyền Việt Nam Cộng Hòa vậy anh chị? Dương hỏi anh chị nha. Làm sao mà Cộng sản Bắc Việt đó, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa dưới cái sự lãnh đạo của ông Hồ Chí Minh đó, ở ngoài miền Bắc đó, mà họ đi vào họ cướp được cái chính quyền Việt Nam Cộng Hòa vậy anh chị? Tại sao vậy? Tại sao mà cái người Việt Nam của mình, người Việt Nam Cộng Hòa trong đây dễ dữ vậy? Tại sao mà họ cướp được vậy anh chị? Tôi ngồi đây tôi hỏi và mọi người trả lời, tôi đọc comment thôi. Dư luận viên không ăn nhầm gì tới tôi hết á. Hỏi tiếp, hỏi xoáy đáp xoay à, hỏi xoáy và đáp xoay anh chị. Đừng có để ý tới dư luận viên gì hết. Đọc nói càng nói mà nó càng chửi là nó tức. Nó tức dữ lắm anh chị. Nó tức thì thôi đấy chứ. Ôi dồi ôi, điệt bố tiên sư các dòng họ nhà mày này chứ. Tức lắm cơ đấy. Không ngờ rằng ở trong đây một miền Tây có một cái con nhỏ mà hôm nay nó mới ra Na Uy được có mấy năm mà bày đặt mày nói tiếng Việt, bày đặt mày quay lại mày chống phá chính quyền nhà nước Việt Nam. Mày sinh ra ở đâu hả con chó? Hả? Mày vong ơn nữa không? Nữa không? Tôi không có sống ơn huệ gì với chủ nghĩa cộng sản hết á. Không có ơn nghĩa gì hết á. Không có ơn nghĩa gì hết. Đừng nói tôi vô ơn. Ngày hôm nay là đi cướp nước của tôi, Việt Nam của tôi, Việt Nam Cộng Hòa đang thanh bình, giá trị người phụ nữ được nâng cao, cái passport của Việt Nam Cộng Hòa có giá trị đi khắp mọi nơi trên thế giới. Người Hàn Quốc phải đi vô Việt Nam lao động, phải không? Ngày hôm nay người Việt Nam thống nhất rồi, phụ nữ Việt Nam đi bán thân, người trẻ Việt Nam phải đi xuất khẩu lao động khắp mọi nơi trên thế giới. Tôi không có nợ, tôi không có ơn gì với Cộng sản hết á. Không có ơn gì hết á. Làm gì mắc phải gì mắc ơn, làm gì phải mắc ơn. Tự nhiên đi vô nhà người ta, cướp phá nhà của người ta cho đã, làm cho người ta hoang tàn đã rồi, đem về xây dựng lại cái nhà của mình cho đẹp, bắt người ta mang ơn. Ơn nghĩa gì kỳ cục vậy? Ơn nghĩa nào kỳ cục vậy? Ở đâu ra? Tự nhiên cái nhà mình nghèo, cái mình đi qua mình đòi giải phóng à? Không có cái nghĩa gì để đi giải phóng. Đi vô nhà người ta tưởng đâu mình có dao sẵn, đâu có đâu. Chạy qua cái thằng đại gia, thằng giàu hơn, thằng chủ nghĩa mà bự hơn, mượn tiền nó mua vũ khí về, chạy vô nhà người ta, cướp phá nhà của người ta xong cái nói
Phải mang ơn tôi đó nha. Tôi đã có công giải phóng đó nha. Giải phóng cái nhà của bạn đó nha. Giải phóng xong rồi đi về đi. Không, giải phóng xong rồi đi vô nhà người ta cướp luôn cái nhà người ta. Mà biểu người ta mang ơn tôi, phải mang ơn tôi đó. Vậy mấy bao nhiêu triệu người Việt ở nước ngoài, người ta không có ở nhà, người ta sống lưu vong mang ơn ai? Không lẽ người ta mang ơn những cái quốc gia bên đây hả? Tự nhiên cái không, họ phải ra biển à. Bây giờ biển, họ lênh đênh trên biển, các bác họ phải mang ơn biển hả? Trời ơi, cái chủ nghĩa cộng sản gì kỳ. Có nhiều người hỏi sao mày biết cộng sản Bắc Việt không giải phóng? Ủa vậy giải phóng thì tại sao ngày hôm nay thằng tàu Trung Quốc có đánh chìm tàu Việt Nam không nói năng gì hết vậy? Sao im ru vậy? Bao nhiêu năm quan ngại rồi, hãy mỗi lần có tàu cộng mà đâm chiếm, đâm vô cái tàu Việt Nam là quan ngại không, quan ngại không à, quan ngại. Tôi nói 1 triệu lần, mỗi một ngày quan ngại cũng được nữa, bản thân tôi nói quan ngại cũng được nữa. Trả lời giùm đi bà, nhất là những người bạn mà ở Dương Co, là những người chủ Dương, là những cái vùng người vùng ngoài không à, nặng cái tư tưởng cộng sản dữ lắm. Ai mượn đi vô nhà, bây giờ nhà của Dương này có đầy đủ hết luôn, tự nhiên nhà hàng xóm không có gì hết, cái đi qua mượn vũ khí của cái ông nào đó đi vô giết người của người ta, đe dọa hăm dọa đó, mày đi ra khỏi nhà, mày đi ra khỏi nhà đi, cái nhà này là nhà của tao. Xong rồi vài năm sau mới quay qua bắt đầu là nói cảm ơn tôi, nhờ tôi đã giải phóng cái nhà của bạn. Rốt cuộc cái chủ của cái ngôi nhà đó họ phải đi chỗ khác họ ở, cái đó gọi là cướp nhà chứ giải phóng gì, anh chị thừa nhận không? Cái người Việt của mình đi tị nạn cộng sản là họ bị mất nhà, họ bị mất nước đó, chứ không phải họ bị lưu vong gì đâu, không phải là lưu vong gì đâu, tự nhiên họ phải đi ra nước ngoài là họ bị cướp nhà. Anh chị thấy cái người Việt ở nước ngoài có ai đi ra ngoài miền Bắc cướp nhà không? Có, anh chị có thấy là cái lực lượng Việt Nam Cộng Hòa mà đi ra ngược ra ngoài miền Bắc mà cướp nhà cướp cửa người ta không? Anh chị có nghe người nói người đó, người Bắc mà bị mình gọi là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa mà bị Việt Nam Cộng Hòa cướp đất cướp nhà không? Đâu có nghe, anh chị chỉ nghe là cộng sản Bắc Việt nó vô trong Nam nó cướp nhà của người Việt Nam Cộng Hòa thôi. Bây giờ anh chị tìm hiểu lịch sử coi có không, để tìm hiểu coi có ra không. Cái chủ nghĩa cộng sản là cái chủ nghĩa mọi rợ gì đó, ngày hôm nay nhìn cái con virus coi corona từ đâu cũng chủ nghĩa cộng sản mà ra, cũng từ thằng tàu cộng mà ra, gớm không? Không cho nói, không cho nói. Ờ đó có kỳ vậy, ở Việt Nam không cho người ta nói, người ta ở nước ngoài cũng cho. Không cho gặp vui quá ha. Anh chị đợi chút xíu Dương đọc comment, để nhiều người khác comment mà Dương không đọc anh chị buồn. Để Dương Dương đọc comment chút xíu. Rồi sao nữa anh chị? Rồi sao nữa mấy bé dư luận viên? Chị nói có sai không nào? Chị nói có sai không? Có sai không? Có cái gì sai không? Thế có chịu không? 30 tháng 4 giải phóng hả? Phải không? Giải phóng phải không? Bây giờ còn nói Việt Nam Cộng Hòa là lưu vong nữa không? Là phản động nữa không? Sao mà thấy cái lá cờ vàng một cái, lá cờ vàng ba sọc đỏ một cái là nhảy dựng dựng lên vậy? Hả? Sao mà thấy lá cờ vàng ba sọc đỏ nhảy dựng dựng lên vậy? Mình đã chiến thắng rồi mà, đúng không? Mình đã chiến thắng rồi mà. Có công giải phóng thống nhất rồi, thấy lá cờ vàng một cái là dựng dựng lên, nhảy dựng dựng, nhảy sồm sồm lên, là chế hình này tùm lum ta la hết. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao vậy mấy em? Bò đỏ vô con nhiều rồi chị, chửi cho tụi nó tức chơi. Nhưng nói thiệt với anh chị, khi mà Dương sinh ra và lớn lên trong cái môi trường xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Dương không có một cái sự lựa chọn, không có sự lựa chọn nào hết. Nói lại một lần nữa ha, bây giờ tin tức ở Việt Nam nhiều bạn chả biết á, thì các bạn vượt tường lửa đi coi được. Và thậm chí một số kênh YouTube á, của một số anh chị em làm ở bên đây, ở Việt Nam nó cũng chặn YouTube luôn anh chị, nó không cho người trong nước coi. Nó cô lập, có nghĩa là nó biến người Việt ở trong nước, nó cô lập với thế giới, nó cô lập với thế giới và nó cách ly người Việt ở trong nước với người Việt ở nước ngoài. Nhưng ngặt một nỗi là gì, nó cách ly như vậy, nó ngăn chặn thông tin như vậy, nhưng mà mỗi lần ở Việt Nam mà có chuyện gì đó nó là cầu cứu, chạy ra nước ngoài cầu cứu. Cầu cứu ai? Cầu cứu Mỹ cho rồi, Úc cho rồi, nhưng mà cái lực lượng này ai sẽ cầu cứu, ai sẽ thương nhiều hơn? Dĩ nhiên là người Việt Nam ở nước ngoài rồi. Người Việt Nam ở nước ngoài là những cái người sống,
vì họ đã đi ra nước ngoài từ năm 1975 sau đó rồi, họ ổn định công ăn việc làm chứ không giống như Dương. Công ăn việc làm ổn định, đời sống gia đình ổn định, có tiền rồi. Và 100 đô la của họ đó, 100 đô la Mỹ đó đổi ra Việt Nam đồng tiền nhiều dữ lắm, cái giá trị rất là nhiều. Cho nên á, mặc dù rằng á, là trong nước chặn và ngăn chặn cho người ta tiếp xúc với người Việt ở nước ngoài, không có cho cơ hội để người ta tiếp xúc, thì ở khi có chuyện là chạy ra nước ngoài nhờ người Việt cầu cứu. Chơi cái chiêu này là chỉ có cộng sản mới chơi được thôi à, chứ không ai chơi lại. Có cộng sản là mới chơi lại thôi, chứ không ai chơi lại. Mình là cái người mà có sĩ diện nè, có danh dự nè, mình không có chơi cái trò đó được. Đâu chơi trò đó được anh chị. Ví dụ như ngày hôm nay đó là Dương một mặt Dương quay qua Dương nói xấu anh chị đi, không, Dương nói xấu cái anh A đi, ồ nó xấu như vậy lắm. Một mặt quay qua, ờ anh cho tôi mượn tiền nha, trời ơi anh dễ thương quá, trời ơi anh biết không, anh là người có ơn lớn nhất với em đó này kia nọ. Đi ra ngoài chỗ khác á, thì nói thằng A đó là thằng khốn nạn, phải không, cái thằng mà gọi là giả rách đó, thằng giả rách. Rồi cái tự nhiên cái mình gặp đụng chuyện, cái mình chạy ra anh A đó, anh trời ơi hôm nay em khó quá à, khó khăn quá, tiền bạc không có này kia nọ, anh cho em mượn chút tiền nha anh. Cái bắt đầu quay qua có nghĩa là gì, lúc mà cần á thì chạy ra năn nỉ, không, còn một mặt khác á, thì nói xấu. Chơi này chơi cộng sản mới chơi vậy thôi chứ, và những người sống với cộng sản mới có cái tính chất này thôi, chứ còn người ta có sĩ diện á, không ai chơi chỗ này hết. Anh chị chơi thích chơi chỗ này không? Anh chỉ thích bạn bè chơi kiểu này, chứ Dương hỏi thì Dương hỏi vậy thôi, chứ Dương biết đám đông không ai thích có bạn bè chơi kiểu này hết trơn, không ai thích hết. Nhưng mà với cộng sản là anh chị ok, mượn chửi chửi à, đu càng lưu vong đồ này kia nọ, chửi chửi vậy chứ mà ra nước ngoài người Việt Nam này kia nọ, người Việt ở nước ngoài là khúc ruột ngàn dặm đồ này kia nọ, kiều bào đồng bào ở nước ngoài nhớ chung tay cùng với chính phủ để mà giúp đỡ hậu thuẫn cho bà con ở trong nước để cho qua mùa dịch. Trời ơi, chơi cái trò gì mà kỳ cục vậy? Đó, rồi ngày hôm nay là 30 tháng 4 1975, 45 năm sau ngày hôm nay người Việt Nam đứng xếp hàng lấy nước. 45 năm người Việt Nam đứng xếp hàng ở những cái lãnh sự quán, ví dụ của Mỹ, của Úc, của Na Uy này kia nọ, của Đài Loan, của Hàn Quốc, của Trung Quốc, để làm chi, để được cái visa đi lao động. 45 năm đó đi kiếm lại cái hình ảnh này trước, 45 năm trước có xảy ra không? Coi hỏi thử coi. Mình bây giờ mình không biết được, hỏi ông bà của mình đó, các bạn mà đi hỏi ông bà đi, hỏi đi. Họ còn sống đó, hỏi đi, hỏi ông bà của mình đi, hỏi đừng hỏi nhiều người vô, không có cần tin Dương đâu, tại vì Dương cũng đi hỏi mà, Dương cũng đi hỏi vòng vòng ở Việt Nam và còn nhiều lắm, những người lính Việt Nam Cộng Hòa còn sống ở Việt Nam nhiều lắm, rất là nhiều, đi hỏi đi anh chị, đừng có cần tin Dương, nghe những người lớn ta kể đó. Mình hôm nay là mình sống ở trong Việt Nam á, mình có tin tức nhiều rồi, mình coi truyền hình của báo chí cộng sản nhiều rồi, quá nhiều đủ rồi, bây giờ mình coi mình đi hỏi một cái thông tin khác đi, mình đừng có một chiều nữa, đa chiều. Rồi mình chắt lọc, mình coi thực sự ra những thông tin mà người ta nói như vậy có đúng không? Đó, Việt Nam Cộng Hòa có phải là một cái thể chế mà rất là tốt không? Và người ta sống rất là thoải mái cái giai đoạn Việt Nam Cộng Hòa không? Dương đi hỏi đi, rồi anh chị sẽ nhận được câu trả lời, chắc chắn luôn. Mà người ta có sợ là người ta chỉ sợ cái chiến tranh thôi, súng đạn loạn lạc thôi. Chiến tranh loạn lạc người ta sợ cái tiếng súng nổ thôi, sợ cái chết chóc thôi. Mà cái chết chóc này ở đâu mà ra? Tự nhiên người ta đang yên ổn yên lành, tự nhiên có súng đạn à, tự nhiên khi không nhà người ta đang yên lành thì tự nhiên súng đạn nổ lên à, cái súng đạn này từ đâu mà ra vậy? Từ đâu mà ra thì dĩ nhiên rồi, từ cộng sản Bắc Việt chứ ai, đã nói rồi mà, nó đi từ miền Bắc vào miền Nam, mục đích của nó là gì? Xâm lược. Mục đích của nó xâm lược, mà anh chị nghĩ từ xâm lược thì người ta có yên được không? Nó xâm lược thì tìm cách bằng mọi cách nó phá, bằng mọi cách nó phá, anh chị, nó vô nó xâm lược mà, nó cài cái kiểu này, nó cài cái kiểu nọ, nó cài cái kiểu kia, nó cài dù đủ thứ hết mà. Ngày hôm nay Dương làm truyền thông thôi mà nó cài, nó làm tùm lum trò, tùm lum trận, chỉ là cái mình làm truyền thông thôi đó mà nó đủ trò để nó phá mình. Thì anh chị nghĩ tưởng tượng coi, nó cướp một cái chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, nó đâu có đơn giản đâu, để cướp được cái chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đâu có đơn giản, cái đi vô cướp được đâu, cài núp. Nói về Việt Cộng là anh chị, nó đâu có gọi là giống như là gọi là nó đâu phải là ánh sáng đâu, nó giống như là quỷ vậy đó. Các anh chị có nghe mà việc mà cộng sản Việt Cộng là nó gọi là nó quang minh, nó chính nghĩa không? Đâu có, anh chị, toàn là nứt không à, nứt không à, rất là không nứt làm sao mà nó đào hầm. Cái lính Việt Nam Cộng Hòa có đào hầm sống trong dân không anh chị? Dương hỏi là Dương thấy nhiều người không có ai nói lính Việt Nam Cộng Hòa đào hầm sống trong dân hết. Có lính Việt Nam Cộng Hòa nào, có chế độ Việt Nam Cộng Hòa nào mà đào hầm sống trong dân không? Có Việt Nam, có lính Việt Nam Cộng Hòa nào mà núp trong dân để nhờ dân bảo vệ không? Trời ơi, đâu có đâu. Cái nói
cái điều này rất là khó nghe phải không? Nhưng mà cộng sản Bắc Việt á, cộng sản nó núp trong dân dữ lắm, cộng sản Bắc Việt mà một thành phần khờ khờ của người người Việt Nam, người miền Nam nữa nè, cái người ở trong Nam nữa bị dụ, nó bị dụ nè, cho nên đó một số nơi ở trong miền Tây đó, trời ơi, gọi là cái căn cứ của Việt Cộng luôn mà, trời ơi, tôi tự hào gì tôi không tự hào đâu, không tự hào đâu. Ai nói ở Long An là cái khu mà có công với cách mạng cho tôi lại, tôi nói thiệt, tôi sợ gần chết đi, tôi sợ lắm đi, sợ. Trời ơi, cho tôi xin đi anh chị ơi, đừng nói cái khu vực đó là khu vực mà có công với cách mạng đâu, có công tới dân đối thấy bà người ta luôn. Có công, cái khu vực nào mà càng có công lớn với cách mạng đó anh chị, trời ơi, nó bỏ đói như con không đẻ vậy đó, nó bỏ cù bơ cù bớt. Đi về Bến Tre đi. Đi về Bến Tre đi anh chị sẽ thấy, đi về Bến Tre đi. Đừng có nói nha, anh chị đi về Bến Tre đi, bây giờ coi nè, nhà lá ta nói trời đất ơi, nhà lá còn dựng tôn dựng đồ vòng vòng đó. Cái khu vực Bến Tre là cái khu vực gì nuôi dấu cộng sản dữ lắm mà nha. Đi về anh chị mà không tin, đi về Bến Tre một bận đi, đi vòng vòng Bến Tre đi anh chị coi. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, mà cái nơi nào mà nuôi cộng sản càng nhiều, mà có công với cách mạng càng nhiều, cái khu đó càng te tua và tơi tả, núp trong dân không à anh chị. Mà Dương nói với anh chị, mà bây giờ đời vô hầm có nghĩa là bản thân mình cũng có những người mà mình biết anh chị, nó đào hầm trong nhà luôn nữa. Trời đất ơi, đào hầm ở trong nhà đó, nó đào hầm mà anh chị biết, đào xong là phủ lên, đi đâu có biết được câu những cái bộ phim mà ngày xưa nó dựng đó, dày nó chứ nó dựng phim nữa. Trời ơi, nói tới phim cho Dương thở, hít vào. Trời ơi, Dương nói thiệt với anh chị nha, cộng sản nó dựng phim cũng hiệu quả lắm á. Trời ơi, nói tới là bắt đầu máu nó lên à. Cho Dương bình thường lại. Trời ơi, dựng phim hay lắm. Cái phim ảnh đó chính là một trong những nguyên nhân làm Dương ghét lính Việt Nam Cộng Hòa. Trời, có một giai đoạn Dương rất là ghét lính Việt Nam Cộng Hòa, ghét kinh, ghét dữ lắm. Thậm chí là phim ha, còn cải lương nữa. Cải lương nữa anh chị. Có ai mà giống Dương không? Trời ơi, nó dựng lên mà cái lính Việt Nam Cộng Hòa anh chị mặc quần áo đẹp quá trời luôn anh chị, mặc quần áo đẹp lắm. Áo sơ mi trắng ủi rất là thẳng. Này đúng rồi. Nhưng mà cái cách hành xử nè, cái thái độ nè, cái cách nói chuyện với người dân anh chị, coi vô cái phim mà Dương ghét lính Việt Nam Cộng Hòa, mà Dương ghét đến mức Dương hận luôn anh chị. Mình chỉ coi phim thôi đó mà Dương hận. Dương hận lính Việt Nam Cộng Hòa thì hỏi làm sao mà cha của Dương là lính mà Dương thương được. Dương có thương được, Dương có nể được. Tại vì mình coi nè, đi vô trong trường mình học Việt Nam Cộng Hòa là ác nè, Việt Nam Cộng Hòa là ngụy nè, đó thấy không. Rồi Ngô Đình Diệm là cọng rắn cắn gà nhà nè, nó còn Nguyễn Văn Thiệu là thành phần hèn nè, ví dụ vậy. Trời ơi, quá trời luôn. Rồi lính Việt Nam Cộng Hòa hả là giết dân, đánh đập người dân thường nè, những người tranh đấu nè, có nghĩa là nó dựng lên cái kiềm cộng sản đó, cộng sản nó dựng lên nó thành những cái người đấu tranh cho bất công. Trời ơi, giờ không biết diễn tả làm sao luôn á. Không biết diễn tả làm sao nữa. Nó dựng nên cái người lính Việt Nam Cộng Hòa là ác, và những cái người dân mà bị lính Việt Nam Cộng Hòa bắt đó là những người đấu tranh chống lại cái ác. Có nghĩa là sao anh chị? Việt Cộng nó dựng nên những cái thước phim đó là những người nhân từ, và nó yêu quốc gia, nó yêu đất nước, nó yêu con người, và nó đấu tranh, nó chống lại cái ác. Còn Việt Nam Cộng Hòa là những thành phần ác, bất công. Đó. Cho nên khi mà mình coi vào những cái bộ phim đó anh chị, Dương cảm giác được là gì? Trời ơi, sao mà lính Việt Nam Cộng Hòa ác vậy? Sao mà này kia nọ? Thì mình chỉ học thông tin một chiều thôi. Bây giờ coi phim, rồi cải lương nữa. Trời ơi, cải lương mà dòng sến xúa đó anh chị, mà dòng mà gọi là trời ơi, còn chết nữa. Trời ơi, nó hát mà anh chị. Anh chị hát cải lương mà đâu phải giọng remix này kia nọ đâu, mà nó hát cải lương mà nó giọng nó rên rỉ. Trời ơi, anh chết rồi, em sống với ai đây? Rồi nghe mà nó hát tới cái khúc đó mà anh chị ngồi khóc. Mà anh chị biết người của Dương rồi mà anh chị. Ngồi kẹt. Coi tới cái khúc đó ngồi khóc. Khóc như gì luôn anh chị. Tại vì mình thấy được cái cảnh gì. Cái cảnh mà người ta chết rồi mà cái người mà làm cho người ta chết đó là lính Việt Nam Cộng Hòa. Nó vô rồi bắn rồi giết rồi này kia nọ. Căm thù. Cho nên là sống gần là giống như là mình á. Khi mà nó tuyên truyền như vậy á, thì Dương sống trong thì Dương không có còn nghĩ nữa, Dương không có còn nghĩ về chính trị nữa. Tại vì sao? Cái chính có nghĩa là cái đảng Cộng sản Việt Nam nó quá tốt rồi. Cái đảng Cộng sản Việt Nam nó quá tốt rồi. Còn cái Việt Nam Cộng Hòa nó quá ác, và nó xứng đáng
Mình luận tội luôn anh chị, nó xứng đáng được bị như vậy và nó xứng đáng được bị thua cuộc. Chứ còn cái gì nữa, cái lương mà nhiều lắm. Bây giờ thậm chí là đến cái giai đoạn tháng 4 này nè, là nó vẫn dựng cái lương lên, mà gặp cái lương mà mấy cái nghệ sĩ mà ngày xưa là Bạch Tuyết đồ đó nhiều lắm. Mình không có trách họ, nhưng mà mình chỉ muốn nói rằng là cái lương đó nó làm cho cái con người của mình nó tuyên truyền hay lắm anh chị ơi. Hỏi làm sao mà hàng chục triệu người tại Việt Nam đó không bị nhiễm vào cái máu cộng sản, không nhiễm sao được? Tại vì nó tuyên truyền hết, nó sửa lại hết. Người Việt Nam Cộng Hòa đó, ví dụ như bây giờ Dương dẫn chứng nè, anh chị thấy chú Hoàng không? Anh chị thấy chú Hoàng không? Anh chị thấy chú Hoàng mà đi theo Dương không? Mà gọi là hai chú cháu đi chung với nhau. Chú sống trong thời Việt Nam Cộng Hòa đó. Anh chị thấy chú Hoàng nói chuyện cái kiểu giống như bò đỏ không? Dương chỉ nói chuyện một cái ví dụ điển hình thôi đó. Anh chị thấy cái tư cách con người của người ta sống trong cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa, người ta đàng hoàng không? Rất là đàng hoàng, nói chuyện từ tốn nhẹ nhàng và nó có cái chuẩn mực của người ta. Còn cộng sản ngày hôm nay đó, trời, lên truyền hình là nói đạo lý, nói tốt, nói đủ thứ, nói cái kiểu tốt không mà, nhưng mà thực sự ra nó không phải vậy, nó không phải vậy. Rồi bây giờ Dương nói tới cái chuyện mà ví dụ như là Hồ Chí Minh đi, nó quay qua tới Hồ Chí Minh. Dương nói thật với anh chị là Dương không biết vậy, nhưng mà đọc lịch sử, mình được đọc lịch sử không? Ở Việt Nam ngày hôm nay có sách lịch sử để làm gì? Ngày hôm nay có sách lịch sử để làm gì anh chị? Nói Dương nghe coi. Có sách lịch sử để làm gì? Để những cái thế hệ sau, con cháu của mình, họ đọc và họ biết được cái sự thật. Tự nhiên có sách lịch sử làm gì? Bây giờ tôi ngồi tôi nói lịch sử, mày biết cái chó gì mà mày nói về lịch sử? Mày có sinh ra năm đó đâu. Vậy sách lịch sử có làm gì? Nói nghe nè, đừng có nói tôi không có lý để tôi hỏi nha, không đó, đừng có nói là tôi đuối lý, không có đâu. Bây giờ không cho tôi nói lịch sử, vậy cái cuốn sách lịch sử viết để làm gì? Tại sao cuốn sách lịch sử đưa trong trường học để làm gì? Mục đích cái của cuốn sách lịch sử là gì? Là mục đích để muốn cho người ta biết được những gì đã xảy ra ông bà tổ tiên của mình, đúng không? Tại sao mình biết Ngô Quyền? Tại sao mình biết về Hai Bà Trưng? Tại sao mình biết những vị vua Hùng? Là vì lịch sử, chứ mình có sống trong thời đó đâu. Mình không hề sống trong cái thời đó, nhưng mà khi mà nói là mình biết lịch sử, thì dĩ nhiên ngày hôm nay còn nói về Việt Nam Cộng Hòa là tại vì sao? Tại vì những cái thông tin mà Dương nắm, Dương biết được, nhiều bạn ở Việt Nam đâu có biết. Làm gì mà biết được? Ở Việt Nam có những cái người ta còn sống trong đó luôn, không có dám đâu. Các bạn phải đi hỏi, các bạn phải đi tìm hiểu và đi hỏi những cái người còn sống ở trong đó, người ta kể cho nghe. Tại vì họ biết rằng là họ thua rồi. Với cái sự tuyên truyền lớn như vậy, truyền hình nè, radio nè, loa nè, báo chí nè, nhà trường nè, là họ biết họ không làm lại rồi. Họ không làm lại thì họ im, họ im thôi. Ví dụ như Dương ở Việt Nam là anh chị biểu, anh chị thấy Dương xuất hiện, Dương dễ thương không? Dễ thương quá đi chứ. Dễ thương không anh chị? Rất là dễ thương phải không? Rất là dễ thương. Ừ cái nè. Nhưng mà anh chị thấy Dương dễ thương không chị? Ừ cái nè anh chị, ok cái số 1 cái đi. Dương dễ thương không? Dễ thương. Đó. Dương có đáng bị chửi không? Không. Đâu có đáng bị chửi đâu. Nhưng mà nếu mà Dương ở Việt Nam đó, cho dù Dương biết cỡ nào đi chăng nữa, biết nhiều đi cỡ nào đi chăng nữa, Dương cũng không được nói nữa. Mày nói mày chết chứ tao mà nhiên. Chết liền á. Chết liền. Cho nên tại sao có nhiều đứa nó nói gì nè, mày ở Việt Nam sao mày không, cô Hằng lái xe đi cô không biết bên kia, cô đang cười nè, cười khà khà luôn nè. Tại vì sao anh chị? Ở Việt Nam nó bắt liền, nó bắt liền. Làm gì anh chị thấy? Mày ở Việt Nam mày không ngon, mày ở Việt Nam mày đấu tranh đi. Vậy không ngon ra nước ngoài nè, cầm cờ đỏ cộng sản lên. Nó hỏi tôi hỏi lại. Dễ lắm. Mày sao mày không có ngon, mày ở Việt Nam mày đấu tranh đi, mày ra nước ngoài mày làm mày sủa, mày chỉ bó, mày chỉ có vỏ mồm thôi. Ừ kệ tôi, kệ nó. Tôi có vỏ mồm mà ít ra tôi có được những cái sự thật mà cộng sản nó giấu. Thấy không? Nó tuyên truyền với tôi hả? Đi vô trong nhà trường học tuyên truyền, phim tuyên truyền, cải lương tuyên truyền, rốt cuộc giờ vô hiệu hóa, không có cái gì mà ăn nhập với tôi á, không ăn nhập gì tới tôi hết trơn. Hỏi tại sao vậy? Trời ơi, tôi học thì tôi học, tôi phải đối phó thôi chứ. Học đối phó thôi à, học trả bài, vô trong trường trả bài, tại vì Việt Nam mà mua bằng được mừ. Thấy không? Học trong những cái trường tốt, đứng xếp hàng, không phong bì được mừ. Thì tôi cũng học đối phó thôi, cần chi học cho nó kỹ, cần chi mà phải thấm vô trong máu. Hơn nhờ không học, học gọi là học, gọi là học nhồi, học nhét, học cho thuộc là chết cha tôi rồi. Bây giờ tôi là dư luận viên cấp cao luôn rồi anh chị. Trời ơi,
Dư luận viên thứ bự luôn á anh chị. Còn như thế chị Rose Đào rất là kiên nhẫn mà comment với dư luận viên. Dù ghẹ chút xíu anh chị ha. Nói ra tiền mà cố lên. Nói ra tiền mà cố lên hả? Nãy giờ tôi nói hoài tôi đâu thấy tôi ra tiền đâu, tôi ra mồ hôi. Đổ mồ hôi nè, ướt nè. Nãy giờ không có ra tiền mà ra mồ hôi. Mà hồi nãy giờ tôi nói không có ra tiền mà ra được cái sự thật. Mà dư luận ở bên kia nó ra, dư luận viên ở bên kia gọi là giống như cái bên phía bên kia là nó đổ mồ hôi cũng không kém. Tôi ở Việt Nam nè, nghe mấy thằng lãnh đạo toàn thằng nói phét không nè. Tiên sư thằng nào con nào viết tiếng Việt sai. Dương đọc comment anh chị, lát nữa Dương nói tiếp, anh chị cho Dương thở một chút xíu chứ Dương nói Dương lên nữa thì Dương mệt lắm, cho nghỉ 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 giải lao 2 phút 3 phút đi. Cái cờ ba sọc này làm gì có trên trường quốc tế? Ủa ngày hôm nay thể chế nào lãnh đạo? Thằng nào thống trị? Tự nhiên không lẽ thằng cộng sản nó thống trị trên đất nước Việt Nam lấy cờ vàng ba sọc đỏ ra làm cờ đại diện? Ta đại diện rồi, vô cướp nhà của người ta rồi, bây giờ là cả thế giới nó phải dùng cờ đỏ ngôi sao vàng chứ, bây giờ nó dục cờ đỏ ngôi sao vàng, nó dựng cờ vàng lên nó nói chuyện với ai? Có người Việt Nam Cộng hòa nào còn ở đây đâu nữa mà nói. Nhưng mà người ta người Việt ở bên nước ngoài còn bên Mỹ đó ngon, mà qua bên đó dương cờ vàng cờ đỏ ngôi sao vàng lên. Thử coi. Giỡn hả? Qua bên Mỹ mà giơ cờ cờ đỏ ngôi sao vàng lên nó quánh không còn miếng máu luôn, núp không à. Ở bên Mỹ có mấy cái tay đó ngồi núp trong nhà không, mà thử đi qua tới Cali coi, đi tới cái chỗ mà người Việt đông coi, đứng đó mà la làng thử coi, đứng đó mà thử giương súng giương đồ ra la làng thử coi, chết không. Đừng có nói mà cái kiểu hả, trời ơi, trên thế giới cờ đỏ, trời đất nước Việt Nam ngày hôm nay ai lãnh đạo? Con nói đơn giản thế mà cũng nói với tôi nữa. Mà tôi cũng rảnh ghê, tôi cũng ngồi tôi cãi nữa, rảnh quá mà. Nói ra được là vui. Uống miếng nước anh chị. Nói thấy chưa? Bắt con mẹ này dẫn độ về Việt Nam bỏ tù rụt xương. Tại vì sao? Cái câu nói đó đó là đủ suy ra được là Việt Nam nó có tự do ngôn luận không rồi ha. Ha. Anh nhìn ở bên Mỹ đi. Đó, ngày hôm nay là bên Mỹ là thể hiện rất là rõ. Đó, ta nói Donald Trump nói một đường, báo chí viết một nẻo. Câu của ổng nói 10 chữ, ra báo chí viết được có 7 chữ. 7 chữ tốt, 7 chữ viết đúng cái lời của ổng, còn số còn lại là bịa thêm, cộng chữ thêm. Mà có sao đâu, nói không? Báo chí cánh tả ở bên ngoài rần rần. Rồi mà có thấy cái nhà báo nào, có thấy tòa soạn báo nào đóng cửa không? Không. Ngày hôm nay đó, ai nói là ông Trump kêu lấy mua thuốc gì mà rửa toilet gì chích đó. Có ông điên nào mà làm tổng thống mà nói vậy không? Vậy mà báo chí nó cũng ra nữa. Nhưng mà rốt cuộc những cái tòa soạn đó có bị đóng cửa không? Đâu có đóng cửa. Dương không có chỉ trích nhưng mà cho các bạn thấy được đó. Viết cơ vậy ở Việt Nam hả? Trong vòng 30 giây đưa lên thôi, bộ thông tin nó kiểm duyệt, gỡ bài xuống nha con. Còn mày không gỡ bài xuống nữa là một là cái tòa soạn mày đóng cửa nha con. Hai là nhân viên của tòa soạn mày nghỉ việc nha con. Còn thằng nào viết bài đó nghỉ nha con. Tước cái nghề luôn, tước cái bằng luôn nha con. Nó tước cái bằng nhà báo luôn nha, tước cái giấy phép luôn nha, tước cái chứng chỉ luôn nha, dẹp. Khỏi làm nhà báo nha con, đi làm cái nghề khác đi, chạy xe Grab đi, chạy xe ôm đi. Đó, đi vòng vòng làm cái nghề khác đi, còn nghề hành nghề báo chí khỏi khỏi làm nữa nha con, khỏi làm nhà báo nha con. Còn bên Mỹ kìa, đó. Thấy không anh Dương anh chị, Dương ngồi ở bên Na Uy Dương nói rồi đó. Mà nó vẫn còn làm sao mà bắt con mụ này đi về Việt Nam bỏ tù cho rụt xương đi. Tự nhiên bây giờ tôi ngồi tôi nói, đó là sự thật mà đúng không anh chị, Dương nói có gì sai không? Bây giờ là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đi vào Việt Nam Cộng Hòa cướp nước của người ta, đúng hay sai? Comment lên chị. Bây giờ Dương hỏi mọi người trả lời, đúng cho Dương cái số 1, còn không đúng cho Dương cái số 0, đúng không? Hỏi lại nữa nha. Năm 1954, Hiệp định Geneva được ký kết, Việt Nam chia làm hai, miền Bắc là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, miền Nam ngày hôm nay là Việt Nam Cộng Hòa, có nghĩa là hai quốc gia riêng biệt. Đó. Vậy thì bây giờ Dương hỏi là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đi xâm lược Việt Nam Cộng Hòa là đúng hay sai? Anh chị coi Dương số 1 đi, Dương thấy Ngọc Lực là ghi số 1 nè. Đó, ai nữa? Đúng hay sai anh chị? Hoàng Tuấn ghi số 1 nè. Rose Dow ghi số 1 nè. Là đúng đó nha. CZ là số 1 nè. Đại Phúc Thọ nè, Đại Phúc Thọ ghi ok đúng nè. Rồi gì nữa? Thăng Đinh số 1 nè. Ngọc Lực nữa, số 1 nữa. Ngọc Lực đừng có ghi nữa.
Trung Nguyễn số 1 nè. Rồi ai nữa? Dư thấy nhiều người coi quá mà anh chị comment chậm vậy. Vinh Phạm số 1, 1111111 luôn là quá đúng 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 đúng, đúng nè. Đó. Đinh An là số 1 nè. Đã đảo Cộng sản là số 1 nè. Tiếp tục đi anh chị, mình bắt đầu dừng đặt câu hỏi lên anh chị cho comment dùm. Phượng Kim là số 1 nè, đúng nè. Khoa Tinh Quỳnh là số 1 nè. Quốc Khanh Trần là số 1 nè. Việt Nguyễn là số 1 nè. Toàn Nguyễn đọc chưa ta? Số 1 nè. Ủa sao dư luận viên nó mất tiêu hết trơn, không thấy ai ghi số 0 hết vậy? Chửi tôi quá trời. Chửi tôi quá trời quá đất luôn mà tôi hỏi không ai ghi số 0 hết vậy. Ủa, toàn là ghi số 1 không à? Không ai ghi số 0 luôn. Vậy chửi tôi làm gì nữa? Anh chị, Dương làm livestream Dương hỏi vậy anh chị không ai ghi số 0 á, ghi số 1 không. Vậy dư luận viên nó nín luôn rồi anh chị, nó không có comment, nó không có nói cái gì hết. Mà Dương tiếp tục, Dương ngồi Dương nói bắt đầu vô nó chửi không còn một cái gì hết mà ghi số 0 nó không có ghi. Có nghĩa là khi Dương hỏi á là cái Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cướp Việt Nam Cộng Hòa phải không? Hỏi lên mà đúng ghi số 1, còn không đúng ghi số 0, không thấy ai ghi số 0 hết trơn. Vậy là đúng rồi, chửi tôi gì? Trời ơi. Nên nhiều khi mình không hiểu nữa. Đâu có ai ghi số 1 đâu. Ủa quên lộn, đâu có ai ghi số 0 đâu. Toàn là số 1 không luôn, Xuân Đặng nè, trời đất ơi. Bây giờ bắt đầu khi mà tôi nói ghi số 0, bắt đầu có người comment vô, nó cứng họng hết rồi. Trời, vậy thua rồi, vậy thừa nhận rồi. Còn chửi gì nữa. Rồi Dương hỏi anh chị nè, nó từ ngoài Cộng sản Bắc Việt đó, nó đi từ ngoài Bắc vào trong Nam xong rồi nó cướp cái chính, nó cướp được cái chính quyền Việt Nam Cộng hòa đó, có phải là nó tổng đồ của Việt Nam Cộng hòa về lại ngoài miền Bắc không? Hỏi câu này nữa trả lời giùm nghe anh chị, tại vì ngoài miền Bắc lúc đó có cái gì đâu. Bây giờ Dương hỏi nè, khi mà Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là Cộng sản Bắc Việt đó đi vào Nam Việt Nam Cộng Hòa để cướp đồ á, để cướp chính quyền đó, có phải là nó đi vô trong đây nó cướp đồ, nó cổng đồ đi ngược trở lại miền Bắc không? Nếu mà đúng comment số 1 giùm đi. Trời ơi, chửi tôi mà tôi comment, tôi hỏi thì không ai ghi số 0 hết. Nó Vinh Phạm số 1 nữa nè. À, vui quá anh chị, rất là vui. Vui lắm, rất là vui luôn. Đúng, Linh Lê. À, nó bắt đầu Dương sẽ hỏi tiếp nha. Bây giờ cái câu hỏi này Dương hỏi bên lát nữa, Dương hỏi câu khác. CZ đúng. Đó, Sờ Mông Phụ Nữ, trời lấy cái nick gì ngầu vậy? Đúng. Yến Ngọc đúng. À, vui quá anh chị ha. Rồi gì nữa? Cười Bể Bụng anh chị, Martin Quỳnh đúng. Bây giờ mình hỏi thôi, mình không nói nhiều nữa. Dương biết có nhiều anh chị muốn nói lắm mà cái livestream ngày hôm nay là Facebook nó không có cho mời người nữa rồi. Dương hỏi khó quá, dư luận viên chỉ số thông minh cao nên nó không kịp trả lời. Nghi Phúc đúng là số 1 nè, Đã Đảo Cộng sản là số 1 nè, rồi ai nữa? Rose Đào là số 1 nè. Dương biết ở bên kia có nhiều người khoái lắm. Rồi ok, Dương hỏi tiếp nè. Tại sao mà có cái câu hỏi là từ ngày giặc Mỹ vô đây mình sắm cái nhà lầu, từ ngày giặc Mỹ vô đây mình sắm cái xe hơi. Đó, còn bây giờ ngược lại nha, từ ngày Cộng sản vô đây mình bán cái nhà lầu, từ ngày Cộng sản vô đây mình bán cái xe hơi. Sao kỳ vậy? Tại sao vậy anh chị? Đọc comment tiếp nè. Vui quá anh chị ha. Từ ngày giặc Mỹ vô đây, tại vì nó tuyên truyền mà anh chị, nói là Việt Nam Cộng hòa là tay sai của Mỹ mà. Nhưng mà từ ngày giặc Mỹ vô đây mình bán cái nhà lầu, ô lộn, từ ngày giặc Mỹ vô đây mình sắm cái nhà lầu, từ ngày giặc Mỹ vô đây mình sắm cái xe hơi, từ ngày Cộng sản vô đây mình bán cái nhà lầu, từ ngày Cộng sản vô đây mình bán cái xe hơi. Làm kinh tế là gì? Làm kinh tế là làm sao để cho mình có được cái sự nhiều hơn về kinh tế, tiền bạc dư giả hơn, thoải mái hơn, đời sống nó tốt hơn. Có nghĩa là mình sống, nếu mà mình nói là Mỹ vậy, người ta sắm cái nhà lầu và người ta sắm cái xe hơi là tốt hơn chứ. Chứ còn cái chuyện mà khi mà Cộng sản nó vô mà nó làm cho đời sống của người ta không sắm được nhà lầu, người ta không sắm được xe hơi, người ta không có cái điều kiện sống tốt hơn mà người ta phải bán đi cái mà người ta đang có để sống với Cộng sản. Nó anh chị không nói nghe hay không? Nhìn đến bây giờ nè, chúng ta nhìn đến cái đời sống của chúng ta ngày hôm nay nè. Đó. Từ ngày Cộng sản vô trong đây mình bán cái nhà lầu, từ ngày Cộng sản vô Nam mình bán cái chiếc xe hơi. Ngày hôm nay đó anh chị, nói những cái người làm ăn kinh tế anh chị đối với Cộng sản không có dư giả được. Tại vì sao? Làm sao dư giả với Cộng sản? Nó đang mượn nợ mà.
nó đang mượn nợ của ai, nó đang mượn nợ của Trung Quốc nè, nó đang mượn nợ của Liên Xô nè, thì làm sao mà nó khi, ủa mà tại sao nó mượn nợ vậy ta, ủa mà tại sao Trung Quốc nó phải mượn, Việt Nam Cộng sản Bắc Việt nó phải mượn nợ vậy anh chị? Dương nói một mình không mới vui, Dương hỏi anh chị trả lời mới vui. Tại sao Cộng sản Bắc Việt nó phải mượn nợ của Trung Quốc và Liên Xô vậy anh chị, tại sao vậy? Tại vì ngày xưa bọn mày làm ca ve thì mới có xe hơi. Ủa vậy đó hả? Tại sao mà ngày hôm nay người ta cũng làm ca ve mà người ta không có xe hơi? Ngày xưa người ta làm ca ve người ta có xe hơi, mà ngày hôm nay người ta làm ca ve Cộng sản Việt Nam mà người ta cũng có ca ve mà không có xe hơi. Công an nó dí chạy đầy đường vậy. Tại sao vậy? Làm ca ve mà có xe hơi nên làm chứ, đúng không? Còn ngày hôm nay làm ca ve không có xe hơi để đi luôn, xe máy không có tiền để mua luôn. Ủa gì kỳ vậy? Tại sao vậy? Từ sao vậy? Có sự khác biệt gì ở đây vậy? Không bán xe hơi, không bán nhà lầu thì bị Việt Cộng nó cướp, mà không được đồng bào còn bắt vô tù nữa. Vì không được đồng nào mà còn bị bắt vô tù nữa. Nó thấy không? Trả lời đi. Tại sao mà Cộng sản Việt Nam phải phải vay nợ, phải mượn tiền? Tại sao Cộng sản Việt Nam phải Cộng sản Bắc phải mượn tiền của Trung Cộng và Liên Xô? Dân Việt Nam biết không? Tại sao vậy? Bu vô Facebook của tôi chửi nhiều vô, mắng tôi nhiều vô. Để tôi nói cho mà nghe. Trời ơi, nói tôi là ca ve mà tôi ngồi tôi làm livestream vô chửi tôi quá trời luôn, vậy không biết. Khổ ghê. Anh Lê Danh Khải. Tinh khẩn chim uốn về chầu Diêm Vương, thiệt luôn hả anh? Thiệt luôn hả? Mượn nợ để xài cho dân trả, rõ gì nữa? Rồi sao nữa anh chị? Rồi sao nữa? Trời ơi, Quang Đinh buồn quá, thất vọng ghê, bạn viết tiếng Việt được mà tôi không biết bạn là người Việt Nam hay là bạn người Trung Quốc, tôi không biết nha. Rất là tội nghiệp cho bạn luôn. Bạn viết tiếng Việt vậy chắc có lẽ bạn sống ở Việt Nam cũng lâu rồi ha, chắc bạn cũng hiểu được cái văn hóa Việt Nam rồi ha. Bạn học cái tư tưởng Hồ Chí Minh, bạn viết được cái nhiêu đó là tội ghê. Từ ngữ bạn dùng được có nhiêu đó thôi, rất là tội. Tội lắm. Không trả lời được luôn. Mượn tiền của... Ôi! Mượn tiền của Trung Cộng với lại của Liên Xô để phát triển đất nước hả? Có không? Có không vậy? Có nghe nè, cầm cái passport Việt Nam đó nha, đi ra nước ngoài đó, đứng đằng sau đi. Chưa có thấy đúng không? Tại vì đâu có tiền đi du lịch đâu thấy. Còn có tiền là mua vé VIP đi. Còn chừng nào mà mua vé VIP thì mới có cơ hội khác chứ. Dùng cái passport Việt Nam là đi đứng qua cái lane khác đi ha. Tại vì sao? Cộng sản Bắc Việt ngày xưa đói thấy bà nội luôn. Theo cái chủ nghĩa cộng sản nghèo đói thấy bà nội luôn. Tiền của bạc đâu mà có, mà súng đạn có đâu mà để vô trong trong Nam cướp. Trong khi ngày xưa là Việt Nam Cộng Hòa là đồng minh với Mỹ. Trời ơi, Tổng thống Ngô Đình Diệm chơi chơi rất là hay. Tại người ta có ăn có học mà. Người ta đi học du học ở nước ngoài về mà. Gia đình người ta là gia đình nho giáo nữa. Người ta làm từ trong triều đình ngày xưa, rồi bây giờ người ta đi du học ở nước ngoài, người ta đi về nó. Và khi người ta là con người ta tư tưởng tân tiến cởi mở, mặc dù là sinh và mặc dù là họ làm tổng thống của Định Diệm là lãnh đạo cái quốc gia miền Nam Việt Nam gọi là Việt Nam Cộng Hòa năm 1954 trở về 1961 63, nhưng mà ổng mang cái tư tưởng cấp tiến từ châu Âu từ bên Mỹ về áp dụng cho Việt Nam nó, thấy không? Và bạn của ông chơi bạn thứ dữ không à, chơi nghèo vậy đó. Nam Việt Nam, miền Nam Việt Nam, Việt Nam Cộng Hòa vậy đó, chơi bạn là chơi với gọi là đế quốc thực dân, chơi với Mỹ không? Bạn của Việt Nam Cộng Hòa là gì, là Mỹ. Người ta nói là gì, dư luận viên nói Ngô Đình Diệm làm tay sai cho Mỹ. Bây giờ cái từ đồng minh với cái chuyện mà tay sai là như thế nào? Đồng minh là bạn với nhau, là hỗ trợ với nhau, chứ sao gọi là tay sai, đúng không? Tự nhiên cái không cái Mỹ đi vô hỗ trợ mà Việt Nam Cộng Hòa có cái gì để mà Mỹ phải lợi dụng, có cái gì? Chẳng qua là họ đi vô để họ hỗ trợ để chống lại cái chủ nghĩa cộng sản thôi, chống lại cái chủ nghĩa cộng sản thôi, thì họ vô họ hỗ trợ cho Việt Nam Cộng Hòa. Thì người dân Việt Nam Cộng Hòa người ngày xưa sống rất là tốt, trời đất ơi, cò bay thẳng cánh sống trong thanh bình đó. Để Dương hát cái bài gì anh chị? Phương Nam ta sống trong thanh bình. Chiến đầu Vĩ Tiến. Mở lên hát khúc cho anh chị nghe. Đợi một chút nha. Nãy giờ nói chính trị căng thẳng rồi, Dương sẽ hát bài Chiến đầu Vĩ Tiến cho anh chị nghe. Hát hát sống luôn, không cần nhạc luôn. Không cần music luôn, không cần âm nhạc luôn.
Lời bài hát Chuyến đò vĩ tuyến. À đây. Nghe nè. Nãy giờ nói hết hơi rồi nhưng mà ráng hát Chuyến đò vĩ tuyến. Đó. Hát lẹ lẹ một chút. Các em muốn nghe Dương hát một khúc không? Dẫn chứng, mình dẫn chứng bằng cách mình hát. Đó, hát không cần micro luôn. Tại sao người ta nói Phương Nam ta sống trong thanh bình? Tại vì sao Phương Nam sống trong thanh bình? Ok, hát tiếp, hát nữa nè. Hát sống nha. Đêm nay trăng sáng quá anh ơi, sao ta lìa cánh bởi dòng sông bạc hai màu. Lên đến trên sóng nước mong manh, bao đêm lạnh lẽo em chờ mong gặp bóng chàng. Ủa tại sao mà phải vậy? Tại phải sao chia cắt? Thằng cộng sản nó chia chứ ai? Tiếp nữa nè. Vượt rừng vượt núi đến đầu làng, đò em trong đêm thâu sẽ đưa chàng sang vĩ tuyến. Nghe chữ vĩ tuyến nha. Phương Nam ta sống trong thanh bình, tình ngát hương nồng thấm bên lúa vàng ngào ngạt dâng. Đó, câu vậy thôi. Phân tích nè. Phương Nam ta sống trong thanh bình, đó, tình ngát hương nồng thấm bên lúa vàng ngào ngạt dâng. Mỗi cái bài mà Chiến đò vĩ tuyến lên thì tại sao người ta không hát phương Bắc mà người ta hát phương Nam? Tại sao người ta không hát phương Bắc mà người ta hát phương Nam? Phương Nam ta sống trong thanh bình, tại sao? Vậy đi vô Phương Nam cướp tôi làm gì? Trong vô trong Nam Việt Nam Cộng Hòa cướp nước làm gì? Rồi bây giờ tôi lên tôi nói không cho. Tại sao có những cái bài hát này bây giờ có cho Việt Nam bị tiếng không? Cấp cấm không cho hát. Nhạc quá hay luôn, nhạc của Việt Nam Cộng Hòa sáng tác quá hay luôn. Phương Nam ta sống trong thanh bình. Phương Nam người ta đang sống trong thanh bình, đi mang cái lực lượng gọi là cụ hộ bộ đội giải phóng quân đi vô cướp nhà người ta. Bây giờ là nói giải phóng thống nhất. Đến ngày hôm nay 30 tháng 4 rồi, 45 năm rồi. Tại vì sao mà người ta phải buông súng? Có nhiều nói thua, hèn nhát bỏ súng. Cứ canh vô dân bắn không à, cứ canh vô con nít mà bắn không à, cứ canh vô phụ nữ mà bắn không à, cứ canh vô cái người dân lành thiện lương mà bắn không à. Rồi làm sao Việt Nam Cộng Hòa người ta chịu nổi để đứng nhìn? Nhận luôn. Trời ơi, tôi nói thiệt với anh chị, mình mà hiểu được tiếp xúc với cái người mà sống trong cái môi trường Việt Nam Cộng Hòa, người ta nhân cách lắm, rất là nhân cách. Chúng có kiểu mà giống địt mẹ tiên sư, con điên này, địt bố chúng mày, địt bà nói cho chúng mày nghe nhá. Địt bố nói cho chúng mày nghe nhá. Người ta nói chuyện đàng hoàng lắm, dễ thương lắm, có trên có dưới vô cùng chuẩn mực, đạo đức, nhân cách. Vậy đó mà bây giờ nó bị phá hoại đi, xâm chiếm đi. Bây giờ tôi nói lịch sử không cho, hỏi mày có sinh ra trong cái thời trước không, mày nói tôi không sinh ra tôi không được nói. Tôi nói hết, tôi nói tùm lum, tôi nói tà la, tôi nói tán lả hết. Tại vì tôi cảm thấy sao, cái văn hóa của cái người Việt Nam Cộng Hòa nó bị mất rồi. Bị mất là bởi vì bị cái ác, cái bị cái Việt Nam Cộng sản, cái chủ nghĩa Cộng sản Bắc Việt nó vô, nó làm cho hoang tàn đổ nát hết, nó phá hoại đi một cái nền văn minh. Mà nếu bây giờ nó còn tiếp tục thì người dân Việt Nam rất là đỡ, rất là đỡ luôn. Bây giờ nó phá cho tan nát hết trơn rồi. Bây giờ nó phá xong nó còn hèn với giặc, nó ác với dân. Ta sao nó hèn với giặc? Nó sợ thằng Trung Quốc như là sợ quỷ vậy đó. Nó sợ như gì? Mình nó là một quốc gia, mình là một cái chính thể riêng, vậy mà nó sợ thằng Trung Quốc như cái gì? Mỗi lần mà có cái chuyện là nó toàn là quan ngại không à. Nó lên bắt đầu Bộ Ngoại giao, con cái người này đại diện, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao, chúng tôi người Việt Nam quan ngại, quan cái gì mà cứ quan hoài á, không dám làm gì, cứ quan ngại. Tiền á thì đầu tư cho quân đội, anh chị thấy không, ông Donald Trump ông lên một cái ông đầu tư tiền vô trong cái lực lượng mà gọi là quân đội rồi hải quân này kia, nó khủng khiếp không. Còn của mình á anh chị không có đầu tư tàu thuyền á gì, ta nói thì nhìn vô mà thấy phát rầu á. Ở bên Na Uy này mà anh chị nào mà quan tâm tới quân đội, để bữa nào vô nghiên cứu, nó mua máy móc của nó tồ trang thiết bị tối tân, không có đặt hàng của Mỹ, những cái chiếc máy bay khủng khiếp. Còn Việt Nam của mình á là không có thấy đầu tư cho những cái chiếc tàu đó anh chị, tàu mà của Trung Quốc nó đâm vô một cái là thôi hãy chạy như mưa, nó tên chạy chạy giống như là chạy có cờ vậy á, đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy Nhào. Mà bây giờ tàu tàu của mình á
tàu để bảo vệ cho ngư dân, tàu hải quân anh chị nhìn vô so với tàu Trung Cộng không có đáng, không có xi nhê gì hết trơn. Nó chỉ đâm vô một cái thôi là nó cắm đầu cắm cổ, nhìn khủng khiếp luôn. Tiền đâu mà đầu tư nữa anh chị, tiền để mà mua những cái trang thiết bị, mua những cái phương tiện, ví dụ tàu bè này kia nọ, những cái chiến hạm ví dụ vậy anh chị, đầu tư vô đó không có đâu anh chị. Mà trong khi thằng tàu là chuyên gia, nó hoành hành ở trên biển Đông, không có đầu tư anh chị. Bây giờ trên đất liền là mình nghe cái ông quỷ này, ông tổng giám đốc của ngân hàng này, ông tổng giám đốc của công ty kia làm thất thoát hàng ngàn tỷ, hàng trăm ngàn tỷ, 300 ngàn tỷ, 3 ngàn tỷ, 18 ngàn tỷ, xây dựng tượng đài ngàn ngàn tỷ. Không có nghe nói là họ đầu tư vô cái lĩnh vực mà bảo vệ cái hải phận của Việt Nam, không nghe anh chị, không nghe nói gì á. Đó, mà mình lên mình nói một cái là nó cho mình phản động liền. Anh chị nhìn Dương có giống phản động không? Anh chị nhìn Dương có giống phản động không? Cái thành phần này nè là cái tụi gọi là trong cộng sản tàu á, du lượng viên đó là cộng sản tàu á. Ở bên Na Uy này nè, cái người tàu nó vô anh chị, nó chỉ khi nào nó nói nó người tàu mình mới biết nó là người tàu thôi. Chứ còn nó nói tiếng Na Uy không có khác gì người Na Uy hết trơn. Nó nói và nó viết tiếng Na Uy không khác gì người Na Uy hết trơn. Cho nên những cái dư luận viên này mà nó vô nó chửi Dương cho nó, mày tụi bay là mục đích là muốn thôn tính cái đất nước Việt Nam của tụi tao thôi, cho tụi bay cố tình chửi, chửi càng nhiều, tao nói càng nhiều. Nó cái sự thật lịch sử nó mới cho Dương nói cho nó kém nhiều lắm, nói nữa. Nó hoài luôn. Ồ, cái giai đoạn mà gọi là giống như giai đoạn của ông Nguyễn Tấn Dũng đó anh chị, mà mua tàu ngầm gì đó anh chị, rồi có nghe nó hoạt động vô, dỡ cái nắp lên nhìn cái tàu xét xẹt của xèm đó. Ủa, có tàu ngầm đồ dữ lắm mà tụi nó mà đâm tàu của ngư dân của Việt Nam là một cái, tao nói hả, là nó chìm, nó nổi, tao nói hả, bơi trên mặt biển mà thấy phát tội mà không cho mình nói. Và Dương và những cái người bạn của Dương cũng dị ứng lắm. Đâu có gì đâu, mình là sinh sau, mình không có cho phép, ok, mình chấp nhận là mình sinh sau. Nhưng mà một ngày nào đó mình cũng già à. Dương ngày hôm nay anh chị nhìn thấy không? Đó, ngày hôm nay vậy rồi, 20-30 năm sau là 60 tuổi rồi. Không lẽ mai mốt cái con cháu của mình á, cái nó trưởng thành lên, nó lớn lên, cái nó nói chuyện lịch sử, cái mình nói mày con nít con non mày biết cái gì mà mày nói. Ủa, mình không có trải qua giai đoạn vậy rồi mình làm sao mình già được. Cái tư tưởng của tụi cộng sản nhiều khi nó ngộ lắm anh chị. Nhiều khi nó comment đọc vô mà nói được rồi, để đi, để tôi làm livestream, để tôi lên tôi nói cho tôi viết, tôi viết tôi comment tôi mệt lắm. Tôi trẻ, tôi nhỏ, mặc dù rằng là tôi không có sinh trước cái thời đó, tôi không thấy gì hết trơn á, nhưng mà tôi được quyền biết, tôi được quyền đi tìm hiểu thông tin, tôi được quyền cập nhật thông tin. Và tôi đang ở Na Uy nữa, là một cái quốc gia tự do ngôn luận nữa, một cái quốc gia đa đảng, không, tự do ngôn luận. Cho nên mình được quyền bày tỏ cái chính kiến của mình. Chứ Dương bây giờ Dương không có sống ở Việt Nam nữa, Dương sống không có sống trong một cái quốc gia độc tài cai trị nữa. Độc tài cai trị là gì? Ở đó có một đảng à, nó cho anh chị nói về chính trị anh chị mới nói, nó cho anh chị đi biểu tình anh chị mới đi. Còn mà nó không cho anh chị đi biểu tình anh chị ở nhà đi. Đó, nó không cho anh chị đi biểu tình mà anh chị đi biểu tình là nó bắt nó nhốt anh chị liền á. Ở Dương cũng bị nè. Mà nếu á, mà người ta kêu gọi anh chị đi biểu tình á, anh chị đi đi ha, đi đi, rồi khi mà anh chị bị bắt để anh chị nhìn ra được cái bộ mặt của công an, nhất là an ninh chìm á, vô trong đó nhìn có anh họ nói chuyện, trời ơi té ngửa anh chị ơi, an ninh chìm mà vô trong đó họ nói chuyện té ngửa luôn, bật ngửa ra xỉu đó. Cái hình ảnh của người an ninh á, của người công an an ninh đồ á, trời ơi nó thân thiện, nó dễ thương lắm anh chị, phải không? Vô trong đó đi, bao nhiêu lời mà gọi là giống như là giấy 500 đồ đờ mờ đồ á, trời ơi họ dùng là không thương tiếc ha, họ chửi dân như là con không đẻ, thử đi. Còn ở bên Na Uy nè anh chị thấy không, có khi nào Dương để bị bắt bị này kia nọ không? Không có đâu anh chị, họ đâu được phép, tại vì có luật biểu tình, có cái luật biểu tình và mọi người được quyền xuống đường biểu tình, thậm chí chống cái chính phủ ngày hôm nay cũng dạ được nữa, chống lại những cái quyết định ban hành của họ cũng được, không ai bắt hết, đi biểu tình xong đi về làm gì đâu. Còn Việt Nam là không được nha. Tại sao không được? Tại đi biểu tình rồi lập nhóm lập hội rồi thành lập ra lực lượng lật đổ chính quyền sao, lật đổ chính quyền nhân dân sao, đâu có được, đâu có cho đâu anh chị thấy không? Bao năm trời rồi anh chị ở Việt Nam đi biểu tình có một lần bị hốt luôn. Còn bên Na Uy đi biểu tình tao nói hả, mỗi lần mùa hè này kia nọ là mùa đông mùa gì cũng vậy, đi biểu tình là không sao, hòa vô cái đám đông người Na Uy, thậm chí cảnh sát á, Na Uy người ta dẫn cái đoàn biểu tình ta đi. Còn Việt Nam là cảnh sát Việt Nam là chưa nghe cái hơi hướng thôi. Qua wow, nói thì nói gần cái giọng bên mệt quá, nói nhẹ nhẹ lại. Anh chị biết không, ở bên Na Uy đó, trời anh chị
Trời ơi, cảnh sát cưỡi ngựa nha. Người ta dẫn cái đoàn biểu tình đó anh chị đi luôn đó. Và cái đoàn biểu tình nó đi đằng sau, cái còn cái đoàn cảnh sát mà cưỡi ngựa anh chị đi đằng trước vậy đó. Trời ơi, dễ thương lắm anh chị, không? Chứ họ không có đem hàng rào sắt ra đâu nha. Họ không có đem hàng rào sắt mà nghe cái hơi hướng đó, mình chuẩn bị biểu tình đó anh chị, bắt đầu là 1 2 3 giờ sáng nè ha, bắt đầu công an mặc áo vàng áo xanh, tao nói đủ loại xanh 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 ha, đứng khắp mọi ngã tư đó anh chị, đứng những cái điểm mà người biết là người ta sẽ tập trung biểu tình đó anh chị, đứng đông lắm nha. Ở bên đây không có vậy đâu anh chị, không có cái chuyện mà dăng kẽm rào này kia nọ đâu anh chị, kệ nó, đúng ngày giờ đó thì xuống đường biểu tình, cảnh sát dẫn cho đi nó, không ai được tấn công hết nha, tấn công là cảnh sát bắt liền đó. Ai mà len lỏi vô cái nhóm người đó họ cảnh sát bắt liền những cái thành phần đó liền đó anh chị, thấy không anh chị, thấy không anh chị, thấy Dương chuyển giọng xuống, Dương đỡ lắm anh chị, Dương đỡ mệt lắm, chứ mỗi lần mà Dương nói chuyện mà Dương la làng lên á, trời Dương mệt chị lắm anh chị, rất là mệt, cho nên khi làm livestream xong á Dương hết hơi đó, chứ không phải giỡn đâu anh chị, cái này là Dương nói sự thật luôn á. Ở bên Na Uy này đó, cảnh sát không có quýnh người ta đi biểu tình, không có đánh đập người ta, không có bắt người ta giam trong một cái không gian nào giống như Việt Nam, nó giam mình xong rồi nó về nó chụp hình nó lăn tay mình, nó coi như mình là con mồi vậy á, không có nha. Ở bên đây là đi biểu tình là biểu tình chứ nó không có chụp hình rồi nó giống như nó chụp hình rồi nó lăn tay mình, rồi hỏi cái thế lực nào xúi giục mình, không có ai rảnh đâu mà đi hỏi như vậy, không có ai rảnh đâu nghe anh chị, khác nhau dữ lắm. Cái quốc gia mà đa đảng đó, cái con người ta được cưng dữ lắm luôn á, cưng giống như anh chị có một đứa con mà anh chị cưng con anh chị vậy đó, cưng dữ lắm. Tại vì cái người người dân ở bên đây đó, người ta đi làm người ta đóng thuế đó anh chị, người ta đóng thuế để người ta nuôi cái chính phủ đó, người ta nuôi nhà nước, thấy không, cái nhà nước đó hoạt động phục vụ cho nhân dân, còn ở Việt Nam đó là nhân dân nuôi nhà nước, cho nên anh chị xuống đường biểu tình nó quýnh mình sặc máu mỏ luôn, không dám la luôn đó, cho nên người dân Việt Nam khờ chị. Nói tới chính trị là chửi, có nghĩa là dư luận viên chỉ chửi được những người như Dương thôi, chứ còn quay qua nói tới cộng sản nó coi nó bẻ răng không còn cái răng ăn cháo luôn đó, nó bẻ sạch luôn đó, chứ mà giỡn đâu, dễ thương không, không la nữa anh chị, thấy nó dễ thương ha, đâu có vui vẻ gì đâu anh chị, trời ơi cực khổ lắm, nói mà mệt đó anh chị, thấy không, sáng giờ ăn có ăn tô, gọi là ăn tô hủ tiếu gà thôi đó anh chị, ăn có hai cái đùi gà hà, ăn có mớ rau đâu, có uống ly vitamin C thôi hà, có ăn có hai trái cam thôi với hai trái táo thôi đó, mà nói nãy giờ hết energy luôn rồi đó, có sung sướng gì đâu, nãy giờ người ta nói là Dương nói ra tiền chứ Dương có thấy Dương nói ra tiền đâu, không có ra tiền, ra hết đốt energy của mình luôn à. Cho nên á, mùa corona người ta nói là tăng cân á, Dương đâu có tăng cân đâu anh chị, đứng lên Dương mà đứng lên anh chị thấy Dương ốm nhom luôn á, không có tăng cân, nói mà đổ mồ hôi nè anh chị, đốt energy nè, đâu tăng cân đâu, dư luận viên vô nó chửi hoài hà nữa. Cho nên mấy người lớn lớn á, mà chửi Dương á, mày biết gì về lịch sử, không có sao hết đó nè, điện thoại nè, smartphone nè, thấy không, smartphone nè, laptop nè, smart laptop luôn nè, iPad nè, trời ơi sách hả, sách nằm ở đây nè, sách nè, khoe sách luôn nè, đèn cù nè, nó đèn cù nè, thấy không, chứ đèn cù bự lắm, đèn cù chứ không phải đèn không có dấu, đèn cù nha anh chị, đèn cù đàng hoàng có nè, chẳng qua là mới đọc nổi hôm thôi, đây bộ mặt thật của Hồ Chí Minh nè, đọc khúc cho nó, đọc khúc nào đây, kiếm cho Hồ Chí Minh đọc coi, dài quá mới đọc khúc nào luôn, hôm bữa nào đọc đó nè, Hồ Chí Minh, chữ Hồ Chí Minh chà bá nè, sách nè, ở Việt Nam đó các bạn, trời ơi mấy các bạn mà đọc sách cái này hả, các bạn đem vô trong kẹt, các bạn ngồi các bạn núp, các bạn lén các bạn đọc chứ làm sao mà các bạn dám mà ngồi ở ngoài đọc, công an tới nó bắt các bạn liền luôn đó, nó phạt tiền liền luôn đó, cái gói mà 62 ngàn tỷ hả, 62 tỷ nó không có, người dân không được nhận tiền mà bây giờ mà các bạn bị phạt nữa, tiền đâu mà các bạn sống, đúng không, cho nên là tôi ở ngoài đây nè, sách là nhiều lắm luôn, trời ơi tôi nói cộng sản vòng vòng ở đây nè mà nó đâu dám đâu lại gần tôi đâu anh chị, cảnh sát nào uy hút họ liền á, nó nè nhiều lắm anh chị, chính trị bình dân có luôn nè, nó đó không chờ nhiều quá đi, rồi gì nữa đây, Việt Nam ngày mai nó những mảnh đời gì nữa đây, quá trời nè, 40 giai thoại từ thời Hùng Vương đến thế kỷ thứ 10 nè, trời ơi tôi nói đọc muốn chết, thêm mấy quyển sách nữa bự lắm đâu rồi, bây giờ mà bưng ra là bưng rụng cánh luôn đó, chúng mày giỡn đâu, sách dữ lắm à, ở Việt Nam là không có được đọc sách cho nên không đọc biết ngu luôn,
Ở Việt Nam đâu có thư viện đâu, ở bên Na Uy bước ra cái thư viện, nó chuẩn bị cái xây cái thư viện chà bá luôn. Nghe, cái thư viện bự lắm. Quá bự luôn anh chị, nó cho người ta có kiến thức, đúng không? Chứ không phải là chuyện đơn giản đâu. Việt Nam mà mấy cuốn sách này mà có giấu đi nha hôn, đừng có đem ra nha hôn, công an lợi nó bắt à. Hoặc là người nhà chạy vô la liền, đừng đọc mấy quyển sách này nha hôn. Sách là gì? Kiến thức mà không cho đọc, đọc là phản động đó nha, đừng có đọc. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, chịu đời gì cho nổi không? Không chịu đời cho thấu luôn đó. Đó, việc sử giai thoại nè, ngồi đọc quá trời luôn nè. Viết năm nào đây? Đổ mồ hôi mà. 1995. Nhiều lắm anh chị, cho nên những cái thông tin mà Dương có được, những cái gì mà Dương biết được á, nhiều các bạn đừng có nhìn vào đó mà các bạn khó chịu với Dương. Tại sao Dương biết được những này? Tại vì Dương có một cái may mắn là Dương đã ở nước ngoài rồi, và Dương đang sử dụng cái internet ở nước ngoài chứ không phải Việt Nam. Dương không bị sự kiểm duyệt, Dương không bị sự khống chế bởi lực lượng an ninh tại Việt Nam, cho nên Dương được tự do, chứ không phải là Dương giỏi cái gì hết trơn á. Tại vì cái trình bày của Dương á, nhiều người còn trình bày dễ thương hơn, giọng ngọt ngào hơn, trình bày nó lưu loát hơn, nó rõ ràng hơn, ví dụ vậy. Nhiều lắm, rất là nhiều người tài, chứ không phải Dương lên đây là Dương giỏi đâu, không có anh chị. Nhưng mà cái người tài ở Việt Nam không không có đất để dụng thân, không có đất để dụng thân, và không có, họ không được quyền thực hiện cái quyền tự do ngôn luận của họ, họ không có được phép làm điều đó. Vậy thì 40 năm mà gọi là đi giải phóng thống nhất đất nước, người Việt Nam được cái gì? Bây giờ Dương nói nè, 40 năm, 45 năm đi giải phóng thống nhất đất nước, người Việt Nam được, được là gì? Được nhiều lắm anh chị. Dương mà cái chữ được đó, Dương đóng ngoặc và Dương mở ngoặc, được. Được anh chị. Anh chị phụ Dương được cái gì? 45 năm đó, khi mà Cộng sản Việt Nam nó vô nó thống nhất đất nước rồi, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước Việt Nam được cái gì? Được cái cơ hội xuất khẩu hàng trăm ngàn người Việt Nam trẻ đi nước ngoài lao động. Thời Việt Nam Cộng Hòa đâu có được vậy đâu, phải không? Thời Việt Nam Cộng Hòa đâu có được xuất khẩu lao động đi nước ngoài. Thời Việt Nam Cộng Hòa đâu có mang rợ đến mức độ mà cái sức khỏe của người ta, của con người mà đi xuất khẩu lao động, đi xuất khẩu ra nước ngoài. Việt Nam Cộng Hòa đâu có làm được điều đó, đâu có làm được đâu. Sau 45 năm thống nhất đất nước, giải phóng miền Nam, người Việt Nam được, cái người phụ nữ Việt Nam được, đàn ông Trung Quốc đến Việt Nam lựa chọn và mua với cái giá 5.000 đô la để về làm vợ. Cái điều này đó, nó không xảy ra trong thời Việt Nam Cộng Hòa. Thời Việt Nam Cộng Hòa phụ nữ đâu có được mua 5.000 đô la, phải không anh chị? Người phụ nữ của Việt Nam Cộng Hòa chưa bao giờ mà được mua với cái giá 5.000 đô la, bởi chưa chắc 50.000 đô la, 100.000 đô la mà họ mua được nữa, chứ đừng nói 5.000 đô la. Nhưng mà sống trong cái thời Cộng sản nó thống trị, phụ nữ Việt Nam được mua với giá 5.000 đô la. Được chứ còn gì nữa, quá được luôn. 5.000 đô la là một cái số tiền không hề nhỏ đối với những người dân nghèo ở vùng nông thôn, những cái người phụ nữ. 100 triệu, 120 triệu, số tiền quá khủng khiếp. Dương ở bên nước ngoài này, Dương đi làm một năm Dương có thể kiếm được vài trăm triệu là chuyện bình thường, không khó khăn. Tại vì sao? Cái nước ngoài đó người ta không có bóc lột, có Việt Nam nó bóc lột đến mức độ người ta, cái số tiền mà 120 triệu đó họ để dành 10 năm còn chưa chắc có được nữa. Thì gì? Sau 45 năm thống nhất đó, người phụ nữ Việt Nam được, tụi Trung Quốc, đàn ông Trung Quốc đi vô đó, coi ngực, coi mông, coi thân thể. Người phụ nữ Việt Nam phải lột mình ra, lột quần áo ra, phơi xác ra, đứng khoe mình ra để được đàn ông Đài Loan, đàn ông Trung Quốc mua với giá 5.000 đô la mà lựa nữa. Lựa giống như mình đi ra chợ lựa mua từng con cá, lựa từng bó rau vậy đó. Người phụ nữ Việt Nam mình đó, được đàn ông Trung Quốc, được đàn ông đi về Đài Loan đi vô lựa. Anh chị thấy không? Có cái chuyện mà người phụ nữ Việt Nam đi xếp hàng để những người đàn ông Đài Loan đó, đàn ông Trung Quốc lựa coi ai đẹp, ai là người có mông đẹp, ngực đẹp để được làm, được tuyển làm vợ. Mà tuyển xong ha, ra bên đó sạn thời gian, một người phục vụ cho cả gia đình, hên thì được cái người chồng đàng hoàng, không hên cái người phụ nữ đó phục vụ cho cả gia đình xong rồi mai mốt bán vô các cái hãng, các cái động mại dâm, bán xong rồi không còn giá trị lợi dụng nữa, bị giết chết để mà lấy mổ tạng, bán nội tạng. Đó là cái được của Việt Nam Cộng sản đó. Được đó anh chị. Gì nữa?
Tiếp tục nè. Sau 45 năm thống nhất giải phóng đất nước đó, sau 45 năm đó, ngày hôm nay, có nghĩa là sau đó thì người dân Việt Nam được ăn bo bo. Giải phóng rồi, người dân Việt Nam từ mặc quần là áo lụa chuyển xuống là mặc quần áo gọi là bao bố, và được ăn bo bo từ chỗ ăn lương thực đó, ăn lương thực, ăn gạo, có đầy đủ lương thực, thực phẩm, sữa, sải này kia nọ cho học sinh, thì chuyển qua cái chỗ là ăn bo bo, ăn khoai mì, ăn rau độn thay gạo, không có sữa, không có gì hết. Và khi mà cộng sản nó thống nhất được, thống nhất giải phóng được Việt Nam rồi, thì cái một giai đoạn là cái người dân Việt Nam không có điện xài, là giờ có rồi, còn ngày xưa không có. Rồi bây giờ cái gì nữa? Sau 45 năm thống nhất giải phóng đất nước, cái người Việt Nam của chúng ta một bộ phận không nhỏ đi ra nước ngoài, đi trồng cần sa, làm những cái việc phi pháp ở những cái quốc gia bên ngoài. Thậm chí Na Uy cũng vậy, bên Anh Quốc cũng vậy. Đó là những cái mà mình đạt được đó, rồi gì nữa? Rồi sau 45 năm thống nhất giải phóng đất nước đó, những người có tiếng tăm trong quốc hội đó đi ra nước ngoài, nói anh chị làm gì, làm những cái chuyện ăn cắp, hoặc là làm trên những cái hãng truyền hình đi ra nước ngoài ăn cắp, rồi cái vụ mà vi cá mập phơi trên các cái tòa đại sứ của Việt Nam ở nước ngoài, rồi đi vào các cái hãng, các cái siêu thị của Nhật Bản ăn cắp lấy hàng hóa ở đó, rồi bị cấm, rồi bị phạt, bị đưa lên truyền hình. Ở Hàn Quốc cũng vậy. Rồi còn cái gì nữa? Rất là nhiều, là sau 45 năm thống nhất giải phóng đất nước, cộng sản Việt Nam nó cho mình những cái giá trị đó đó. Anh chị thừa nhận không? Tự hào không? Tự hào quá hả? Rất là tự hào phải không? Sau 45 năm, người phụ nữ đi qua Singapore, đi qua bên Malaysia làm gái, và đến mức độ là Singapore phải cảnh báo đến cái chuyện mà phụ nữ Việt Nam mà đi qua Singapore ăn mặc hở hang, lố lăng, trang điểm mà tụi nó nhẹ lè lẹt là không được nhập cảnh vào Singapore. Đó là cái được đó. Được đó anh chị, được đúng không? Rồi còn gì nữa, anh chị đừng nói là cộng sản nó thống nhất xong mà mình được nhiều cái nữa nha. Rồi nè. Rồi sau 45 năm thống nhất đó, ngày hôm nay là ngày 20 mấy rồi. Dương con này mấy rồi? 25 rồi đó. Hôm nay là ngày 25, còn có 5 ngày nữa thôi là ngày tháng Tư đen. Và trong giai đoạn này của 45 năm trước là người dân Nam Việt Nam, Việt Nam Cộng Hòa chuẩn bị cộng sản nó vào mất nhà. Bây giờ sau 45 năm, người dân Việt Nam, người dân nghèo tại Việt Nam, những cái vùng mà miền Tây, đồng bằng sông Cửu Long, đứng xếp hàng chờ lấy từng lít nước. Người dân ngày hôm nay đứng bán vé số càng ngày càng cơ cực hơn. Học sinh không được đến trường, đi lang thang khắp nơi. Người trẻ thì xuất khẩu khắp mọi nơi bằng mọi cách, và dẫn đến cái chuyện là chết trên cái đường mà đi trốn, đi sang nước ngoài nhập lậu luôn. Mà anh chị biết rằng là cái việc đi sang nước ngoài mà nhập lậu như vậy á, sống mà đi lao động lậu như vậy anh chị, là khó ở lắm, rất là khó ở, mất đủ thứ đó, không có quyền lợi gì hết, đủ thứ. Vậy đó mà họ vẫn bỏ tiền ra. Cái đợt mà 39 người mà đi mà chết trong cái thùng container để qua Anh đó anh chị, là có một số người nó là bỏ ra một cái số tiền rất là lớn, cỡ hơn 1 tỷ để họ đi. Bỏ ra số tiền lớn hơn 1 tỷ để mà họ đi. Rốt cuộc thì sao anh chị? Không đến được đó. Và rốt cuộc là phải chết trên container luôn, chết lạnh luôn. Cái điều này nó có xảy ra trong thời Việt Nam Cộng Hòa không? Không. Cho Dương nói chứ. Tại sao Dương phải nói? Bây giờ Dương so giữa Việt Nam Cộng sản với lại Na Uy, Dương so giữa Việt Nam Cộng sản với lại Đài Loan, Hàn Quốc, các bạn không chịu. Không chịu. Bây giờ Dương so giữa Việt Nam Cộng sản với lại Việt Nam Cộng Hòa, chịu không? Bây giờ nó đã thay đổi, đi vô cướp rồi, thống nhất rồi, giải phóng rồi. Thì tại sao không cho tôi nói cái điều này? Bây giờ mình đi giải phóng mà mình không mang lại được cái đời sống tốt hơn cho người dân. Sau 45 năm, và ngày hôm nay mỗi một năm như vậy, tưởng niệm ngày 30 tháng 4, ngày giải phóng thống nhất, mà đời sống người dân càng ngày càng cơ cực hơn. Mua một chiếc xe hơi, đó là một cái mơ ước vô cùng lớn đối với người dân. Các bạn nhìn ra người Việt của mình ở quốc gia bên ngoài đi. Người ta đi xe hơi nó có phải là một cái vấn đề không? Có phải là vấn đề không phải? Nhìn đi, hãy người Việt của mình đi ra đường một cái là leo lên xe hơi. Ở đâu cũng vậy hết, đi ở bên Mỹ cũng vậy, ở bên Úc cũng vậy. Họ có đi làm livestream hoặc đi đâu cũng vậy, là họ ra họ leo lên xe hơi họ đi không à. Còn ở Việt Nam mình anh chị thấy không, 45 năm giải phóng thống nhất đất nước rồi, cái chiếc xe hơi là một cái nhu cầu, một cái gì đó mà rất là phải nó gọi là nó xa xỉ. Chiếc xe hơi là một cái gì đó rất là xa xỉ. Ủa gì kỳ vậy? Mua một chiếc xe hơi đó là nhu cầu,
và cái phương tiện nó chỉ đơn thuần là một cái phương tiện đi lại mà thôi à. Ví dụ như anh chị thấy chị Rose đào không, mỗi lần mà chị làm livestream mà chị đi ngoài đường là anh chị thấy chị đi xe hơi không? Dương ví dụ như Dương cũng vậy, mặc dù đã ở Việt Nam Dương đi xe máy ví dụ vậy. Dương anh chị thấy ở bên Na Uy này Dương đi ra có khi nào Dương đi xe máy không? Đi xe hơi, tại vì cái phương tiện xe hơi là một cái phương tiện thôi, nó chỉ là một cái phương tiện di chuyển thôi, chứ không phải nó là một cái trang sức, nó không phải là một cái thứ gì đó để nó tô son điểm phấn cho mình. Nhưng ở Việt Nam đó, cái chiếc xe hơi nó là một cái gì để thể hiện cái đẳng cấp của con người. Trời ơi, bệnh hoạn không? Bệnh hoạn không? Cái chiếc xe hơi là gì? Nơi để mình chở vợ, chở chồng, chở con, chở cái đi, để tránh bụi, tránh nắng, tránh mưa, tránh gió. Mà rốt cuộc ngày hôm nay chiếc xe hơi, ai mà mua được chiếc xe hơi là giống như là nó là một cái trang sức, nó giống như chẳng khác gì kim cương vậy đó. Tại vì sao? Nó quá mất đến mức độ phải có tiền mới mua được nó. Và khi có tiền mua được nó rồi, nó thể hiện cái đẳng cấp con người. Ủa vậy là ở bên nước ngoài này, ai mua được chiếc xe hơi là phải có đẳng cấp lắm mới mua được. Nhưng xin lỗi với anh chị, đừng có cái chỗ đó. Đẳng cấp hay không, ở đây là cái nhân cách của con người. Còn ở Việt Nam nó nhìn qua cái chuyện mà cái sở hữu, cái vật sở hữu người ta có, nhà gì, xe gì, trên người mặc quần áo gì, sở hữu những cái trang sức nào, sử dụng điện thoại nào, sử dụng điện thoại smartphone đời nào, đời mới ra sử dụng. Mà ví dụ như cái cô gái đó mà đi ra làm, sử dụng mạng xã hội đi, mà đưa cái điện thoại mới ra, wow, cô gái này thuộc dạng hàng khá giả và có tiền. Có tiền cho nên sử dụng những cái sản phẩm mắc tiền. Và nó dựa vào đó, nó đánh giá con người. Xin lỗi với các bạn, điều đó không có giống như vậy ở bên nước ngoài đâu. Ai đi làm, hễ có đi làm là mua được xe hơi, hễ đi làm là có được mua nhà, hễ đi làm là có mua được điện, những cái điện thoại này. Tại vì sao anh chị, nó không có đánh thuế một cách khốn nạn như ở Cộng sản Việt Nam. Nó không có khốn nạn vậy. Và cái chiếc xe hơi là một cái thứ gì đó nó liên quan. Thậm chí người ta không chỉ mua được một chiếc xe hơi, người ta mua được 2 chiếc, 3 chiếc. Một chiếc để người ta chở hàng hóa, một chiếc để người ta đi chơi, là xe 4 chỗ, 7 chỗ và một chiếc xe vận tải. Ví dụ vậy là chuyện bình thường. Tại vì cái đó nó dính liền với cái nhu cầu trong cuộc sống của mình. Còn ở Việt Nam là mua được một chiếc xe 4 chỗ, một cái trò đó cơ, ta nói đi là nhiều khi hồn nó dướng trên mây, gỡ xuống không kịp đó anh chị. Bệnh dễ sợ lắm. Nhưng vì sao anh chị? Tại vì mình sống trong cái xã hội đó đó. Nó đưa đến cái chỗ là anh chị bây giờ kẹt tiền đến mức độ không có tiền để sống nữa, thì làm gì có cái chuyện mà có tiền mua xe hơi. Thậm chí bây giờ mua một chiếc xe tay ga 40-50 triệu mua còn không nổi nữa. Thấy không? Mà ai không cần nói đến xe hơi, chỉ mua một chiếc xe SH thôi. Mua chiếc xe SH thôi là anh chị đã thấy được cái đẳng cấp nó khác rồi. Mà SH bây giờ nó cũng có nhiều loại, SH Nhật Bản hay là SH gì, SH của Trung Quốc. Nó đã khác, nó thể hiện đẳng cấp qua cái chiếc xe mình chạy. Mặc dù cũng là chiếc xe ngồi có chỉ chở được 2 người, người ta dựa vào trong đó, người ta dựa, ô hôm nay tháng này gặp cái cô A đó, cổ mang trang sức, wow, cái bộ trang sức này á, là mua chắc cũng phải mấy chục triệu đó, cho nên cô này có dư, có ăn, có mặc mới mua được, cho nên nói cũng phải cẩn trọng chút xíu, cẩn thận chút xíu. Người ta nói chuyện, người ta nhìn vào những cái đồ trang sức. Tại sao anh chị thấy ở Việt Nam đó là người ta thích đeo vàng nhiều? Tại sao người thích đeo vàng nhiều? Tại vì nó đeo vàng, nó dựa, người ta nhìn vào cái chỗ đeo vàng đó, người ta đánh giá con người. Không phải tất cả ai cũng đều như vậy hết. Nhưng mà tại sao anh thấy qua bên Na Uy này, anh chị ơi, nói thiệt với anh chị, những cái trang sức mà rẻ tiền vô cùng, họ đi ra ngoài những cái boutique, anh chị, những cái cửa hàng bán trang sức, nó mua những cái trang sức chừng vài chục đồng. Ở bên Na Uy này, anh chị đi tìm mua những cái tiệm mà trang sức giống như Việt Nam không có ra đâu. Nó không giống như vậy, không phải trang sức loại này mua vàng, mua dòng cái kiểu nó không có, anh chị, nó đơn thuần lắm. Và nó trong những cái cửa hàng mà bán đồ trang sức, anh chị, bán đồ trang trí bình thường. Tại vì nó chỉ là một cái món đồ trang sức bình thường để trang trí, trang điểm cho người phụ nữ đó nó đẹp thôi. Chứ không phải là coi cái trang sức đó là thật, giả, đánh giá là tiền bao nhiêu có, không có. Nó chỉ phụ trợ cho cái trang phục mình mặc thôi. Ví dụ ngày hôm nay Dương mặc cái áo đen, mang trang sức nào cho nó phù hợp. Nó chỉ là một cái trang sức bình thường thôi, chứ không phải là cái đeo vàng dòng xi men cả bộ, đeo kim cương nhóc đầy hết trên tay, đeo dây chuyền phải loại bự, đeo bông phải, nó không có dựa vào trong cái chỗ đó để nó đánh giá con người ta. Nhưng mà mình sống dưới cái thời mà gọi là chủ nghĩa cộng sản đó, thì người ta nhìn vào những cái gì mình đang sở hữu nè. Thậm chí mình mượn tiền, mình vay tiền mắc nợ gần chết luôn mà anh chị, nhưng mà mình cũng thích như vậy, cũng thích được mượn tiền này cái nọ để mình mua xe, đằng chi đằng mình có một cái giá trị nào đó. Bạn của Dương nè, khi mà họ là trưởng phòng bình thường thôi anh chị, mà khi mà họ được nâng lên cái chức giám đốc, là cái người trong công ty á, cái sếp lớn á,
nói là cái người bạn của Dương phải thay đổi chiếc xe, không được đi chiếc xe cũ nữa, đã làm giám đốc rồi không được đi chiếc xe cũ nữa, phải mua một chiếc xe khác đẳng cấp hơn và phù hợp với cái vị trí chức vụ mà cái anh ta đang đảm nhận được. Điện thoại cũng vậy, đổi điện thoại khác, xe đổi điện thoại, đổi xe khác và điện thoại đổi điện thoại khác, không có dùng những cái đồ cũ mà khi anh ta đứng ở vị trí trưởng phòng nữa, mà là phải mua những cái đồ xứng đáng với cái vị trí giám đốc của anh ta. Ở bên đây anh chị có làm là giám đốc, anh chị làm chủ cả, anh chị làm chính trị gia, đi phương tiện công cộng chuyện bình thường, anh chị đi bộ chuyện bình thường, đi xe đạp no problem. Không có cái chuyện như ở Việt Nam mà làm giám đốc là phải đi cỡ này, làm trưởng phòng là phải đi cỡ kia, làm chủ tịch hội đồng quản trị là phải ở trong nhà vậy. Nhiều chính trị gia ở nước ngoài họ ở, họ thuê nhà ở thôi, bình thường, không có chuyện gì hết. Nhưng mà ở Việt Nam nó dựa vào cái gì anh chị? Nó dựa vào cái kinh tế mình có được để đánh giá mình, và từ đó nó có từ nể trọng, xin lỗi anh chị, đó là những cái thứ ảo mà thôi. Khi mà mình trắng tay một cái, cho nên anh chị thấy tại sao mà ở Việt Nam nó có cái câu vậy nè: khi mà tao còn tiền đó, thôi bạn bạn bè bè, khi tao hết tiền rồi tao mới biết bạn bè là ai. Tại vì sao như vậy? Tại vì cái xã hội á, nó người nó nhìn người ta qua vật chất, nó đánh giá con người ta qua vật chất, cho nên khi anh chị không còn gì trắng tay thì lúc đó anh chị mới nói, anh chị than trời trách đất. Không phải đâu, tại vì cái xã hội cộng sản nó làm con người ta vậy đó. Giống như là khi anh còn, anh chị còn cái giá trị lợi dụng, tôi vẫn chơi với anh chị tại vì ít nhiều anh chị còn cái giá trị lợi dụng, tôi mượn tiền được khi anh còn tiền. Anh nghèo rồi, anh xa cơ thất thế rồi, tôi chơi với anh tôi được làm, tôi được cái gì nữa, đâu có mượn tiền được đâu. Thậm chí anh thất thế mà mốt anh quay qua anh mượn tiền tôi nữa, thôi thì ok goodbye, để đỡ phiền, tại tôi biết anh xa cơ thất thế mà mốt anh quay qua mượn tiền của tôi phiền lắm, bye bye nhé. Rồi anh nghèo rồi, anh đâu còn tiền đâu mà đủ tôi đi nhậu, anh đâu còn khả năng anh bao nữa đâu, anh đâu còn trả tiền trong những buổi nhậu nữa đâu. Đó là cái những gì nó xảy ra, không phải là cái bản chất con người đâu. Cái chủ nghĩa cộng sản nó hình thành lên như vậy. Tại sao cái người miền Nam của mình ngày xưa đó, anh chị nhìn, anh chị đi, các bạn trẻ đi hỏi ha, người miền Nam của mình có chi dùng nấy, và thậm chí cửa nẻo không cần đóng, không cần đóng, và khách đến nhà có cái gì là đem ra đãi khách hết. Họ rộng rãi, họ thoáng đến mức độ như vậy. Còn bây giờ anh chị coi, vùng nông thôn mà cũng phải rào cổng. Anh chị biết không, buồn một cái nữa như vậy nè, đất đai ruộng nương lớn lẫn nhau anh chị. Dương nói vậy anh chị hình dung ra được không? Trời, nó có đai tức nữa nè, lấn đất lẫn nhau. Cái bờ mới ban đầu á, ngày xưa không có, mà bây giờ anh chị càng ngày á, cái bờ 1 mét đi, Dương nói giả sử cái bờ giữa hai cái đám ruộng, chuyện xảy ra liên tục. Vì sao như vậy? Giữa hai cái đám ruộng là một cái bờ đi, đúng không anh chị? Là một cái bờ đi, mà bây giờ chuyện gì nó xảy ra? Dương nói tới đây anh chị có hình dung ra chuyện gì xảy ra không? Cái bờ nó càng ngày càng gì anh chị? Bên đây cắt miếng 1 mét, nhưng giả sử cái bờ đó 1 mét anh chị, mà bờ cỏ mà, bên đây cắt miếng, cắt cỏ bờ mà anh chị, cắt miếng, bên đây cắt miếng, 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 riết cái bờ nó mỏng như cái lưỡi lam vậy đó. Bây giờ đó anh chị, cái xã hội Việt Nam bây giờ nó vậy, tại vì sao? Đất bây giờ nó có giá, và người ta tham đến mức độ là người ta phải làm như vậy để lấn đất lẫn nhau, để chiếm đất lẫn nhau, chiếm đất bằng cái hành động không bằng lời nói. Mà người ta đâu phải người ta ngu, người ta nhìn ta không biết đâu chị, tại sao ngày xưa đất 1 mét mà bây giờ còn có một chút xíu như vậy, tại sao? Rồi dẫn đến cái mất lòng, mâu thuẫn trong người dân lẫn nhau. Tại vì sao như vậy? Tại vì sao mà người ta cứ nghĩ rằng là giữa người dân mâu thuẫn với nhau không? Ở bên Na Uy này, hàng xóm người ta cất nhà lẫn nhau, người ta để cái cọc mà anh chị nhìn, anh chị để ý, anh chị mới thấy được. Không có cái chuyện mà họ ngăn hàng rào ra cái kiểu giống như Việt Nam mà nó đổ bê tông, dựng B40 rồi kia nọ kéo hàng rào ra đâu. Không có chuyện đó. Vậy mà vùng nông thôn ngày hôm nay anh chị, chỉ là những cái ngôi nhà trong vùng nông thôn thôi, phải kéo hàng rào lên, phải dựng hàng rào lên để phân ranh, chia ranh giới, để không bị lấn đất. Nó khủng khiếp đến mức độ như vậy. Vì sao ra như vậy? Tại sao? Đôi khi Dương hỏi tại sao lại như vậy? Tại sao lại như thế? Cái tình người của mình đâu? Cái gọi là cái làng tình hàng xóm láng giềng, những người làm nông lẫn nhau đâu? Lấn miếng, lấn riết bây giờ làm gì? Nó phải dựng hàng rào lên để người ta ngăn chặn cái chuyện mà gọi là xâm nhập lấn vào, chiếm đất của người ta. Được không? Được không anh chị? Nó là cái gì? Những gì cộng sản làm, còn hàng trăm ngàn thứ khác nữa. Ở Việt Nam mà mở diễn đàn lên mà nói giống như Dương coi, nó lọ nó bắt liền không cho nói. Tại vì sao? Nó sợ nói như vậy, những cái vấn đề xấu của cái xã hội cộng sản đó, nó được đưa ra cho bàn dân thiên hạ thấy được. Và đồng thời
nó sẽ liên kết lực lượng lẫn nhau, liên kết đám đông lẫn nhau, lật làm cái điều gì đó tổn hại đến cái nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Nó không cho mình làm livestream, tại vì livestream là tập hợp được nhiều người lại với nhau, nó không cho. Mà và nó bắt hết. Còn nhiều chuyện xảy ra nữa, rất là nhiều. Mà cái đau thương nhất là những người hàng xóm láng giềng lẫn nhau, sống tranh giành lẫn nhau, giành lấn chiếm đất lẫn nhau, vui vẻ cái gì. Nhưng mà bây giờ mình không trách họ mà trách cái cơ chế. Tại sao? Tại vì Cộng sản nó làm cho người ta trở nên nghèo nàn, nó trở nên thiếu thốn. Cho nên khi người ta nghèo nàn thiếu thốn là người ta giữ được cái gì người ta giữ. Mặc dù cái giữ đó nó không phải của nó, người ta cũng giữ. Thì nó giống với bản chất của Cộng sản rồi anh chị. Là Cộng sản Bắc Việt nó đi vô Việt Nam Cộng Hòa đâu phải là của nó. Việt Nam Cộng Hòa nằm trong vị tuyến 17 đâu phải của nó. Nhưng mà nó đã cướp rồi, nó cướp cái không thuộc về nó rồi. Thì ngày hôm nay sau 45 năm đó, những cái gì người ta nói giống như là cha mẹ như thế nào thì đẻ con ra như thế đó. Ví dụ vậy anh chị. Cái lòng tham của nó ăn cướp rồi, thì nó không thể nào nó làm cho một cái quốc gia nó trở nên phát triển một cách chính nghĩa được, một cách đúng đường, đúng hướng được. Thì trong người dân ngày hôm nay nó cũng như vậy, đâu có ngăn được. Ví dụ như một cái chính phủ nhân bản nhân văn đi, lên truyền hình sử dụng truyền thông tuyên truyền một cách đúng mực, đúng cách đi, nói về nhân cách, nói về đạo đức, nói về chuẩn mực đi, thử cho người dân có sống như vậy không? Đâu có đâu anh chị. Ngày hôm nay nghe ông này làm thất thoát ngàn tỷ, nghe ông kia làm thất thoát ngàn tỷ, ông nọ làm thất thoát ngàn tỷ, làm thất thoát riết. Người dân ở trong dưới đây họ làm gì anh chị? Họ đâu có được cái tiếng nói gì đâu. Thôi tôi thủ bằng cách nào? Đi ăn cắp, đi lấn đất, lấy những cái thứ không thuộc về mình để làm sở hữu cho mình, để phòng thủ. Sống như vậy, sống trong một cái xã hội như vậy, Dương hỏi anh chị coi sống nổi không? Mà lên làm livestream là nó chửi mình. Mà nãy giờ anh chị thấy Dương nói có gì sai không? Có gì sai không chị? Dương ngày hôm nay Dương nghe Dương giật mình luôn anh chị. Cái thời mà Dương còn ở Việt Nam nó đã xảy ra như vậy rồi, chứ không phải ngày hôm nay nữa. Nó cắt lấn riết rồi cái bờ mỏng tanh mà anh chị, mỏng mỏng ten như cái lá mít vậy á, rất là mỏng. Nhất nói những cái điều này là những cái người làm nông là họ hiểu, rất là hiểu luôn nè. Rất là hiểu. Không cho nói, tại sao không cho nói? Lãnh đạo quá tốt đi đến ngày hôm nay là người dân phải cướp lẫn nhau. Trời ơi, cướp là những người làm nông với nhau cướp nhau. Rồi ở ngoài đường thì đi xe cướp xe. Rồi có một cái bà chị nữa, ở cũng cái khu vực gần ở Long An nữa, mới dừng chiếc xe máy đi vô mua có mấy ký thịt, anh chị mua 1-2 ký thịt đi qua mất chiếc xe máy luôn. Mà cái chuyện mất xe máy là Việt Nam nó xảy ra thường xuyên. Tại sao vậy? Người Việt Nam của mình nếu mà nói vậy, không lẽ ở nước ngoài ta đi xe hơi cái mỗi lần ta dựng xe xuống cái mất chiếc xe hơi, không lẽ ta dựng xe hơi xuống cái mất chiếc xe hơi? Đâu có. Còn Việt Nam mỗi đi ra, chỉ cần đi ra thôi đạp chiếc xe xuống một cái, quay qua quay lại chưa có kịp mà làm cái gì hết trơn, quay mất chiếc xe. Cái chuyện mà mất xe bạn Dương nè bị hoài, nhất là ở Sài Gòn bị hoài luôn. Đi vô ATM một cái quay qua quay lại đó anh chị, chưa có kịp đút thẻ vô, quay qua bên đây nó bẻ cái chiếc xe nó chạy mất tiêu luôn anh chị. Chưa kịp rút tiền mất chiếc xe mà gặp chiếc xe mới mua nữa. Mua chiếc xe mới mua bỏ ra 40-50 triệu mua chiếc xe anh chị, đi ra dựng chóng một cái thôi. Thậm chí là họ đi vô nhà, họ đi vô họ lấy ra, họ biết mà. Họ biết cái tình hình an ninh ở Sài Gòn rất là bất an, bất ổn. Vậy đó mà họ đi vô họ đá chóng, họ khóa cổ rồi một cái anh chị đi qua đi ra mất tiêu. Không cho tôi nói. Trong khi ở nước ngoài thì nó không vậy, mà Việt Nam không cho tôi nói. Rồi thậm chí những cái người Việt ở nước ngoài đi về Việt Nam, những người bạn trẻ nữa. Tại vì các anh chị đó ở Việt nước ngoài, các anh chị thấy nó khổ vậy đó. Anh chị đi về Việt Nam, các anh chị sao? Anh chị thấy nó sướng tại vì sao? Anh chị sướng là bởi vì anh chị ít nhiều gì, anh chị có cái tiếng Anh. Anh chị có một cái vị thế cao hơn người Việt Nam ở trong nước. Người Việt Nam ở trong nước họ bất lợi đủ thứ. Họ sống trong cái môi trường đó, họ có cái passport Việt Nam, họ không di chuyển đâu được hết. Còn các bạn đi về Việt Nam, các bạn có một cái quốc tịch khác. Cầm trên tay một cái passport Mỹ, Úc, Anh, Canada, Na Uy là khác rồi. Khi mà có vấn đề gì đó các bạn chạy ra nước ngoài được. Còn người trong nước chạy đường nào, làm sao chạy? Ngày hôm nay thậm chí là Donald Trump còn nói là có thể là cấm những cái người nhập cư mà lao động để ưu tiên cho cái người lao động tại Mỹ, ví dụ vậy. Thấy không? Cái chính trị nó là như vậy. Còn các bạn cầm được cái pass ở nước ngoài đi về, cái nói trời ơi, ở Việt Nam dễ sống hơn. Các bạn không có trình độ, các bạn không có ngôn ngữ, các bạn không có một cái lợi thế là cái passport nước ngoài thì các bạn có dễ sống không? Không có chuyện dễ sống đâu. Rất là khó sống. Tôi ở Việt Nam rồi tôi đã hiểu. Còn mà muốn sống được là phải nịnh, phải bưng bô. Mà ở Việt Nam nịnh bưng bô chưa chắc gì sống được nữa. Có những cái người ở nước ngoài kìa, nịnh Cộng sản đi ra bên Mỹ sống kìa. Ngồi vẫn trong lòng Cộng sản, trong lòng Mỹ mà bưng bô cho Cộng sản. Rất là đông. Mà chỉ nằm lủi lủi trong nhà thôi chứ đâu dám ra ngoài công khai đâu. Đi ra cái chỗ mà dân Việt đứng đông thử coi, đập cho chết liền. Ngồi là múa mỏ này kia nọ đủ thứ hết. Chứ mà ra cho đám đông mà người Việt ở đó tập trung đông đi, thử coi. Sống nổi không? Không có nổi đâu anh chị.
Tại cho người Việt ở trong nước mình á, là sống trong cái sự kìm kẹp. Và 45 năm đó anh chị thấy người Việt Nam đâu có được tự do đâu. Báo chí có được tự do đâu? Không được. Anh chị đâu có được quyền tự do đọc báo chí một cách nó trung thực. Không có được đọc báo chí trung thực. Rồi 45 năm đó anh chị được quyền coi truyền thông trung thực không? Nó vẫn tuyên truyền đó. Việt Nam Cộng Hòa là gì tay sai đó anh chị. Có được trung thực không? Học lịch sử có được đúng không? Không. Cố Tổng thống Ngô Đình Diệm chưa bao giờ là tay sai cộng rắn cắn cả nhà hết. Thằng Trung Cộng á, thằng Cộng sản Việt Nam, Cộng sản Bắc Việt. Nhưng nó lại anh chị, khó nghe vô cùng. Nó phải vô một chút xíu anh chị. Nó đi ngược lại hết tất cả những cái gì mà nó tuyên truyền trên lịch sử. Nó không có nói đúng cái gì hết á. Khi mà nó đi vào trong á, nó đi vào trong Việt Nam Cộng Hòa để nó cướp anh chị, nó không có gì, nó buộc nó phải gì, nó mượn tiền của Nga và Liên Xô để đến. Tại vì sao Phạm Văn Đồng, tại sao Phạm Văn Đồng phải ký cái công hàm dân 12 hải lý, là tại vì sao anh chị? Ngày hôm nay Dương làm livestream lâu là vậy, Dương cố gắng Dương làm. Nó không ký cái công hàm đó làm sao nó mượn được tiền? Mà cái chủ nghĩa cộng sản anh chị thấy nó đần độn đến mức độ là tôi sẵn sàng tôi bán cái mà tôi không có, cái tôi bán cái tôi không sở hữu để tôi đưa cho thằng Trung Quốc. Mà trong khi cái Hoàng Trường Sa đó năm 1958 anh chị, cái Hoàng Trường Sa nó đâu có của phải là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đâu, cái Hoàng Trường Sa nó của Việt Nam Cộng Hòa mà. Vậy mà Phạm Văn Đồng anh chị, dù nói rồi mà năm 1954 chia rồi, Việt Nam có hai nước, vậy Phạm Văn Đồng vẫn ký cái công hàm đó để đưa Hoàng Trường Sa. Vậy thì cái công hàm của Phạm Văn Đồng nó có nằm trên sách lịch sử không? Không có. Cái ông Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký dân 12 hải lý này không không có nằm trên sách lịch sử Việt Nam mà mình học. Vậy cái công hàm đó anh chị đâu có đọc được trên sách lịch sử Việt Nam, có không? Có ai đọc được không? Dương là Dương thấy Dương không có học rồi đó. Cái nội dung cái công hàm đó là Dương chỉ biết khi mà Dương không còn ở Việt Nam mà thôi, cái nội dung mà đọc rõ nhất. Rồi ngày hôm nay chúng ta đâu biết đâu, chúng ta không biết. Vậy mà tại sao thằng Trung Quốc nó có cái công hàm đó và nó mang ra ngoài Liên Hiệp Quốc để nó trình làng khi mà Việt Nam kiện? Tại sao? Tại sao vậy anh chị? Có nghĩa là Cộng sản Việt Nam đã giấu quá nhiều thứ mà người dân không được quyền biết. 45 năm người dân không được quyền biết sự thật về những gì Cộng sản Việt Nam làm. Nó đưa người dân vào một cái trạng thái là gì? Đã rồi. Và người dân Việt Nam buộc phải chấp nhận những cái gì mà nó làm. Mà lỗi đâu phải của người dân đâu. Người dân là người ta đi làm, người ta bình thường thôi. Người ta cũng quan tâm tới chính trị. Để rồi ngày hôm nay Trung Quốc nó trình làng ra, nó đưa ra rất là nhiều cái mà người dân Việt Nam ngỡ ngàng, bất ngờ. Bây giờ người dân Việt Nam bây giờ nó sử dụng truyền thông, nó nói là ngày hôm nay Phạm Văn Đồng ký cái công hàm người dân 12 hải lý cho Trung Quốc. Thử nói như vậy coi. Nó vẫn không có nói anh chị, truyền thông Việt Nam bây giờ đâu có nói đâu. Chỉ có những anh chị em ở nước ngoài họ làm truyền thông họ nói thôi. Chứ người dân ở trong nước bao nhiêu người biết về cái việc ngày hôm nay Trung Quốc nó đưa cái công hàm này ra ngoài tòa án quốc tế để nó kiện lại, nó chống lại thằng Cộng sản Việt Nam. Đâu có ai biết đâu. Cái một bộ phận rất là nhỏ người ta biết thôi. Nó giấu đến mức độ như vậy, các bạn có chấp nhận được không? Ngày hôm nay Hoàng Trường Sa là một cái bộ phận, là một cái phần đất đai của Việt Nam mình. Tự nhiên họ đem ra họ bán mà người dân không biết gì hết. Giống như anh chị bây giờ anh chị đang sở hữu cái nhà đó, anh chị đang sở hữu, mà tự nhiên một ai đó đó, cái người hàng xóm đi qua, họ lấy cái quyền, họ có nghĩa là họ bán, họ lấy cái nhà của bạn họ bán cho một cái người khác. Rồi một ngày nào đó cái bắt đầu cái người đó, người ta dọn tới cái nhà bạn, đuổi bạn ra khỏi nhà. Bạn không biết ớt giáp gì hết. Các bạn có chịu nổi không? Các bạn có cam tâm không? Dĩ nhiên là không rồi. Nhưng mà cái người dân Việt Nam sống với Cộng sản là buộc phải chấp nhận. Chứ làm gì giờ? Không có làm được gì hết. Phải chấp nhận tất cả những cái gì mà Cộng sản Việt Nam nó làm ra. Ngay cả bản thân Cộng sản, tôi hỏi lại là quý vị làm như vậy, đặt trường hợp lại quý vị là những gì? Làm có nghĩa là những người như vậy, quý vị có chịu nổi không? Ai mà chấp nhận? Cái nhà của mình đang ở bình thường thôi, không nói về chính trị gì hết á. Cái nhà mình đang ở, tự nhiên ông hàng xóm đi qua, ông không nói một tiếng nào hết. Ông bán cái nhà của mình. Ông bán cái nhà mình cho một cái người khác, rồi một cái người khác mai mốt vô nói cái nhà này của mày đã bị bán rồi. Mà hỏi ai bán, tôi đâu có bán đâu. Thì người ta nói ông hàng xóm bán. Vậy đó, nhưng mà buộc vô cái thế, nó buộc mình vô cái thế là mình phải chấp nhận cái sự thật đó. Nghĩa là mình sống với cái thiên đường cộng sản anh chị, nó điều nhiều điều nó trớ trêu và nó nghịch lý dữ lắm luôn mà mình phải chấp nhận. Ngộ không anh chị? Ngộ ha. Nó rồi còn gì nữa? Rồi các bạn nói cho tôi nghe là 45 năm đó Cộng sản lãnh đạo cho được cái gì cho người dân nữa? Nói tôi nghe đi anh chị, cho Dương nghỉ 2 phút. Còn tuyên truyền nó thôi, còn tuyên truyền nó thôi.
Ở Việt Nam bao nhiêu bạn biết được là ngày hôm nay đó, cái công hàm mà dân 12 hải lý của Phạm Văn Đồng được Trung Quốc nó đưa ra ngoài Liên Hiệp Quốc, bao nhiêu bạn biết điều này? Các bạn vẫn chửi tôi là phản động, là lưu vong. Bao nhiêu bạn biết điều này? Nó làm rần rần hôm nay đó. Bạn chơi bạn Trung Quốc là bạn tốt đó, bạn rất là tốt đó, sông liền núi gì đó. Mà rằng rốt cuộc ngày hôm nay nó bán đứng, nó đem cái công hàm của Phạm Văn Đồng nó ra ngoài 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 Liên Hiệp Quốc để mà nó nói rằng là cái này nè, nó ông Phạm Văn Đồng mà thủ tướng của tụi bay ngày xưa đó đã ký rồi nha, trở 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 tay không kịp, làm không được. Tại sao như vậy? Việt Nam Cộng Hòa đâu có bán. Việt Nam Cộng Hòa chưa hề bán một cái gì của người dân Việt Nam hết đó. Tại vì họ biết được, họ lên họ nắm quyền, họ lãnh đạo là họ phục vụ cho nhân dân, chứ họ không có cướp của dân, họ không có đàn áp dân, họ không có bóc lột dân, họ không có xảo trá dân, họ không có bắt cấm người dân là không được tự do ngôn luận. Việt Nam Cộng Hòa là không có như vậy. Việt Nam Cộng Hòa chưa bán một miếng đất nào cho Mỹ hết đó. Anh chị có nghe Việt Nam Cộng Hòa bán đất cho Mỹ không? Anh chị có nghe là ngày xưa Nha Trang đồ này kia là một số nơi mà Mỹ đã đóng quân, anh chị có nghe là Việt Nam Cộng Hòa bán Nha Trang cho Mỹ không? Không. Nhưng mà anh chị nghe ngày hôm nay Hoàng Trường Sa là ông Phạm Văn Đồng ký, đúng không? Anh chị nghe Hoàng Trường đóng cửa lại cho mẹ đi không? Anh chị nghe là Hoàng Trường Sa là Phạm Văn Đồng ký. Rồi còn cái gì nữa? Mực ước Thành Đô 1990. Dương nói với anh chị là ngày hôm nay á, Cộng sản Tàu á, nó còn nắm nhiều cái văn bản, nhiều cái công hàm, nhiều cái công văn mà giữa Cộng sản Việt Nam từ ngày xưa cho tới ngày hôm nay nó nắm lắm. Rồi ngày trước đó là Cộng sản Trung Quốc đã nói là Hồ Chí Minh là người Hồ Quang, là Hồ Quang rồi nha. Có luôn rồi nha, chứ không phải là chưa đâu. Ừ. Cho nên các anh, Dương nói với các anh chị là chúng ta sống 45 năm rồi, chúng ta bị lừa, bị dối gạt rất là nhiều. Thì đừng hỏi tại sao người Việt Nam lừa gạt lẫn nhau. Đơn giản quá mà, chúng ta đang sống trong một cái thể chế nó lừa mình, nó cho mình ăn bánh vẽ. Bánh vẽ đó, ngày hôm nay anh chị nói rằng là bây giờ Dương thử, Dương chứng minh coi Cộng sản Việt Nam cho bánh vẽ gì? 62 tỷ đó, gần nhất ngày hôm nay nè, nó 62 tỷ đó. Bao nhiêu người dân nghèo mà được nhận cái gói cước đó, gói cái gói 62 tỷ đó, có nhận được không? Quá nhiều cái chuyện dối gian rồi. Nhưng mà xin lỗi hả? Nói không được. Người dân Việt Nam nói không được, nó không biết nói làm sao. Chạy lên phường nói, chạy lên xã nói, ngày mai là phường xã có văn bản, có giấy mời liền làm việc liền. Một cái cô gái yếu đuối nhỏ nhắn thôi. Ở miền Tây đó, cái cô gái gì mà Dương thấy là ngày hôm nay anh chị đưa lên rất là nhiều, bị bắt luôn, bởi vì họ đưa cái bản lên là họ họ không muốn là Trung Quốc xâm lược Việt Nam. Đơn giản vậy thôi cũng bị bắt nữa. Anh chị thấy không? Vậy thì 45 năm thống nhất giải phóng đất nước đó, Cộng sản Việt Nam cho người dân được cái quyền không được nói. 45 năm thống nhất giải phóng đất nước, Cộng sản cho cái người dân được cái quyền là chấp nhận chịu đựng những cái sự tuyên truyền dối trá. Được cái gì đâu? Đâu có được cái gì nữa đâu anh chị. Và được cái quyền sống trong sự nghèo đói, được cái quyền sống trong sự chịu đựng và đứng xếp hàng chờ lấy từng lít nước. Trời đất ơi, mang trái dễ sợ. Và được cái quyền đứng xếp hàng dài thon luôn trước những cái lãnh sự quán của Hàn Quốc, của Trung Quốc, của Đài Loan để được cái xuất đi xuất khẩu lao động. Đó là những cái Cộng sản Việt Nam cho đó. Rất là nhiều thứ khác nữa. Các bạn nhìn đi, rồi mai mốt đây nhìn chồng mình bệnh, con mình đau nè, rồi mình vô bệnh viện mình điều trị nè, đóng tiền. Các bạn ngày hôm nay có được vài trăm triệu, nhưng nói với anh chị, chỉ cần một cái chứng bệnh ung thư nào, một cái chứng bệnh nan y nào thôi, nhà của các bạn bán sạch để điều trị. Tại vì sao như vậy anh chị? Cộng sản nó mới thương dân, nó mới thương dân. Nếu mà nó thương dân là cái chính sách phúc lợi hoặc là bệnh viện là người dân đã được điều trị miễn phí, nó đâu có thương dân đâu, không hề thương dân một chút nào. Nó chỉ muốn là nó làm sao nó lấy được của người dân càng nhiều càng tốt, lấy được anh chị. Trong khi á, là người dân Việt Nam đó, anh chị biết không, là không được nhận, cái người nghèo Việt Nam không nhận được cái số tiền từ 62 tỷ đó. Mà hàng ngày như vậy cái tin nhắn mà kêu gọi mà giúp đỡ 20.000 đồng anh chị, người nào cũng nhận hết, ai cũng nhận được cái tin nhắn đó. Thủ tướng chính phủ kêu gọi là giúp đỡ mọi người, giúp đỡ 20.000 đồng để giúp đỡ những cái người, giúp đỡ để người dân qua cái đại dịch, tùm lum hết anh chị, người nào cũng nhận được cái tin nhắn đó, mà chỉ cần bấm một cái là mất 20.000 đồng. Anh chị thấy không? Chuyện nó nhiều lắm. Vậy thì 45 năm thống nhất giải phóng đất nước, Cộng sản cho người dân được cái gì? Bây giờ những người đảng viên Nguyễn Xuân Phúc, bây giờ chủ tịch nước nè, Dương không biết chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hôm nay đâu, Dương không thấy nữa. Tổng thống Mỹ Donald Trump xuất hiện, ta nói mỗi ngày trên truyền hình, bà thủ tướng Na Uy xuất hiện mỗi ngày trên truyền hình luôn, nói tùm lum hết, nói hết đề tài chính trị, qua nói tới những vấn đề về trẻ em, nói về những cái vấn đề kinh tế, nó tá lả binh, nó tùm lum hết. Còn còn chủ tịch nước của mình đó là Nguyễn Phú Trọng, rồi cái
thủ tướng của Việt Nam là Nguyễn Xuân Phúc đó, rồi phó thủ tướng là Vũ Đức Đam đó, rồi nhiều người nữa. Họ ngày hôm nay họ lên truyền hình họ nói cái gì vậy? Họ nói cái gì anh chị? Chúng ta nghe được cái gì mà 62.000 tỷ người dân không nhận được? Ăn bánh vẽ từ ngày xưa tới ngày hôm nay, giúp tôi đi. Đó, cha mẹ ông bà anh chị giúp con đi, mặc dù không phải là cha mẹ gì hết, vô kêu anh chị em mẹ này tùm lum hết, giúp con đi, con giải phóng, con sẽ mang lại một cái đời sống xã hội chủ nghĩa cho. Xong rồi anh chị dân oan. Ủa thời Việt Nam Cộng Hòa có dân oan không? Dương kiếm mà gọi là thời Việt Nam Cộng Hòa mà kiếm dân oan không ra, không có cái dân oan. Mà thậm chí là cái người dân ngày xưa anh chị họ được quyền tự do, họ khai hoang. Cha của Dương cũng là người đi khai hoang nè, khai hoang biết bao nhiêu, tạo ruộng tạo vườn, có nghĩa là ai có sức thì khai hoang và cái đất đó là sẽ là của mình. Cha của Dương khai hoang rất là nhiều và đất cũng nhiều, nhưng mà sau khi cộng sản nó vô rồi anh chị chia cho người này, chia cho người kia, chia cho người nọ. Còn bây giờ thì sao anh chị nhìn coi, ngày hôm nay thì sao, cái gì của người dân cũng thu hẹp lại hết, khó khăn càng chồng chất khó khăn, không nói được. 45 năm giải phóng mà đi cúp nhà, 45 năm giải phóng rồi người dân kéo từ ngoài miền Tây, từ trong miền Tây đó, mà miền Tây này cái dân kêu oan là cái dân nuôi cộng sản mới chết chứ. Cái dân đó, anh chị nghe cái vụ mà cái bạn Thùy Dương tên giống như Dương ở bên Thủ Thiêm không? Dân gia đình cách mạng luôn, gia đình cách mạng luôn mà ngày hôm nay phải lên trên mạng xã hội và kêu la về cái vấn đề mà tội họ cướp đất cướp nhà. 45 năm giải phóng chỉ có toàn là cướp và xảo trá mà thôi. Và Dương biết các bạn khó nghe, không chấp nhận những điều Dương nói lắm, tại vì cái đề này tài này quá nhạy cảm, đi ngược lại với đường lối cách mạng của cộng sản. Những gì họ tuyên truyền mà bây giờ Dương làm, Dương đi ngược lại hết, họ đâu chấp nhận đâu. Dĩ nhiên Dương trở thành một thành phần gì? Thành phần phá hoại. Dương bị liệt vào thành phần là cực đoan, phản động, chống phá nhà nước. Dĩ nhiên rồi, tại vì chưa bao giờ ở Việt Nam mà các bạn được nghe những điều này. Mà ngày hôm nay các bạn được nghe Dương nói, nghe nhiều cô chú anh chị khác nói, các bạn sẽ cảm thấy nó ngỡ ngàng. Đây là cái điều mà cộng sản nó che nè. Những cái gì mà Dương nói, những cái gì mà những anh chị em khác ở nước ngoài nói là những cái sự thật mà cộng sản nó đã che sau cái bức màn nhung mà chúng ta ở Việt Nam chúng ta không thể nào chúng ta gỡ nó ra được. Chỉ có một số người nào đó họ vượt tường lửa và họ coi được thôi. Tại sao có những cái quyển sách này? Tại sao có những cái quyển sách Bộ Mặt Thật Hồ Chí Minh? Ủa, Hồ Chí Minh có bộ mặt thật, bộ mặt giả nữa hả? Nè anh chị, tại sao có những quyển sách này? Ở Việt Nam anh chị có những quyển sách mà Bộ Mặt Thật Hồ Chí Minh không? Anh chị có nghe được Bộ Mặt Thật Hồ Chí Minh không? Ủa vậy rốt cuộc Hồ Chí Minh nó có mấy bộ mặt? Hồ Chí Minh được có bao nhiêu bộ mặt mà phải có sách về bộ mặt thật? Khi mà ra nước ngoài rồi, sách đầy luôn. Về hình ảnh, về những cái diễn biến xảy ra trước năm 1975, sau năm 75, đầy nhóc hết. Chỉ là chúng ta có thời gian chúng ta đọc hay không mà thôi. Còn bây giờ khi mà nói Dương nói về lịch sử, có nhiều bạn không chịu, không nghe. Nghe loáng thoáng mà thôi, tại vì nó quá trời. Ở Việt Nam nó không cho mình có cái thời gian để làm gì anh chị? Nó không cho mình có cái thời gian ngồi đọc lịch sử. Nó không có cho mình có thời gian để mình ngồi mình tìm tòi lại quá khứ. Nếu mình có đi chăng nữa, đi nghe một hai cái video clip là cao. Nghe một hai cái video clip là cao thôi, chứ không thể nào mà có thời gian đọc lại, lục lại, lôi lại hết tất cả những vấn đề lịch sử để mà mình kiểm tra xem có đúng hay không. Dương có những người thân á, Dương nói là bây giờ mình coi lại lịch sử đi, trời ơi con không thời gian đâu. Bây giờ á, con không có biết được bên nào đúng, bên nào sai nữa, cũng không có thời gian, con không quan tâm. Đó là cái số đông người trẻ họ trả lời như vậy. Tại vì họ phải đi làm kiếm tiền. Gia đình của họ sinh ra trong cái gia đình nghèo khổ này kia, họ bây giờ họ lớn rồi, họ phải đi làm kiếm tiền và báo hiếu cho cha mẹ của họ. Họ dẫn đến họ không có hiểu biết đúng về chính trị và từ đó họ không quan tâm. Và Dương ở Việt Nam cũng vậy. Dương có viết bài đó anh chị. Dương nói tóm lại một lần nữa là cái xã hội Việt Nam á, sau 45 năm á, nó không phải thống nhất đâu. Ừ, thống nhất đó Bắc Nam, nhưng mà anh chị thấy phân biệt vùng miền không? Thậm chí bây giờ á, cái người gọi là cộng sản Bắc Việt, nó bắt người trong Nam á, phải mang ơn nó. Nhờ có họ đó đi vô trong Nam giải phóng, nó mới người dân Việt Nam chúng ta sống đỡ. Đâu có đâu anh chị, những cái giá trị đó, những cái sự tuyên truyền đó là dối trá, không có đâu. Từ một cái chỗ Việt Nam Cộng Hòa hưng thịnh, người ta có nghĩa nói hoài rồi, Singapore còn chạy qua lúc đó, mà Singapore còn chạy qua để mà giống như học hỏi những cái sự văn minh hiện đại của Việt Nam Cộng Hòa, thì làm gì có cái chuyện mà người Việt Nam Cộng Hòa cần Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đi vào giải phóng. Trong khi người Nhật, người Hàn Quốc mà còn đi vào Việt Nam để mà nhờ cái sự giúp đỡ nữa, thì anh chị nghĩ rằng là Việt Nam Cộng Hòa cần cái sự giải phóng không? Không có cần cái điều đó. Cho nên đó chỉ là những cái sự mà tuyên truyền một cách dối trá mà thôi, nó không có trung thực. Nhưng mà người dân của chúng ta bao nhiêu năm nay rồi không có hiểu ra cái điều đó. 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2020, đời sống người dân ngày càng về sau càng khổ, mà có cái sự khổ khác nhau.
Có thể là 30 tháng 4 năm 1975, người dân sống trong cái sự mất mát gia đình ly tán, loạn lạc chia ly, mất mát này kia nọ đủ các kiểu hết. Thì ngày hôm nay sau 45 năm, người dân vẫn sống nghèo khổ, càng khốc khắc nghiệt hơn nữa. Sống mà không có nước làm sao sống anh chị? Sống không có nước làm sao sống? Sống mà bây giờ trong cái mùa dịch corona mà không nhận được tiền hỗ trợ từ chính phủ. Nó Dương cảm thấy không có cái gì để mà hãnh diện hết. Dương nói thật với anh chị. Thôi thì cái chương trình livestream ngày hôm nay á, nó khá là dài rồi, Dương xin dừng để mà Dương sẽ trở lại sau. Một số anh chị em hỏi là sách này trên mạng có biết có hay không thì Dương cũng không biết nữa anh chị, tại vì Dương không có coi. Và những quyển sách này là Dương được nhận từ những anh chị em, cô chú ở bên Mỹ gửi qua nè. Và một số sách mà được của một số người ở bên Na Uy gửi cho Dương. Cho nên là Dương không biết là những cái quyển sách này ở trên mạng có hay không, Dương không biết nữa anh chị. Nó cho nên là tại sao mà Dương có được một cái kho tàng kiến thức nhiều về Việt Nam Cộng Hòa. Và tại sao Dương biết về cái sự thật cộng sản là như vậy đó. Không phải đâu, dối trá còn là dối trá mà thôi. Tự nhiên một cái con mà sinh ra và lớn lên trong cái môi trường xã hội chủ nghĩa ngày hôm nay lên chống lại cộng sản. Tại sao vậy? Tại vì cái sự thật nó không nằm ở những cái gì mình học. Nó cho mình ăn bánh vẽ mà cái hay là ở Việt Nam nó che lại hết rồi. Các anh chị không thấy được, anh chị không có đối chất được. Anh chị đừng nghĩ rằng anh chị đi xe hơi, anh chị có nhà như vậy mà nhìn lại đi. Cái số đông của người ta còn không có cái cơ hội như mình nữa. Anh chị có phải là anh chị đang sống trong cái mối quan hệ không? Dùng cái mối quan hệ ảnh hưởng lẫn nhau không? Để các anh chị có một cái đời sống tốt không? Nhìn lại thử xem. Chứ không phải tự nhiên mà anh chị có được cái xe hơi nhà lầu này, có một cái công ăn việc làm tốt đâu. Có phải có mối quan hệ không? Cái xứ bên ngoài không có năng lực của mình. Học hành cho xong xuôi rồi cha mẹ cũng chẳng giúp được gì. Mình có năng lực mình nộp hồ sơ đi xin việc. Và mọi người công bằng như nhau. Còn Việt Nam là có mối quan hệ. Từ xưa tới giờ, nịnh thì sống, chống thì chết. Hả anh chị? Rồi Dương cảm ơn tất cả các anh chị nhiều. Đối với Dương, cái từ mà giải phóng dẹp qua một bên. Đối với Dương, ha, ngày 30 tháng 4 là ngày mà Cộng sản Việt Nam, Cộng sản Bắc Việt đó, cướp Việt Nam Cộng Hòa, cướp nước. Dương bị mất nước. Dương bị mất tất cả cái quyền công dân của mình, quyền tự do ngôn luận nè. Anh chị nói Dương nó xạo. Ở Việt Nam Dương đâu có được nói đâu. Và Dương phải nín, Dương phải câm. Dương phải câm cái miệng của mình lại. Có cái miệng không? Đẹp không? Xinh xinh, dễ thương lắm. Dễ thương dữ lắm. Nhưng mà phải câm họng lại. Đợi đến khi ra khỏi Việt Nam mới nói được. Còn mà Dương ở Việt Nam mà Dương mà bếp xếp, chét chét, chuyện gì xảy ra? Tịch thu cái passport. Giữ luôn cái passport đó. Không cho Dương sử dụng. Làm sao Dương đi nước ngoài được? Cho nên, ok, có cái cách này để tôi làm, đó là gì? Tôi đi ra khỏi Việt Nam đi, tôi sẽ dùng, tôi sẽ lên tiếng. Vậy thôi với anh chị. Chứ Việt Nam nó bắt Dương nó nhốt, bỏ tù rụt xương luôn á. Rụt xương bởi vì sự thật, ngu gì? Không. Rồi Dương cảm ơn tất cả các anh chị ha. Dương sẽ trở lại cái chương trình livestream sớm thôi. Dương xin chào và hẹn gặp lại.